sau lần ma môn tập kích trước đó kiếm các hầu phủ đã xây lại tường bao kiên cố hơn bố trí thêm nhiều trận pháp thậm chí đặt cả cấm khí trong quân đội để phòng thủ cả kiếm các hầu phủ giống như một tòa thành nhỏ bất cứ lúc nào cũng có binh sĩ tuần tra dù là võ tôn cũng không thể xông vào được tiểu hầu gia về rồi tiểu hầu gia về rồi tất cả quân sĩ thấy ninh tiểu xuyên trở về ai nấy cũng đều xúc động cung kính quỳ xuống hành lễ ánh mắt tràn ngập sự sùng bái Cửa lớn hầu phủ mở ra, hơn 100 lão nhân trong hầu phủ ra nghênh đón, số lượng bộc nhân và thị nữ này quỳ ở đó đã cho thấy địa vị của Ninh Tiểu Xuyên trong kiếm các hầu phủ hiện nay. Ninh Tiểu Xuyên đánh bại tầm quân phong chủ của Nhất Nguyên Tông tại Hoàng Thành, rất hàng nghìn cao thủ, ngăn chặn phản quân, thần uy cái thế, đã trở thành chủ đề nóng của tất cả mọi người trong Hoàng Thành. Phủ đệ các phương hầu, quán trà, tử lâu, thanh lâu, trên mọi con đường, ngõ ngách đều đang lưu truyền truyền thuyết về Ninh Tiểu Xuyên, thật sự hắn đã trở thành người trong mộng của vô số nữ tử thiên tài luôn có hào quang, khiến vô số người ngưỡng mộ cũng như đố kỵ. Huống hồ Ninh Tiểu Xuyên không chỉ là thiên tài mà còn là cường giả đỉnh cấp của giới võ đạo. Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương đều vào thiên cung luận đạo, với tu vi của mình, Ninh Tiểu Xuyên có thể được gọi là giường cột triều đình, tu vi đủ để xếp trong năm hạng đầu. Trong kiếm các hầu phủ đương nhiên thanh uy của hắn sẽ càng cao hơn, được các võ giả trong phủ coi là chiến thần để sùng bái. Rất nhiều đường muội biểu muội đều thầm ngưỡng mộ hắn, sau khi thấy chân thân của Ninh Tiểu Xuyên thì ai cũng trở nên si cuồng. Tuy vậy nhưng trưởng bối trong tộc vẫn ở đó, chẳng ai thật sự dám lao vào lòng hắn. Ninh Tiểu Xuyên dặn dò lão nhân trong phủ vài câu rồi lập tức tới kiếm các cầu kiến bốn vị lão tổ kiếm các hầu phủ. Bốn vị lão tổ cả năm đều ở kiếm các, trong hầu phủ có rất ít người đều biết họ còn sống. Bốn người họ đều đã sống đến trăm tuổi, hơn Ninh Tiểu Xuyên ba đời, tu vi của ai cũng từ địa tôn cảnh tầng thứ năm trở lên. Bốn người đã cùng tu luyện mấy chục năm nay, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, hợp ý nhau. Nếu tạo thành trận pháp có thể đánh lui cả địa tôn cảnh tầng thứ 9, Cục thế trong hoàng thành thay đổi chóng mặt, ngay Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương cũng phải liên thủ chống địch, có thể thấy triều đình lần này gặp khó khăn rất lớn. Các lộ phản quân sắp đánh tới hoàng thành rồi, Tiểu Xuyên, người định bước tiếp theo làm thế nào? Một vị lão tổ hỏi, Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, nói, trước tiên, tuyệt đối không được để hoàng thành bị công phá. Nếu hoàng thành bị công phá, kiếm các hầu phủ và tất cả vương hầu phủ đệ đều sẽ bị tấn công. Tổn thất tiền bạc, tài nguyên là chuyện nhỏ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều vương hầu phủ đệ sẽ chìm trong biển lửa, tất cả vinh hoa phú quý sẽ tiêu tan, quý tộc trở thành nô lệ, thê nữ bị lăng nhục, tài sản bị cướp đoạt, tộc nhân bị tàn sát. Điều này với các đại hầu phủ đều là đả kích mang tính hủy diệt. Thứ hai, nếu thật sự không giữ được hoàng thành, trong hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể bảo vệ lấy mình, đưa tộc nhân kiếm các hầu phủ mở đường mấu chạy khỏi hoàng thành, tới một nơi cương thổ khác xây dựng căn cơ của chính chúng ta tại đó. Chỉ cần tộc nhân vẫn còn, tài nguyên tu luyện vẫn còn thì kiếm các hầu phủ rất nhanh có thể hồi sinh có thể xưng bá một phương tại Ngọc Lam Đế Quốc, có sức mạnh hô phong hoán vũ. Lão Hầu ra bước ra từ sau cánh cửa, bước chân nhẹ nhàng, nói. Tất cả tộc nhân trực hệ của kiếm các hầu phủ trong thành có hơn một vạn tám nghìn người, cộng với tộc nhân bằng hệ, gia bộc, nữ quyến, quân sĩ, tổng cộng hơn 10 vạn người. Muốn dẫn tất cả đánh ra hoàng thành thì quá khó. Lão Hầu ra xuất quan là, điều ninh tiểu xuyên không ngờ tới, hắn thở phào, cuối cùng cũng có thể trả gánh nặng trên vai cho Lão Hầu ra rồi. Ninh Tiểu Xuyên đã quyết định, sau khi giúp kiếm các hầu phủ vượt qua cửa ải này, hắn sẽ rời khỏi Ngọc Lam đế quốc đi lịch luyện. Đương nhiên hắn rời khỏi Ngọc Lam đế quốc không phải chỉ là đi lịch luyện. Quan trọng hơn là vì sự uy hiếp của Nhiếp Lan Tâm và Bạch Ly lão tổ, hắn không thể không rời khỏi Ngọc Lam đế quốc. Tuy hiện tại tu vi của hắn rất mạnh, nhưng so với nhân vật cấp bậc như Nhiếp Lan Tâm và Bạch Ly lão tổ thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Nếu tiếp tục ở lại kiếm các hầu phủ thì chỉ dẫn đến tai họa cho kiếm các hầu phủ mà thôi. Chỉ bằng rời khỏi Ngọc Lam đế quốc trước, ra ngoài lịch luyện để chúng không tìm được, đến khi tu vi mạnh lên, trở về sẽ trừ khử hai đại địch đó. Hơn nữa Tuế Hàn Vũ cũng đã nói, nơi lịch luyện đầu tiên của hắn cũng không xa Ngọc Lam đế quốc lắm, lúc nào cũng có thể trở về. Vừa rồi lão hầu Gia đứng sau cửa nhưng Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không phát giác được khí tức. Tuy Ninh Tiểu Xuyên không thi triển sức mạnh tâm thần của thất khiếu thần ma tâm cung, nhưng như vậy cũng là việc khá đáng sợ rồi. Điều này cho thấy lão hầu Gia sau khi luyện hóa một dòng thiên địa tinh hoa, Tu Vi đã đạt tới tầm cao mới, rất có khả năng đã vượt qua địa tôn cảnh tầng thứ 9, lĩnh ngộ được, đăng thiên thê. Một vị lão tổ nói, thật ra, gần đây bọn ta đã phái người đưa hơn một nửa số tộc nhân theo từng đợt ra khỏi hoàng thành. Nếu không tổng số có lẽ phải tới mấy chục vạn người. Một vị lão tổ khác nói, muốn chuyển phần lớn tộc nhân và tài nguyên kiếm các hầu phủ ra khỏi hoàng thành cần ít nhất 10 võ tôn hộ tống mới được. Trong hoàng thành, có thể điều động 10 vị võ tôn có lẽ chỉ có đại kim bằng vương phủ mới làm được. Vương hầu phủ đệ khác đều kém xa, tìm được ba vị võ tôn đã là khá lắm rồi." Ninh Tiểu Xuyên nói, "Các vị lão tổ yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể đánh ra khỏi hoàng thành tự nhiên sẽ có cao thủ tới đón chúng ta." "Còn có cao thủ?" Lão hầu gia ngạc nhiên, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, "Thực sự không dám giấu, mấy năm nay ngoài xây dựng được Thần Kiếm Cung, ta còn thành lập một thế lực khác ngoài thành. Hồi đó là để dự phòng thiên hạ đại loạn, để một đường lui cho kiếm các hầu phủ, để khi nguy cấp có thể rút khỏi hoàng thành. Thời gian 3 năm năm dù sao cũng quá ngắn." dựng nên thần kiếm cung đã rất giỏi, nâng thực lực chỉnh thể của kiếm các hầu phủ lên một bậc. Tiểu Xuyên, ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi với kiếm các hầu phủ, nhưng thời gian quá ngắn, cho dù ngươi xây dựng được một thế lực thì cũng chưa trưởng thành, đứng trước thế lực phản quân lớn mạnh như vậy e là sẽ đàn áp thê thảm. Lão hầu gia khẽ lắc đầu, muốn xây dựng một thế lực đâu phải dễ, không có căn cơ trăm năm thì rất khó phát triển lớn mạnh. Vì thế lão hầu gia và bốn vị lão tổ đều không mấy tin tưởng vào thế lực mà Ninh Tiểu Xuyên xây dựng cảm thấy chắc chắn thế lực của hắn còn chưa trưởng thành, chỉ có thể coi là thế lực nhỏ. Thế lực nhỏ mà kiếm các hầu phủ bồi dưỡng nhiều vô kể, vì thế họ không để tâm lắm lời của Ninh Tiểu Xuyên. Một vị lão tổ nói, thật ra thực lực hiện tại của kiếm các hầu phủ chúng ta đã không có bất cứ hầu phủ nào mạnh hơn nữa rồi. Nếu Hoàng Thành bị công phá, muốn di rời tộc nhân và tài nguyên ra khỏi thành không phải quá khó. Ninh Tiểu Xuyên gật gù, thực lực hiện nay của kiếm các hầu phủ đúng là khá mạnh, dù Hoàng Thành có bị công phá, muốn nhằm vào kiếm các hầu phủ cũng sẽ phải trả giá đắt vì thế hắn tạm thời không nói về u linh sơn trang đợi đến khi có thể thật sự điều động sức mạnh của u linh sơn trang mới dùng cũng không muộn lão hầu gia gật đầu mấy năm nay thiên thành vẫn luôn mở rộng thế lực khu biên tập nam cương hẳn là căn cơ đã khá vững chắc sau khi rời khỏi hoàng thành có thể tới nam cương tập hợp với thiên thành kiếm các hầu phủ chúng ta vẫn sẽ hưng thịnh chỉ là lão hầu gia chắp hai tay sau lưng nhìn đình viện lầu các trong phủ trầm mặc hồi lâu mới nói dù gì trong hoàng thành cũng có căn cơ nghìn năm mà lão tổ tông để lại kiếm các hầu phủ cũng đại diện cho vinh quang của các vị tiên tổ, không tới mức bất đắc dĩ thì ta quyết định vẫn cùng triều đình tiến thoái, toàn lực chống phản quân. Tuy lão hầu gia có thủ án Ngọc Lam đại đế nhưng hơn cả vẫn là rất có tình cảm, không muốn cơ nghiệp tiên tổ để lại mất trong tay mình. Ninh Tiểu Xuyên hiểu tâm tư của lão hầu gia, nếu bảo vệ được địa vị của kiếm các hầu phủ thì chẳng ai muốn rời đi cả. Hai ngày sau, phản quân bên ngoài thành càng ngày càng đông, luôn luôn có tiếng chống trận vang lên. Âm thanh chiến đấu kéo dài bất tận, Khiến các vương công quý tộc trước đây chìm đắm trong ăn chơi hưởng lạc đều chìm trong sợ hãi. Vạn nhất hoàng thành bị công phá thì đúng không khác gì trời sụp. Giờ Ninh Tiểu Xuyên căn bản không cần phải cố tình tu luyện, tâm châu trong tâm cung cũng tự động hoạt động, hấp thụ thiên địa huyền khí chuyển hóa thành sức mạnh tự thân. Từ sau lần đột phá địa tôn cảnh tầng thứ 6 thất bại thì hắn không cảm nhận được dấu vết của đột phá cảnh giới nữa. Xem ra, càng về sau càng khó đột phá cảnh giới, cho dù có thể chất vạn năm khó gặp cũng không ngoại lệ, buộc phải đợi thời cơ hai hôm nay ninh tiểu xuyên cũng rất chú ý tới trận chiến ngoài thành đây là trận chiến thật sự mấy trăm vạn đại quân hỗn chiến vào lúc đỉnh điểm thậm chí có tới vạn quân sĩ và võ giả chiến đấu mỗi khác đều có hàng nghìn người chất mấu tươi nhuộm đỏ dòng sông hộ thành xác chất chất thành núi bức tường thành kiên cố của hoàng thành bị đánh lỗ chỗ nếu không phải có trận pháp bảo hộ thì có lẽ hoàng thành bị công chiếm từ lâu rồi phản quân cũng tổn thất nghiêm trọng tử thương vô số mỗi quả pháo huyền thạch bắn xuống đều có thể thanh trừ một mảng lớn phản quân vài trăm người bỏ mạng trận chiến quy mô lớn khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi. Trên địa cầu rất khó thấy được đại hỗn chiến nhiều người như vậy, đúng là mấu chảy thành sông, xác chất thành núi. Nhân khẩu Ngọc Lam đế quốc hơn trăm ức, cũng chỉ có ngũ phẩm văn minh mới có thể bạo phát trận chiến khủng bố thế này. Chú thích, cương thổ Ngọc Lam đế quốc rộng bằng 40 lần châu Á, dân số hơn trăm ức, vì thế triều đình có thể tập kết đội quân hàng chục triệu người cũng là bình thường, số người tử thương cũng rất lớn. Tỷ lệ tử vong trong chiến tranh vốn rất cao, giống như rất nhiều lần thay đổi triều đại trong quá khứ, toàn quốc cũng chất hết một nửa dân số. Giống như thời kỳ đầu triều đại nhà Thanh, tỉnh Tứ Xuyên bị rất sạch không còn một người, cả vùng Tứ Xuyên biến thành rừng, đâu đâu cũng có thể thấy hổ sói, sau đó di rời người từ Hồ Châu tới thì Tứ Xuyên mới có người ở. Đây chính là điểm đáng sợ của chiến tranh, với người khác mà nói, chiến tranh đồng nghĩa với tai họa, nhưng với Ninh Tiểu Xuyên tu luyện diệt thế đạo thì đó lại là cơ hội rất lớn. Hủy diệt càng nghiêm trọng, số người chất càng nhiều thì tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên sẽ tự động tăng nhanh. Sau một vài ngày ngắn ngủi, trong cơ thể hắn đã sinh ra đạo diệt thế chi khí thứ 10, thậm chí còn bắt đầu ngưng tụ đạo diệt thế chi khí thứ 11. Chiến tranh bùng phát, tai họa xảy ra, bệnh dịch lan tràn, thiên tai nhân họa, sinh linh diệt tuyệt, tất cả đều sẽ sinh ra diệt thế chi khí. Cũng có nghĩa là, trong hoàn cảnh càng khắc nghiệt thì diệt thế chi khí trong trời đất sẽ càng đậm đặc, càng có lợi cho việc tu luyện của ta. Ninh Tiểu Xuyên phân tích, một con chuột sau khi chất sẽ sinh ra một lượng rất ít diệt thế chi khí nên có thể không tính. Một người chất đi sinh ra lượng diệt thế chi khí nhiều hơn một con chuột một nghìn lần, còn võ giả huyền khí cảnh sau khi chất sẽ giải phóng lượng diệt thế chi khí nhiều hơn người bình thường 10 lần. Cũng có nghĩa là số lượng sinh linh tử vong ngày càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, diệt thế chi khí sinh ra cũng càng nhiều. Bên ngoài hoàng thành, trận chiến kinh thiên động địa không có lúc nào là không có người chất, đương nhiên có thể sinh ra một lượng cực lớn diệt thế chi khí. Chỉ là, diệt thế chi khí những võ giả khác không nhìn thấy, không chạm vào được, không cảm nhận được, chỉ có truyền nhân diệt thế đạo mới cảm nhận được sự tồn tại của diệt thế chi khí, đồng thời hấp thụ vào cơ thể, chuyển thành sức mạnh của chính họ. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên nơi cao nhất tường thành, hai tay giang rộng, một quầng sáng chói lan tỏa ra, võ hồn pháp thân bay ra khỏi cơ thể, biến thành một cái đỉnh cao 9 mét. Bên trên cự đỉnh là diệt thế bia văn, chiếu ra ba tấm diệt thế ma đồ gồm thi sơn huyết hải đồ, thiên hỏa phần thân đồ và triều tịch trầm luân đồ. Ba tấm ma đồ này đều tỏa ra ánh sáng đỏ, hoa văn trở nên càng ngày càng chân thực và phức tạp, giống như biến thành ba thế giới chân thực, mỗi thế giới đều đang hấp thụ diệt thế chi khí trên chiến trường, thì sơn huyết hải đồ hiện lên cảnh tượng của thế giới tu la màu đỏ mấu có biển mấu tươi rộng mênh mông trên bờ nham thạch đỏ rực chất đầy thi thể thối giữa có xác người có xương thú có thi thể của sinh linh thái cổ có ma thi thậm chí có thi thể của thần linh đó là thế giới của cái chất cũng không biết đó chỉ là một bức tranh hay là một thế giới thực sự có tồn tại thế giới trong thiên hỏa phần thân đồ không phải thiêu đốt thân thể con người mà là các đại lục và các vì sao còn có cả một vùng tinh vực có hàng tỷ ngôi sao tất cả đều biến thành cát bụi hư vô Thế giới trong triều tịch trầm luân đồ là một vùng ma hải tử khí nặng nề, trên mặt biển nổi lênh bình vô số tử thi vô danh. Thậm chí có tử thi thậm chí to đến vài vạn dặm. Chỉ một cái đầu lâu cũng bằng cả một tinh cầu, sóng lớn nổi lên, đại lục và những cái xác khổng lồ trên mặt đất đều cuộn lên cao đến vài vạn mét. Ba bước ma đồ thể hiện ba loại ý nghĩa diệt thế, cũng giống như ba thế giới tử vong thực sự tồn tại, những nền văn minh ở đó đều đã bị diệt vong. Ninh Tiểu Xuyên chìm đắm hoàn toàn vào việc tu luyện diệt thế đạo, diệt thế chi khí bay ào ạt vào võ hồn đỉnh, được võ hồn đỉnh luyện hóa hấp thụ, chuyển thành diệt thế chi khí thuộc về Ninh Tiểu Xuyên. Uyên, đồng tử Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một quầng ma quang, thân thể hắn khẽ rung lên. Đạo diệt thế chi khí thứ 11 ngưng tụ thành công. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của ma kiếm đã mạnh hơn một phần, nếu thi triển diệt thế kiếm quyết, sức mạnh cũng lớn hơn. Hôm nay thu thập diệt thế chi khí kết thúc, Ninh Tiểu Xuyên thu võ hồn đỉnh về cơ thể, cũng thu hết ma khí trên người về để tránh cho người ngoài thấy. Ninh Huynh, vừa rồi ngươi tế xuất võ hồn ra làm gì? Ngự Thanh tò mò tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên, chiến giáp trên người hắn dính đầy máu, chiến đao dắt bên hông, rõ ràng vừa rồi hắn đã ra ngoài thành chiến đấu. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra Ngự Thanh từ lâu, nhưng không nói chuyện về diệt thế đạo. Tiểu Vương ra, người tới rất đúng lúc, ta có một thứ đưa cho ngươi. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một đạo nguyên khí, chui vào túi càn khôn lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Ngự Thanh. Cái gì vậy, ngươi phải biết là ta ngoài mỹ nữ mới có hứng thú ra thì những thứ khác chẳng có mấy hứng thú thần long vương phủ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu á hoàng hoàng quyền lệnh tay ngựa thanh run run suýt nữa thì đánh rơi hoàng quyền lệnh hắn vội dùng hai tay nâng hoàng quyền lệnh đây là miếng thép nóng trên tay để rơi cũng là sỉ nhục hoàng quyền sẽ bị chớm đầu miệng ngựa thanh run run ngươi ngươi đưa hoàng quyền lệnh cho ta làm gì ta không muốn không muốn mưu triều đoạt vị đâu ninh tiểu xuyên vỗ vỗ vai ngự thanh ai bảo cho ngươi hoàng quyền lệnh là bảo ngươi đi mưu triều đoạt vị thật ra đây là ý của học Cung Chi chủ cái gì, lão tổ tông lại coi trọng ta như vậy, bảo ngươi đưa hoàng quyền lệnh cho ta. Ta có tài đức gì chứ? Ngự thanh bỗng nhiên không run rẩy nữa, tay xoa cầm, nhìn hoàng quyền lệnh càng ngày càng thuận mắt. Tinh thần hắn đột nhiên lên cao, có cảm giác rất nở mày nở mặt. Học cung chi chủ vốn là người trong hoàng tộc, ngự thanh là hậu nhân của hoàng tộc đương nhiên phải gọi hắn là lão tổ tông. Ninh tiểu xuyên trợn mắt. Học cung chi chủ muốn ta giao hoàng quyền lệnh cho một hậu nhân trong hoàng tộc tài đức kiêm toàn dùng để ràng buộc quyền lợi của đế hoàng. Tài đức kiêm toàn, ánh mắt ngự thanh sáng lên như vậy còn không phải đã nói rõ rồi sao, trong lứa người trẻ tuổi của hoàng tộc, không còn ai tài đức kiêm toàn hơn ta rồi. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên giật giật, đúng vậy, ta cũng cho là như vậy, Ngự Thanh tuy rất thích tự sướng nhưng không phải kẻ ngu ngốc, nhờ mắt lại nói. Giờ thiên hạ đại loạn, hoàng thành khó giữ, một khi hoàng thành bị công phá, Ngọc Lam đế quốc chắc chắn sẽ ngập trong khói lửa, chư hầu tranh bá. Đến lúc đó ai cầm hoàng quyền lệnh có nghĩa là nắm trong tay hoàng quyền chính thống. Chỉ cần hô một tiếng là các lộ chư hầu tới đầu quân rất có thể xây dựng lại đế quốc, trở thành đế hoàng. Tại sao ngươi không giữ cho mình mà lại giao hoàng quyền lệnh cho ta? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chiến trường bên dưới, khói lửa mịt mùng, thi thể đầy đất, mãi rất lâu sau mới nói. Đợi sau khi mọi thứ ổn định ta sẽ rời khỏi Ngọc Lam đế quốc, bước vào con đường tu luyện võ đạo chưa rõ. Ánh mắt ngựa thanh lóe lên vài lần, lại trả Ninh Tiểu Xuyên hoàng quyền lệnh, cười nói. Trùng hợp thật, sau trận chiến hoàng thành này, ta cũng rời khỏi Ngọc Lam đế quốc để tới nền văn minh cao cấp hơn để tu luyện. Ồ, oh, Ninh Tiểu Xuyên cũng khá ngạc nhiên, Ngự Thanh nói, ngươi còn nhớ tên béo chúng ta quen trong rừng mẫu đằng không? Tên béo, Sử Tiến Vu, Ninh Tiểu Xuyên nhớ ra, đúng là hồi đó gặp một tên béo thần bí. Hắn cũng có nghiên cứu về Long tộc, cũng hiểu một chút về một số nền văn minh ngoài Ngọc Lam Đế quốc, sau đó còn cùng Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh về Hoàng Thành. Ngự Thanh nói, tên béo đó nói nhị cứu gia của hắn đương trước trong một viễn cổ thế gia, có thể giới thiệu ra tới đó tu luyện. Phải biết được gọi là viễn cổ thế gia ít nhất cũng có truyền thừa một vạn năm, căn cơ hùng hầu, cao thủ nhiều vô kể, tài nguyên tu luyện phong phú. Nếu vào được viễn cổ thế gia tu luyện, chắc chắn tu vi sẽ tăng vượt bậc. Nếu tu luyện được tới thiên nhân cảnh, thế còn nở mày nở mặt hơn làm đế hoàng ngọc lam đế quốc nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, ngươi tin lời hắn nói, đương nhiên ta không tin hoàn toàn, nhưng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn không có lý do để lừa ta, dù muốn lừa ta tới viễn cổ thế gia làm nô lệ thì cũng không lời. Lừa một nữ nhân đi làm nô lệ đáng tiền hơn ta gấp 10 lần. Ánh mắt ngự thanh rất ngưng trọng, nói vì thế ta quyết định đánh cược một phen ninh tiểu xuyên gật đầu nhìn bề ngoài ngự thanh có vẻ rất vô tư phóng khoáng nhưng thật ra suy nghĩ rất cẩn trọng căn bản không cần phải lo cho hắn thiên phú của ngươi cũng đã tới bậc bốn nghìn năm khó gặp dù là tới nền văn minh trung cấp cao cấp của ngũ phẩm văn minh thì cũng là thiên tài cấp cao được viễn cổ thế gia lôi kéo cũng là chuyện thường đúng vậy vì thế nếu ta có thể sống được sau trận chiến này sẽ rời khỏi ngọc lam đế quốc bước vào con đường võ đạo mới ngự thanh đầy tự tin nói ninh tiểu xuyên nghiêm túc nói có điều ta kiến nghị ngươi vẫn nên ở lại ngọc lam đế quốc tu luyện thêm một thời gian tu vi trở nên cao thâm hơn rồi hãy tới viễn cổ thế gia cũng không muộn ta nghe nói chỉ trung cấp ngũ phẩm văn minh cũng có không ít cường giả thiên nhân cảnh võ giả cấp võ tôn đều làm bộc nhân gia tướng cho thiên nhân sự cạnh tranh trong viễn cổ thế gia cũng ác liệt hơn người từ bên ngoài chắc chắn sẽ bị bài xích không cẩn thận một chút có thể mất mạng ngay nghe ninh tiểu xuyên nói vậy sắc mặt ngự thanh có phần nặng nề ngươi nói có lý chỉ có thực lực mạnh mới là đạo lý chân chính nếu không vì tiện tới viễn cổ thế gia chẳng khác nào đi vào chỗ chất ninh tiểu xuyên cười giờ suy nghĩ những điều này vẫn còn hơi sớm nếu hoàng thành bị công phá chưa biết chừng chúng ta đều chất trong chiến hỏa không qua được ải này thì nói gì tới tương lai dù sao thì ta cũng không nhận hoàng quyền lệnh đâu nhưng ta có thể chỉ cho ngươi một con đường ngựa thanh cười thần bí vị đó ở đại kim bằng vương phủ có lẽ rất có hứng thú với hoàng quyền lệnh thiến thiến quận chúa anh trai nàng ta ngựa thanh cười anh trai của Ngự Thiến Thiến chính là Kim Đô Thế Tử mà Ninh Tiểu Xuyên từng gặp một lần, cũng chính là người con kiệt xuất nhất của Đại Kim Bằng Vương. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Đại Kim Bằng Vương vì giúp Ninh Tiểu Xuyên đánh lui Bạch Ly Lão Tổ, mang thương thế tham gia thiên nhân luận đạo, có thể nói là khó lường được sinh tử. Giao hoàng quyền lệnh cho Kim Đô Thế Tử cũng coi như bù đắp cho Đại Kim Bằng Vương. Sau khi cáo từ Ngự Thanh, Ninh Tiểu Xuyên liền tới Đại Kim Bằng Vương phủ định gặp Kim Đô Thế Tử. Khi hắn tới Đại Kim Bằng Vương phủ thì Kim Đô Thế Tử không ở trong phủ, hắn đã dẫn quân ra khỏi thành đánh địch rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại thấy Tây Mộc Vương Phi, Ngự Thiến Thiến và Quách Sư Đạo. Vãn bối bái kiến Vương Phi nương nương, điện chủ, Ninh Tiểu Xuyên đứng chính giữa đại đường, ôm quyền, cúi người lần lượt cúi chào Tây Mộc Vương Phi và Quách Sư Đạo. Tuy đại kim bằng vương phủ vẫn huy hoàng thịnh vượng như xưa, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Vương Phi và Ngự Thiến Thiến. Quách Sư Đạo tỏ ra rất bình tĩnh, ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đàn hương, quan sát Ninh Tiểu Xuyên kỹ lưỡng, vuốt tròm dâu trắng, mỉm cười nói. Tiểu Xuyên, người đã dung luyện chân đỉnh, trở thành cao cấp dưỡng tâm sư rồi. Ninh Tiểu Xuyên không ngạc nhiên, dù sao Quách Sư Đạo cũng là đại dưỡng tâm sư, có thể nhìn ra cảnh giới của hắn về dưỡng tâm y đạo cũng là bình thường. Hồi bẩm điện chủ, đúng là đệ tử đã trở thành cao cấp dưỡng tâm sư. Quách Sư Đạo đã cảm nhận được khí thức dưỡng tâm chân đỉnh từ Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận vẫn hơi động dung, gật đầu nói. Lợi hại, không hổ là thiên tài có thất khiếu thần ma tâm, thật sự rất có ưu thế về tu luyện dưỡng tâm sư, mới 20 tuổi đã trở thành cao cấp dưỡng tâm sư, sau này thành tích không thể đo đếm, chắc chắn sẽ vượt qua ta. Điện chủ là đại dưỡng tâm sư, vãn bối muốn vượt qua e là khó hơn lên trời. Ninh Tiểu Xuyên khiêm tốn nói, đừng đánh giá thấp mình, ở tuổi người ta mới chỉ là sơ cấp dưỡng tâm sư. Quách sư đạo đánh giá rất cao Ninh Tiểu Xuyên, lấy từ túi càn khôn ra một tấm da huyền thú dài một thước, thận trọng đưa cho Ninh Tiểu Xuyên bảo hắn phải bảo quản tốt. Điện chủ, đây là, Ninh Tiểu Xuyên cầm thì thấy khá nặng, không phải da huyền thú bình thường, ít nhất cũng là da của thất phẩm huyền thú. Nếu bảo quản tốt, một nghìn năm cũng không hỏng, mặt sau tấm da có rất nhiều văn tự, đều là dùng sức mạnh tâm thần viết lên, cũng chỉ dùng tâm thần mới đọc chữ trên đó, dùng mắt thường thì chẳng thấy gì. Trên tấm da thú này, một khoảng to bằng móng tay cái cũng có vài trăm chữ. Cả tấm da này có lẽ phải có tới vài chục vạn chữ. Có những chữ bên trên có hình vẽ, nhưng cũng có chữ bị. Mất, rõ ràng mỗi chữ trên tấm da đều được khắc rất cẩn thận, Quách sư đạo cười, đây là một số điều tâm đắc của ta khi tu luyện từ cao cấp dưỡng tâm sư lên đại dưỡng tâm sư. Tin chắc sẽ có ích cho ngươi." Ninh Tiểu Xuyên nhìn tấm da bất chợt kích động, cẩn thận cuộn lại cất vào túi càn khôn, luôn miệng cảm ơn Quách sư đạo. Những dòng chữ này đều là kinh nghiệm của Quách sư đạo, những dưỡng tâm sư khác e là tu luyện cả đời cũng không có được cơ mộ này. Ninh Tiểu Xuyên giờ quả thực đã gặp bình cảnh trên con đường tu luyện dưỡng tâm sư. Phía trước là một khoảng trống rỗng, căn bản không biết phải làm thế nào mới tu luyện được tới đại dưỡng tâm sư tâm đắc của một vị đại dưỡng tâm sư đối với ninh tiểu xuyên lúc này có ích hơn bất cứ loại đan dược nào nếu không phải thật sự coi trọng đứa hậu sinh này thì ai lại truyền tâm đắc tu luyện cho hắn ngự thiến thiến có chút không vui dẩu môi sư tôn ta là đệ tử thân truyền nhưng người còn không truyền tâm đắc cho ta mà lại đi truyền cho người ngoài quách sư đạo cười thiến thiến giờ ngươi mới là trung cấp dưỡng tâm sư còn một quãng đường rất xa mới trở thành cao cấp dưỡng tâm sư tâm đắc này tạm thời ngươi không dùng được đợi sau khi ngươi trở thành cao cấp dưỡng tâm sư rồi, lão phu tin chắc Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ truyền lại cho ngươi. Chưa biết chừng hắn còn đích thân chỉ điểm cho ngươi cách tu luyện tới đại dưỡng tâm sư. Sư tôn, ta không cần hắn chỉ điểm, ngựa thiến thiến có chút ngượng ngùng nói, quách sư đạo và tây mộc vương phi đều cười. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết quách sư đạo muốn nói đến việc khác, liền thẳng thắn nói. Đến khi thiến thiến tu luyện đến cao cấp dưỡng tâm sư, vãn bối chắc chắc truyền lại tâm đắc này cho nàng ấy. Thật ra, trong lòng vãn bối vẫn có điều chưa hiểu, muốn được hỏi điện chủ. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nghiêm nghị nói, ô, nói đi, quách sư đạo cũng nghiêm chỉnh nói, vãn bối từng gặp một bà lão ở dưới ma sơn trong hỏa ma sơn mạch. Bà ấy cũng là một vị đại dưỡng tâm sư, hình như có quen điện chủ. Không biết điện chủ có biết thân phận của bà ấy không? Ngự thiến tiến đương nhiên cũng biết xử bà bà này, cũng nhìn quách sư đạo với ánh mắt nghi hoặc. Hỏa ma sơn mạch, ma sơn, bà lão, đại dưỡng tâm sư. Quách sư đạo khẽ lầm nhầm, vẻ mặt như đang hồi tưởng, một lúc sau ánh mắt lóe tinh quang, đột một đứng phát dậy. Người gặp bà lão đó thật, ngự thiến thiến cũng giật nảy mình, nàng chưa từng thấy quách sư đạo đánh mất hình tượng như vậy bao giờ. Sư tôn, vị sử bà bà này rốt cuộc là ai? Quách sư đạo vẻ mặt đầy kinh ngạc, cũng nhận ra mình đã thất thố, lấy lại bình tĩnh, nói. Hơn 150 năm trước, hồi đó ta chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi, vẫn chưa là dưỡng tâm sư, chỉ là muốn vào gần hỏa ma sơn hái huyền dược để đổi lấy lương thực. Nhưng một lần ta lạc đường trong hỏa ma sơn mạch, đi qua một sơn động dưới lòng đất, Vô tình vào sâu trong Hỏa Ma Sơn mạch, đã gặp bà lão ở đó. Bà ấy nhìn ra ta có tư chất trở thành dưỡng tâm sư liền truyền cho ta một bản dược kinh rồi đuổi ta đi, bảo ta sau này không bao giờ được trở lại Hỏa Ma Sơn mạch nữa. Ta dựa vào dược kinh mà bà ấy truyền cho, bước vào con đường dưỡng tâm sư. Mất 100 năm cuối cùng trở thành đại dưỡng tâm sư. Đến khi tu vi mạnh dần ta cũng dần hiểu Hỏa Ma Sơn là nơi nào. Sau đó ta nhiều lần vào sâu trong Hỏa Ma Sơn để tìm lại ân sư, nhưng lần nào cũng trở về tay trắng. Hồi đó ta nghĩ dù sao khi ân sư truyền dược kinh cho ta cũng đã rất già có lẽ không còn tại thế nữa vì thế sau đó ta đã từ bỏ việc tìm kiếm chuyên tâm nghiên cứu đan lý dược đạo sau đó ta được vương ra mời ta trở thành điện chủ của kim bằng dưỡng tâm điện quách sư đạo vừa nói vừa cảm khái căn bản hắn không ngờ hơn trăm năm sau lại có được tin tức của vị tiền bối đó tuy vị tiền bối ấy và hắn chỉ gặp một lần hơn nữa cũng chưa bao giờ nói nhận hắn là đồ đệ nhưng hắn đã coi tiền bối ấy là ân sư rồi Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến đều há hốc ngạc nhiên. Phải biết là Quách Sư Đạo đã gần 170 tuổi rồi, mà khi hắn còn trẻ đã gặp Sửu bà bà, hồi đó bà bà đã già như thế. Vậy tuổi thật của Sửu bà bà là bao nhiêu đây? Quách Sư Đạo cảm thán, mọi người đều nói dưỡng tâm sư mạnh nhất Ngọc Lam Đế quốc là Quách Mộ, thật ra Quách Mộ không bằng được một phần 100 của Ân sư. Ân sư mới là dưỡng tâm chân đỉnh vĩ đại nhất Ngọc Lam Đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên nói, thật ra Sửu bà bà cũng chỉ là đại dưỡng tâm sư, giờ điện chủ đã không thua kém Sửu bà bà bao nhiêu rồi. Quách sư đạo lắc đầu, cùng là đại dưỡng tâm sư nhưng khoảng cách vẫn là một trời một vực. Một 150 năm trước ân sư đã bắt đầu nghiên cứu thuốc cải tử hoàn sinh. Hơn nữa đã có tiến triển đột phá, đó là lĩnh vực mà chỉ thánh cấp đại dưỡng tâm sư mới chạm tới được. Ta tu luyện hơn 150 năm cũng mới chỉ là nguyên cấp dưỡng tâm sư, sơ cấp nhất của đại dưỡng tâm sư. Khoảng cách giữa hai bên quả thực quá lớn, dù cho ta thêm 500 năm nữa cũng không thể đạt tới thánh cấp dưỡng tâm sư, thực ra ta căn bản không thể sống tới 500 năm, nếu không thể đột phá cảnh giới thì thọ mệnh của ta còn chưa tới 30 năm. Quách sư đạo lại hỏi, tiểu xuyên, ân sư đã luyện ra thuốc cải tử hoàn sinh chưa? Ninh tiểu xuyên nghĩ một lúc, lắc đầu nói, chưa, nhưng chắc là sắp rồi. Thuốc mà sử bà bà luyện ra đều cách cải tử hoàn sinh một ít, vì thế chỉ có thể biến người chất thành bán thi nô. Nhưng thủ đoạn đó cũng đã vô cùng kinh hãi thế tục, cách cải tử hoàn sinh không xa nữa rồi. Quách sư đạo nói, tiểu xuyên, người biết việc luyện ra thuốc cải tử hoàn sinh nghĩa là gì không? Cải tử hoàn sinh đúng là thủ đoạn của thần linh, là hành vi nghịch thiên, thay đổi quy tắc sinh tử, phá vỡ quy luật tự nhiên, có lẽ không được trời đất dung nạp. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, nếu luyện chế được thuốc cải tử hoàn sinh thì có lẽ đã vượt qua phạm trù đại dưỡng tâm sư rồi. Quách sư đạo gật đầu, đúng vậy, dưỡng tâm sư luyện được thuốc cải tử hoàn sinh đều trở thành thần nông, là vinh dự cao nhất của dưỡng tâm sư. Nhưng cảnh giới đó cách chúng ta quá xa, thật ra, chỉ cần trở thành đại dưỡng tâm sư, dù chỉ là đại dưỡng tâm sư sơ đẳng nhất thì cũng đã là rất giỏi rồi đến bất cứ nền văn minh nào cũng sẽ được mọi người tôn kính. Tiểu Xuyên, kiếp này có lẽ ta chỉ có thể dừng lại ở nguyên cấp đại dưỡng tâm sư. Nhưng ngươi và thiến thiến thiên phú rất cao, thành tựu sau này chắc chắn sẽ hơn ta. Nếu một trong hai người có thể trở thành thánh cấp đại dưỡng tâm sư như ân sư thì đó là việc khiến ta vui nhất rồi. Ngựa thiến thiến chu môi, thánh cấp đại dưỡng tâm sư chỉ có trong truyền thuyết, chỉ là những đoạn văn đọc được trong điển tích cổ xưa, đúng là chỉ cầu mà không thể gặp. Chúng ta mất trăm năm đạt tới nguyên cấp đại dưỡng tâm sư cũng đã là đủ cho cả đời rồi chúng vãn bối nhất định sẽ nỗ lực không để điện chủ thất vọng. Ninh Tiểu Xuyên tràn đầy trí khí, nói, thật ra, vãn bối tới đại kim bằng vương phủ là vì có một thứ muốn đưa cho kim đô thế tử. Ninh Tiểu Xuyên lấy hoàng quyền lệnh ra đưa cho Tây Mộc Vương Phi, nói, khi rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc, học cung chi chủ đã bảo ta đưa lệnh bài này cho hậu bối kiệt xuất nhất hoàng tộc. Trong hoàng tộc, người có tâm tính và thiên tư tuyệt đỉnh cũng chỉ có 5-3 người. Ta cảm thấy kim đô thế tử có lẽ có thể gánh vác trọng trách này. Tây Mộc Vương Phi vốn không hứng thú lắm với lệnh bài mà Ninh Tiểu Xuyên lấy ra. Dù sao đại kim bằng vương phủ bảo vật gì cũng có, đương nhiên sẽ không nhận lễ vật của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng khi liếc nhìn tấm lệnh bài thì ánh mắt lập tức đông cứng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy chấn kinh. Hoàng quyền, lệnh, đúng vậy, chính là hoàng quyền lệnh, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Tây Mộc Vương Phi dù gì cũng là một vị nữ võ tôn, tâm tính hơn hẳn người thường, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp, nói. Ninh Tiểu Xuyên, người có biết hoàng quyền lệnh đại diện cho điều gì không? Thiên hạ hiện nay cục thế hỗn loạn, nếu hoàng thành thất thủ, Ngọc Lam Đế quốc chắc chắn phân năm xẻ bảy, khắp nơi chìm trong khói lửa chiến tranh, thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó ai có hoàng quyền lệnh là đại diện cho hoàng quyền chính thống, có thể hiệu lệnh thiên hạ, rất có khả năng trở thành tân đế hoàng. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, người có thể gánh vác trọng trách này thực sự không nhiều, vãn bối cảm thấy Kim Đô Thế tử là thích hợp nhất để giữ hoàng quyền lệnh. Người đã nói vậy thì bản cung tạm thời thay mặt Kim Đô nhận hoàng quyền lệnh. Nhưng nó có nguyện ý nhận hay không thì phải đợi nó về hỏi ý kiến của nó. Tây Mộc Vương Phi cất hoàng quyền lệnh đi không để lại bất cứ dấu vết nào. Trên gương mặt vốn u sầu đã có vài phần hỉ sắc, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng càng ngày càng thuận mắt. Thật ra nếu người dùng hoàng quyền lệnh làm lễ vật thì bổn cung có thể gả nha đầu thiến thiến cho ngươi. Tây Mộc Vương Phi cười nói, ngựa thiến thiến vốn đang uống trà, nghe thế suýt chút nữa đã phun hết trà ra. Ninh Tiểu Xuyên cũng toát mồ hôi hột, không ngờ Tây Mộc Vương Phi đột nhiên lại nói vậy. Hắn nhìn Tây Mộc Vương Phi một lúc, thấy Vương Phi rất nghiêm túc, không giống như đang đùa, hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu ra phải biết là đại kim bằng vương vào thiên cung luận đạo còn chưa biết liệu có thể trở ra hay không nếu đại kim bằng vương không trở về đại kim bằng vương phủ sẽ rơi xuống đáy vực sự huy hoàng trước kia sẽ tiêu tan triều đình hiện nay tu vi của ninh tiểu xuyên có thể xếp trong năm người đứng đầu có thể coi là cao thủ đỉnh cấp chưa biết chừng có thể trở thành cường giả cấp bậc như đại kim bằng vương nếu ninh tiểu xuyên lấy tiến tiến quận chúa địa vị của đại kim bằng vương phủ tuyệt đối sẽ không bị suy yếu khi ninh tiểu xuyên đang trầm tư Ngựa thiên thiến cũng nhìn hắn chăm chú, muốn xem hắn sẽ nói gì. Uinh uinh, âm thanh kinh thiên động địa giống như cả ngọn núi sụp đổ vang lên khiến cả hoàng thành rung chuyển. Một luồng nguyên khí biến thành quầng sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra. Rất nhiều tấm ngói trên nóc các tòa kiến trúc bị đánh bay. Một số con đường lớn bị một luồng sức mạnh cường tàn phá, đứt thành nhiều đoạn, không ít người bị chôn dưới đất. Thiên canh đại la trận bảo vệ hoàng thành nổ tung, biến thành vô số điểm sáng, huyền quang cũng nhanh chóng tiêu tan. Sao có thể như vậy? Ninh Tiểu Xuyên, Tây Mộc Phương Phi, Ngự Thiến Thiến Quách sư đạo mặt đều biến sắc. Tứ đại cao thủ đều đã vào Thiên Cung luận đạo, Ngọc Lam đế quốc hiện giờ còn ai có bản lĩnh này? Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài, thân người nhún một cái, giống như con chim lớn bay lên trên một tòa quan tinh đài nguy nga trong đại kim bằng vương phủ. Hắn chuyển nguyên khí lên hai mắt, nhìn về phía ngoài tường thành. Tường thành quả nhiên bị công phá, sụp một đoạn hơn 10 dặm, khói bay mịt mù, tiếng gào thét vang lên không ngớt, trong đám khói bụi là những tia chớp chói lòa, mặt đất liên tục xuất hiện những cái hố khổng lồ, quả thực giống như ngày tận thế đang tới vậy, tường thành bị công phá nhanh vậy sao? Sao có thể, Tây Mộc Vương phi vẻ mặt đầy kinh hãi, không dám tin vào sự thực nữa. Trận pháp hộ thành mạnh tới mức nào, cường giả triều đình nhiều đến thế nào, dù không chặn được phản quân thì cũng không thể nào mới hai ngày đã bị chúng công phá chứ. Một đạo lưu quang bọc quanh một tấm ngọc thư bay vào đại kim bằng vương phủ. Tây Mộc Vương phi bắt lấy, dùng tâm thần đọc nội dung trên ngọc thư. Sau khi đọc, sắc mặt Vương phi càng khó, coi hơn, miệng chỉ nói ra bốn chữ Bạch Ly lão tổ, Nghe thấy bốn chữ này, ngự thiến thiến và quách sư đạo mặt đều tái nhợt. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên quan tinh đài, thấy từ chỗ tường thành bị sụp có một con báo trắng khổng lồ chậm rãi bỏ ra. Nó cao tới hơn 400 mét, giống như một ngọn núi trắng vậy. Mỗi bước đi của nó đều khiến cả mặt đất xung chuyển, hơi thở từ mũi nó cũng biến thành cuồng phong. Cho dù khoảng cách rất xa nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm nhận được khí thức khủng khiếp tỏa ra từ người Bạch Ly lão tổ. Khí thức của cửu phẩm huyền thú duy nhất Ngọc Lam Đế quốc quả thực quá đáng sợ, chiến đấu lực không thua kém đại kim bằng vương là bao nhiêu cũng chỉ có nó ra tay mới có thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp bảo vệ hoàng thành như vậy. Lịch sử của Ngọc Lam đế quốc phải viết lại rồi, Ninh Tiểu Xuyên thở dài, phản quân muốn đánh vào hoàng thành chỉ còn lại phòng tuyến cuối cùng là bức tường nội thành. Trước sự công kích của Bạch Ly Lão Tổ, có lẽ bức tường này cũng không chặn được bao lâu. Một khi phản quân tràn vào thành thì đúng là đại hỏa. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên cáo từ Tây Mộc Vương Phi và Ngự Thiên Tiến, hắn lập tức trở về kiếm các hầu phủ. Trên đường đâu đâu cũng có những nhóm người hoảng loạn, có võ giả, có lão nhân, có trẻ con, có nữ nhân, ai ai cũng đều tuyệt vọng và sợ hãi. Những ai có quan hệ liền tìm cách trốn trong phủ đệ Vương hầu. Trong mắt họ, có sự che chở của Vương hầu thì có lẽ thoát được nạn này. Còn những người không có quan hệ thì rơi vào hỗn loạn và tội ác, rất người cướp bóc, cưỡng gian, trước tai họa chiến tranh, hoàng thành hoàn toàn mất đi quy củ, các loại tội phạm và việc hắc ám đều hiển lộ. Cứu mạng, các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng, á! Một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 16-17 tuổi bị một đám đại hán tu vi cường đại đánh bị thương, kéo nàng vào một con ngõ nhỏ. Bộ y phục bị xé tả tơi, lộ ra tấm áo lót trắng sát người và làn da trắng mịn. Ha ha, Hoàng Thành bị công phá rồi, đại quân Kim Cương Tông bọn ta sắp đánh vào Hoàng Thành. Đến lúc đó, tất cả phi tử, công chúa trong cung cũng đều thấp hèn như kỹ nữ mà thôi. Giờ ngươi cầu cứu có ích gì không? Tiểu nha đầu này lúc trước che mạng, cũng chỉ thấy dáng người yểu điệu, không ngờ đằng sau mạng che kia lại là dung nhan mỹ lệ như vậy hôm nay hơi to rồi, tu vi của nàng ta không thấp, rất liền năm sư huynh đệ của chúng ta, không phải là quận chúa của vương phủ nào đó chứ. Quan tâm nhiều vậy làm gì, cứ chơi đã rồi tính, chơi xong mang về tông môn cho các huynh đệ khác thử xem vóc dáng của quận chúa vương hầu phủ đệ tuyệt thế nào. Tu vi nàng ta cao như vậy, dù có bị mấy chục người thay phiên nhau cũng không chất được đâu nhỉ. Ha ha, ngô lão tam, người nói nhiều thế làm gì, mau kéo lại đây, lão tử sắp không chịu được nữa rồi. Thiếu nữ kia bị kéo vào trong ngõ nhỏ, tiếng xé quần áo vang lên. Uyên, đột nhiên đệ tử Kim Cương Tông ở đầu ngõ đều bay ra sau, kêu lên thảm thiết. Hơn 10 đại hán rơi xuống đè lên đại sư huynh đang cởi thắt lưng. Thiếu nữ kia y phục trên người bị xé tan nát, lộ ra từng vùng da chắc nón, đôi mắt đầy nước sau khi thấy nam tử tuấn lãng đứng ở đầu ngõ, vẻ mặt mới lộ hỉ sắc. Trên đùi nàng có vết thương bị kiếm chớm, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng nàng cố chịu đau lết thân thể quỳ trước nam tử đó. Đa tạ chủ nhân ra tay cứu giúp, Ninh Tiểu Xuyên nhìn Trần Cửu Tuyên quỳ dưới đất, áo trước ngực bị xé nhiều mảnh, lộ ra đường cong ngực váy của nàng cũng rách tan để lộ ra cặp đùi thon dài, trắng nõn, còn có mấu tươi đang chảy. Thân thể hấp dẫn như vậy, dung nhan quyến rũ như vậy, đừng nói là đệ tử Kim Cương Tông, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên nhìn cũng thấy rung động. Nhưng dù sao thì ý chí của Ninh Tiểu Xuyên cũng rất kiên định, chỉ nhìn một cái rồi thu ánh mắt về. Hắn cởi trường bào của mình khoác lên người, Trần Cửu Tuyên, đứng dậy đi, sao ngươi lại tới Hoàng Thành? Trần Cửu Tuyên là một trong tứ đại kiếm thị bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cũng là người nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 16 tuổi. Trần Cửu Tuyên đứng dậy, tay kéo cổ áo có phần ngượng ngùng co người lại nói đệ nhất u linh sứ giả đại nhân bảo nô tì tới tìm chủ nhân muốn biết sắp xếp tiếp theo của chủ nhân là thế nào u linh sơn trang rút khỏi nơi đó hay tiếp tục ở lại ninh tiểu xuyên tim khẽ run lên nói mấy ngày trước hoàng thành đã đóng cổng mà ngươi vẫn vào được hoàng thành lẽ nào lẽ nào mật đạo đã thông rồi trần cửu Tuyên gật đầu con đường ngầm dưới lòng đất đó u linh sơn trang mất cả hai năm tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới khai thông được nhưng đường vào ở ngoài thành mà hiện giờ bên ngoài đã thất thủ, nếu chủ nhân muốn từ thông đạo dưới đất rời khỏi hoàng thành thì e là có chút rắc rối. Ha ha, không sao, dù phản quân có công phá được thành ngoài, nhưng muốn hoàn toàn chiếm lĩnh được thì không phải chỉ một hai ngày là được. Ninh Tiểu Xuyên giờ rất vui, hắn đã mất hai năm để mở thông đạo này, cuối cùng cũng đã đến lúc dùng tới. Khón kiếp, kẻ nào lại không có mắt dám quản việc của Kim Cương Tông chúng ta. Một nhóm đệ tử Kim Cương Tông từ bỏ dậy, tìm kẻ vừa đả thương họ khắp nơi. Toàn thân họ toàn vết thương, một nửa số người thì thương gân đoạn cốt, còn một nửa cũng đầu bù tóc rối, nộ khí bừng bừng, muốn tìm Ninh Tiểu Xuyên tính sổ. Không biết sống chất, Ninh Tiểu Xuyên cũng lời nói nhiều với họ, đưa ra một bàn tay, nguyên khí hình rồng hổ bay ra, tiếng long ngâm, hổ gầm vang lên, giơ nanh múa vuốt chui vào cơ thể họ. Phụt, phụt, võ đạo tâm cung trong cơ thể họ đều bị nguyên khí phá vỡ, tu vi bị phế toàn bộ, nằm dưới đất không ngừng co giật, không thể bò dậy nổi. Họ biết hôm nay đã động phải tấm sắt cứng rồi, nhưng đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn. Ninh Tiểu Xuyên không rất bọn hắn mà chỉ phế tu vi, để bọn hắn tự sinh tự diệt trong chiến loạn. Thành nội đã loạn thế này, thành ngoại không phải càng hỗn loạn hơn sao? Đúng là tan đàn xẻ ngẽ, Ngọc Lam Đế quốc cường thịnh 800 năm lẽ nào chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại sụp đổ như vậy? Thịnh cực tất suy, quả nhiên là chân lý. Ninh Tiểu Xuyên đưa Trần Cửu Tuyên qua vô số phố lớn, ngõ nhỏ, chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn, nhanh chóng trở về kiếm các hầu phủ. Bên ngoài kiếm các hầu phủ tập trung một đám người đông nghịt. Trong đó có một số người khá có thân phận ngồi trên những cỗ xe sang trọng, bên cạnh có thị vệ bảo vệ. Cũng có một số võ giả, quản sự từ các tướng quân phủ, quốc sư phủ, hầu phủ, còn có cả các võ giả địa vị khá thấp. Nói chung bên ngoài kiếm các hầu phủ người đông chật kín, mấy con đường lớn đều tắc nghẽn, loạn thành một đám, tất cả đều là những người muốn tới kiếm các hầu phủ tránh nạn. Tu vi của tiểu hầu gia siêu phàm thoát tục, thực lực của lão hầu gia càng thông thiên triệt địa, nhất định phải thu nhận bọn ta. Nếu không khi phản quân rớt vào trong hoàng thành thì bọn ta sẽ gặp đại họa. Thanh Vân Hầu phủ bọn ta nguyện dùng một nửa tài sản đổi lấy sự che chở của Kiếm Các Hầu phủ. Thiên Sách tướng quân phủ chúng ta nguyện ý trở thuộc hạ Kiếm Các Hầu phủ, nguyện cùng tiến cùng lui với Kiếm Các Hầu phủ. Thành ngoại đã bị công phá, phản quân đánh vào trong thành chỉ còn là vấn đề thời gian, chủ nhân của các đại gia tộc bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp nơi muốn đầu quân vào các thế lực lớn như Kiếm Các Hầu phủ hay Đại Kim Bằng Vương phủ. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, phản quân còn chưa đánh vào trong thành mà mọi người đã bắt đầu loạn rồi. Như vậy thì sao giữ được thành? nhưng hắn cũng hiểu được tâm lý họ, đã biết rõ chiều hướng của đại cục thì đương nhiên phải tìm cách bảo vệ lấy chính mình, trang thủ rất ra ngoài thành, cùng lắm. Chiếm cứ cương thổ xương vương một phương, Ninh Tiểu Xuyên sau khi về phủ lập tức đến gặp Lão Hầu Gia, bàn bạc việc rời khỏi Hoàng Thành. Thành ngoại có một thông đạo bí mật dưới lòng đất, Lão Hầu Gia nghe tin này thì vô cùng kinh ngạc, phải biết là dưới lòng đất Hoàng Thành bố trí trận pháp rất dày đặc, hơn nữa cứ cách 10 năm triều đình lại có người chuyên kiểm tra lòng đất, nếu phát hiện có thông đạo sẽ điều tra nếu tìm được người đào mật đạo đều sẽ liệt vào tội mưu phản, chớm cả nhà. Vì thế dù kiếm các hầu phủ đã có lịch sử nghìn năm trong hoàng thành nhưng cũng không có mật đạo riêng, nhớ bị người triều đình tra được thì phiền phức lớn. Huống hồ muốn xây dựng mật đạo dưới lòng đất hoàng thành đó không phải chuyện đơn giản, không mất vài năm thì không thể nào đã thông tầng tầng lớp lớp phong ấn và trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên nói, trước kia ta đã nói với Gia Gia rồi, Tôn Nhi bên ngoài đã xây dựng một thế lực, chính thế lực này đã đào thông đạo, đường vào ở một cứ điểm bí mật ở thành ngoại, nếu muốn rút đi giờ chúng ta có thể lập tức hành động. Ánh mắt lão ra ra sáng tối bất định, nhìn từng viên gạch, tấm ngói, từng cành cây ngọn cỏ của kiếm các hầu phủ, đây đều là cơ nghiệp mà lão tổ tông để lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ngài cũng không muốn bỏ lại nơi này. Một khi phản quân rớt vào thành, chắc chắn cơ nghiệp nghìn năm của kiếm các hầu phủ sẽ thành một đống phế tích. Đợi thêm đi, tuy phản quân đã công phá một bức tường thành của thành ngoại nhưng quân đội thủ thành điều động từ các nơi cũng tới 800 vạn. Hơn một nửa đã tập kết ở thành ngoại, Thông qua các trận chiến lớn nhỏ, cộng với trận pháp trong thành, nếu bài binh bố trận hợp lý, chưa biết chừng có thể đẩy lùi phản quân. Lão hầu gia vẫn là niềm tình cũ, tuy có hận Ngọc Lam đại đế nhưng chưa bao giờ có ý phản lại triều đình. Dù sao các đời tiên tổ của Kiếm Các hầu phủ đều trung thành với Ngọc Lam đế quốc, lập biết bao công lao, đó là vinh quang vô thượng của Kiếm Các hầu phủ. Có ai dễ dàng từ bỏ những niềm vinh quang mà tiên tổ đã phải đổi bằng máu? Kiếm Các hầu phủ có rất nhiều sản nghiệp trong hoàng thành, xung quanh hoàng thành cũng có rất nhiều khoáng sơn và trang viên khi rời khỏi hoàng thành có nghĩa là kiếm các hầu phủ sẽ mất hơn một nửa tài sản rất nhiều sản nghiệp cũng sẽ bị phản quân chia nhau lão hầu gia nói vương hầu các nơi trên đế quốc sau khi biết hoàng thành nguy cấp cũng đã nhanh chóng dẫn đại quân tới cứu viện thật ra triều đình có hy vọng rất lớn có thể chấn áp được phản quân ninh tiểu xuyên chẳng có cảm giác thuộc về đối với triều đình cũng không cảm thấy vinh quang và cơ nghiệp của kiếm các hầu phủ không có gì to tát nhưng hắn biết chắc chắn lão hầu gia rất coi trọng những điều này không tới thời khắc cuối cùng lão nhân gia chắc chắn sẽ không rời bỏ hoàng thành với lão hầu gia mà nói rời khỏi hoàng thành nghĩa là thất bại là sỉ nhục là mất đi gia tài và cơ nghiệp của tiên tổ ninh tiểu xuyên cũng không muốn nói thêm gì trầm tư một lúc mới nói thật ra con đường đó rất hẹp một lần không thể đưa hết tất cả ra ngoài thành chúng ta có thể cho những thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất rời đi trước như vậy cho dù cuối cùng các lão nhân kiếm các hầu phủ không thể đánh ra ngoài thành thì ít nhất vẫn giữ được huyết mạch kiếm các hầu phủ sau này vẫn có cơ hội phục hưng lão hầu gia gật đầu Ngươi nói không sai, nếu phản quân thật sự đánh vào trong thành, đệ tử trẻ tuổi thật sự không phát huy được mấy tác dụng. Nên cho chúng rời khỏi Hoàng Thành trước, để bốn vị lão tổ tông hộ tống tới Nam Cương. Đồng thời có thể nhân cơ hội này di chuyển tài sản nghìn năm tích lũy trong kiếm các hầu phủ ra ngoài, để phòng vạn nhất. Dừng một chút lão hầu ra lại nói, Tiểu Xuyên, ngươi và Hinh Nhi cũng rời đi trước đi. Ninh Tiểu, Xuyên nói, nếu bọn ta đều đi, không phải ra ra chỉ còn một mình sao? Chỉ khi các ngươi đều đã đi rồi thì ta mới không còn gánh nặng gì để hoàn toàn yên tâm chiến đấu với phản quân. Ánh mắt lão hầu gia phát ra tinh quang, chiến ý hùng hồn bùng phát. Lão hầu gia đã rèn luyện trên chiến trường từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ biết sợ. Có được địa vị và thân phận như hiện nay đều là dựa vào đôi nắm đấm tạo nên chiến tích. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên sáng tối bất định, nếu ai trong triều cũng kiên định như gia gia, hết lòng chống địch thì có cho phản quân vài năm nữa cũng chưa chắc công chiếm được hoàng thành. Nhưng vào khoảnh khắc tường thành ở thành ngoại bị công phá, lòng người trong thành đã hoảng loạn rồi. Chỉ e không quá một tháng hoàng thành sẽ thất thủ. Lão Hầu Gia nói, cũng hết cách, Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương đều không ở hoàng thành, triều đình mất đi trụ cột, đương nhiên mọi người đều sẽ khủng hoảng. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Lão Hầu Gia đang đàm luận cách để tộc nhân rời khỏi thanh thì Trấn Bắc Hầu đem theo quân lệnh của khổng tước Minh Vương tới kiếm các hầu phủ. Kiếm các hầu đã xuất quan, xem ra thương thế đã lành, đúng là đáng mừng, đáng mừng. Trấn Bắc Hầu mặc một thân huyền thiết khải giáp, vội vàng đi vào, phía sau là hai đội quân sĩ. Từ xa hắn đã cung tay hành lễ với lão hầu gia. Trấn Bắc hầu tuy cũng là hầu gia nhưng chỉ là phi thế tập vương, thân phận khác biệt so với kiếm các hầu, đương nhiên phải hành lễ trước. Lão hầu gia cũng đáp lễ, cười nói, chiến sự ở thành ngoại nguy cấp, Trấn Bắc hầu vẫn dành thời gian tới kiếm các hầu phủ, e là không phải chỉ đơn giản là chúc mừng. Trấn Bắc hầu cũng không khách sáo, thực không dám giấu, bổn hầu đem quân lệnh của khổng tước minh vương tới. Ninh Tiểu Xuyên tiếp lệnh, Ninh Tiểu Xuyên hơi nheo mắt lại, vẫn đứng đó, không hề có ý quỳ xuống nhận lệnh. Ngay cả thánh chỉ hắn cũng chưa từng quỳ chứ đừng nói quân lệnh của khổng tước minh vương. Trần Bắc Hầu cũng biết tính ninh tiểu xuyên, cũng không bắt hắn quỳ, liền tuyên đọc lệnh chỉ của khổng tước minh vương. Khổng tước minh vương có lệnh. Ninh Tiểu Xuyên nhậm chức đại thống lĩnh Long Tượng Kỵ sĩ doanh, dẫn toàn bộ chiến tướng, trước khi trời tối phải đẩy lui được phản quân đã vào thành ngoại, lấp kín lại lỗ hồng tường thành. Tiểu Hầu ra, giờ vận mệnh đế quốc ngàn cân treo sợi tóc, vương gia cảm thấy chỉ có một mình ngươi là có thể gánh vác được trọng trách này, thay đổi cục diện hoàng thành. Không Tước Minh Vương lại bảo hắn nhận chức Đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ doanh. Nếu là khi hòa bình, trở thành Đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ doanh là vinh quang cực lớn, quyền cao chức trọng, thống soái binh chủng tinh nhuệ nhất đế quốc chắc chắn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng giờ hoàng thành bị phản quân bao vây, trở thành đại thống lĩnh chắc chắn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về lão Hầu gia, ánh mắt lão Hầu gia ngưng trọng, chân Bắc Hầu, Ninh Tiểu Xuyên tuổi vẫn còn quá trẻ, chưa từng lịch luyện ngoài chiến trường. Vương gia giao cho nó trọng trách như vậy e là quá sức." người tài triều đình vô số chắc chắn có người có thể trở thành đại thống lĩnh long tượng thần võ doanh ví dụ như là thần hầu hay trần bắc hầu nghiêm nghị nói triều đình đang rất nhiều việc cần lo hoàng thành đang nguy cấp chính là lúc cần người vực dậy lòng quân tiểu hầu gia tuy còn trẻ nhưng tu vi thần thông rất cao cường giả ma môn và nhất nguyên tông đều chất trong tay hắn hai ngày trước còn đánh bại tầm quân phong chủ khiến hắn phải tự phế một tay tiểu hầu gia từ lâu đã được xưng tụng là người khiến phản quân nghe tên đã sợ nếu hắn không nhận trọng trách này thì không còn ai tốt hơn nữa lão hầu gia thản nhiên nói vương gia dùng một chiêu cờ thật hiểm a lỡ như thất bại thì phải làm sao bây giờ chẳng phải toàn bộ long tượng thần võ doanh sẽ bị diệt sạch hay sao trấn bắc hầu tràn ngập lòng tin nói nếu là do tiểu hầu gia dẫn dắt long tượng thần võ doanh đi nghinh chiến phản quân tuyệt đối có thể khiến cho quân tâm đại trấn khiến cho phản quân lo sợ nhất định có thể dùng thế như trẻ che đoạt lại hoàng thành hầu gia nhất định phải có lòng tin với tiểu hầu gia a lão hầu gia ký thác kỳ vọng vào ninh tiểu xuyên cho nên tất nhiên sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm thế nhưng bây giờ người cầm quyền hoàng thành là khổng tước minh vương nếu cãi lại quân lệnh của khổng tước minh vương thì chẳng khác nào công khai tạo phản kiếm các hầu phủ nhất định sẽ gặp phải hai tầng giáp công của triều đình và phản quân đến lúc đó rất cường giả toàn bộ hầu phủ đều sẽ bị diệt phong hơn nữa lão hầu gia cũng có giao tình rất sâu với khổng tước minh vương cho nên không tiện cự tuyệt nàng ta ánh mắt lão hầu gia dần trở nên kiên định trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn thay thể Ninh Tiểu Xuyên trở thành đại thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ Doanh, đi đoạt lại thành vực bị phản quân chiếm lĩnh. Ninh Tiểu Xuyên một mực quan sát ánh mắt biến hóa của lão hầu gia, khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt của lão hầu gia trở nên sắc bén, liền biết trong lòng lão hầu gia đang nghĩ gì. Cho nên hắn mới giành trước một bước, nhận lấy quân lệnh trong tay Trấn Bắc Hầu, nói: "Hầu gia hãy trở về nói cho vương gia, Ninh Tiểu Xuyên nguyện ý tiếp lệnh, trước khi trời tối, nhất định sẽ đoạt lại thành vực bị phản quân chiếm lĩnh." Ánh mắt lão hầu gia trầm xuống, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, quát. Làm càn, trong lòng Trấn Bắc Hầu mừng rỡ, vội vàng nói. Tiểu Hầu ra thật không hổ là truyền nhân của kiếm các hầu phủ, trên người mang dòng mấu trung can nghĩa đảm, thật khiến cho bổn hầu bội phục. Bổn hầu chờ Tiểu Hầu ra ở ngoài phủ, hy vọng Tiểu Hầu ra có thể nhanh chóng đến tiếp quản long tượng thần võ doanh, vì triều đình mà lập nên công huân vô thượng. Dứt lời, Trấn Bắc Hầu liền nhanh chóng rời đi, đứng ở bên ngoài kiếm các hầu phủ chờ Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Trấn Bắc Hầu đi ra ngoài, Lão Hầu gia mới khiển trách Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa. Người cũng biết trở thành đại thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ Doanh là chuyện hung hiểm như thế nào rồi, nhất định sẽ trở thành đối tượng vây rớt của cao thủ trong các lộ phản quân, muốn thu phục đất đai bị chiếm, nói dễ vậy sao? Đưa quân lệnh cho ta, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, đem quân lệnh dắt trên lưng, nói. Nếu đã hung hiểm như vậy, tại sao Gia Gia còn muốn nhận? Ta đã nhiều tuổi, cho dù chất trận xa trường thì cũng không có bao nhiêu tổn thất đối với kiếm các hầu phủ. Thế nhưng, người vẫn còn trẻ, tương lai tiềm năng vô hạn, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ, đưa quân lệnh cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lão hầu gia đã thật sự nổi giận rồi, Ninh Tiểu Xuyên vẫn lắc đầu, nói, thật ra, ta nhận lấy quân lệnh này cũng không phải vì kích động nhất thời, mà còn có mục đích quan trọng hơn, đó là mượn cơ hội lần này mà dẫn những tộc nhân tài tuấn trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ ra ngoại thành, thông qua thông đạo dưới lòng đất, chuyển bọn hắn ra khỏi hoàng thành. Ánh mắt lão hầu gia có rút lại, đã hiểu được suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, liền nói. Cửa nội thành đã đóng, bất kể là người phương nào muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Nếu như người dẫn Long Tượng Thần Võ Doanh đi nghinh chiến phản quân, ngược lại có thể mượn cơ hội này để di chuyển những tài tuấn trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ ra ngoài. Chẳng qua, người đi vẫn không thích hợp, cứ giao cho ta đi. Không, ra ra, người phải lưu thủ kiếm các hầu phủ. Một khi người rời khỏi, kiếm các hầu phủ nhất định sẽ chia rẽ, hỗn loạn vô cùng, tin rằng đây cũng không phải là cục diện mà ra ra muốn nhìn thấy. Thật ra, Gia Gia không cần lo lắng cho ta, cho dù ta thật sự không đánh lại cao thủ võ đạo của các lộ phản quân thì vẫn có thể chạy trốn được, không có gì khó khăn cả. Ninh Tiểu Xuyên nói, Lão Hầu ra suy tư một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại chấn thủ kiếm các hầu phủ, nói. Đạo môn cử tử đã đi đối phó với Bạch Ly Lão Tổ, ngoại trừ Bạch Ly Lão Tổ ra, thiên hạ hiện nay cũng không còn mấy người có thể ngăn được ngươi. Chẳng qua, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, gặp phải cường giả chân chính, nếu như không địch nổi, cứ trực tiếp rút đi là được. Tôn Nhi đã hiểu, Ninh Tiểu Xuyên đáp, Ninh Tiểu Xuyên từ trong tất cả những tài tuấn trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ, chọn ra 300 người, đều là những thiếu niên có thể chất và thiên phú tuyệt hảo, tuổi không quá 20. Ninh Hinh Nhi đứng ở chính giữa, tu vi võ đạo của nàng rất cao, đã đạt tới thoát tục cảnh, trở thành nhân vật lãnh tụ trong 300 vị thiên tài tuấn kiệt. Ca, ta muốn ở lại sóng vai chiến đấu với huynh và gia gia. Trên người Ninh Hinh Nhi có một loại tín nhiệm kiên định, không muốn vứt bỏ ca ca và gia gia để đào tẩu một mình. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Hinh Nhi, dùng tâm thần truyền âm với nàng, nói. Tu vi võ đạo của ta và Gia Gia đều rất cao, nếu như chúng ta liên thủ, rất có thể dễ dàng thoát ra khỏi hoàng thành. Muội lưu lại chỉ làm liên lụy cho chúng ta. Hình nhi, muội xem như là nhân vật cầm đầu trong đám thiên tài thế hệ trẻ của kiếm các hầu phủ, hãy đáp ứng ca ca, nhất định phải đưa bọn họ đến Nam Cương, trên đường không được phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Ninh Hinh nhi không ngừng trước mắt, ôm chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ca ca, huynh cũng phải đáp ứng với ta, Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Nhất định, sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi tạm biệt, hắn liền lấy ra một cái tiểu tháp cao 9 tầng, tại tầng cuối cùng của tòa tháp tản ra một đạo hào quang màu trắng, lập tức thu 300 vị thiên tài tuấn kiệt vào trong tháp. Đây là Kiếm Các Tháp, là trấn tộc chi bảo của Kiếm Các hầu phủ. Kiếm Các hầu giao kiện huyền khí cửu phẩm này cho Ninh Tiểu Xuyên, chính là để vận chuyển những thiên tài trẻ tuổi này. Kiếm Các Tháp không chỉ là một kiện huyền khí cửu phẩm, mà bên trong tòa tháp còn có 9 cái tiểu thế giới, cũng là một bảo địa trợ giúp võ giả tu luyện. Thế nhưng mỗi lần mở kiếm các tháp thì đều hao phí rất nhiều huyền thạch, hơn nữa một lần tối đa chỉ có thể đồng thời tiến vào 300 người. Dùng kiếm các tháp để di chuyển đệ tử trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ, tất nhiên có thể che giấu được tai mắt của người khác, có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ ra khỏi nội thành. Nửa canh giờ qua đi, Trấn Bắc Hầu ở bên ngoài chờ đợi đã có chút lo lắng, ngoại thành không ngừng có chiến báo bất lợi truyền về, khiến cho hắn cảm thấy lòng như lửa đốt, đang định phái người đi thúc giục Ninh Tiểu Xuyên thì thấy Ninh Tiểu Xuyên mặc một thân, long lân chiến giáp màu đen, từ trong hầu phủ đi ra, Bộ, long lân chiến giáp, này chính là dùng long bì, long cốt, long cân của ác long mà rèn thành, kiếm các hầu phủ cũng chỉ có 3 bộ, lực phòng ngự rất kinh người, chính là báu vật vô giá. Lúc bình thường, ba bộ ác long lân giáp đều được bí mật bảo tồn, là một trong những nội tình trọng đại nhất của kiếm các hầu phủ. Bên trên ác long lân giáp mang theo kịch độc, quân sĩ bình thường chỉ đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, huyết khí trong cơ thể không thuận. Nếu như có người dám đụng vào ác long lân giáp, cho dù là võ giả thoát tục cảnh, cũng sẽ bị ăn mòn thành vũng mấu. Nếu như bị ác long lân đâm vào thân thể, e rằng ngay cả võ tôn cũng có thể bị hạ độc chất. Kiếm các hầu phủ đã nghiên cứu ác long độc mấy chục năm, cho nên mới nghiên cứu ra một loại giải độc đan. Chỉ cần, trước khi mặc áo giáp, ăn một viên giải độc đan thì độc tính của ác long lân giáp, tự nhiên sẽ không làm hại chính mình. Mặc dù thân thể của Ninh Tiểu Xuyên là bách độc bất xâm, thế nhưng độc tính của ác long dù sao cũng rất đáng sợ, không phải là độc vật tầm thường. Thật ra, Ninh Tiểu Xuyên cũng biết thân thể của mình là bách độc bất xâm, chẳng qua trong thiên hạ căn bản không hề có thể chất thật sự bách độc bất xâm cũng giống như lúc trước chính là vì hắn không thể áp chế được thú độc trong cơ thể cho nên mới xảy ra một đoạn nhiệt duyên với nhiếp lan tâm cho nên để phòng ngừa vạn nhất trước khi hắn mặc ác long lân giáp hắn vẫn ăn vào một viên giải độc đan đi cùng ninh tiểu xuyên rời khỏi hầu phủ còn có một thiếu nữ xinh đẹp mặc thanh y và bốn lão giả đội mũ rộng vành trần bắc hầu nhìn chăm chú vào bốn lão giả kia phát hiện bốn lão giả này cũng không phải đứng trên mặt đất mà hai chân đều cách mặt đất một thước dưới chân như dẫm một đoàn sương mù tựa như quỷ hồn đang bay thật cường đại tuyệt đối là bốn vị võ tôn không ngờ đều tu luyện thần thông quỷ du huyền phù trong lòng trấn bắc hầu rất khiếp sợ mặc dù biết rõ thực lực của kiếm các hầu phủ cường đại nhưng không ngờ vẫn vượt xa dự đoán của mình chỉ tùy tiện đã có thể xuất ra bốn vị võ tôn cường đại tiểu hầu ra người cuối cùng cũng đã ra nửa canh giờ vừa rồi ngoại thành đã có ba cái thành vực thất thủ hơn 10 vạn người chất trận chiến đấu càng ngày càng thảm liệt chúng ta nhất định phải giành giật từng giây a Trấn Bắc Hầu lòng nóng như lửa đốt mà nói, vậy thì đã để Hầu ra phải đợi lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, đọc chuyện hay tại bằng bằng chua em chuyện Việt Nam bằng bằng. Mấy vị này là, ánh mắt của Trấn Bắc Hầu dò xét bốn vị lão giả sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói, nữ tử bên cạnh là kiếm thị của ta, tu vi võ đạo cũng không tệ lắm, có thể giúp đỡ một chút. Còn bốn vị tiền bối này, đều là trưởng lão trong hầu phủ, có tu vi địa tôn cảnh. Bọn họ tất nhiên chính là Trần Cửu Huyên và bốn vị lão tổ của kiếm các hầu phủ. Trên người bốn vị lão tổ mang theo hơn phân nửa số tài phú của kiếm các hầu phủ, chuẩn bị di chuyển ra khỏi hoàng thành, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không nói ra thân phận thực sự của bọn họ. Về phần Trần Cửu Huyên, nàng sẽ phụ trách dẫn đường cho bốn vị lão tổ, đưa bọn họ đến U Linh Sơn Trang, để người của U Linh Sơn Trang hộ tống bọn họ rời đi. Trần Bắc Hầu dường như có chút suy ngẫm, liền khẽ gật đầu, nói: "Trưởng lão của kiếm các hầu phủ đều cường đại như vậy, quả thật nội tình thâm hậu, khiến bổn hầu bội phục vô cùng." nếu như đã chuẩn bị sẵn sàng vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đi hội hợp với quân sĩ của long tượng thần võ doanh thôi ninh tiểu xuyên khẽ nhíu mày nói hầu ra cũng phải đi ra ngoại thành chinh chiến cùng các lộ phản quân trần bắc hầu cười cay đắng nói nếu như ngoại thành hoàn toàn thất thủ như vậy thì hoàng thành sẽ thật sự nguy trong sớm tối vương hầu tướng quân chúng ta nếu như không đi chinh chiến một khi hoàng thành bị công phá người chịu tội sẽ là người nhà của chúng ta a à. ninh tiểu xuyên nói ta lại không cho rằng như vậy hiện nay nội thành có một số tặc nhân lai lịch không rõ, cố tình gây chuyện thị phi, làm nhân tâm tan rã, hỗn loạn vô cùng, giống như biến thành một tòa thành trì hắc ám. Đây nhất định là người do những lộ phản quân kia sớm sắp xếp vào hoàng thành, đặc biệt gây nhiễu loạn nhân tâm trong hoàng thành. Nếu như triều đình không thể ổn định được nhân tâm, hoàng thành nhất định sẽ tự sụp đổ. Cho nên, hầu ra cũng không cần đi theo long tượng thần võ doanh xuất chiến đấu, cứ ở lại ổn định trị an nội thành, củng cố chân tâm, đây mới là đại sự hàng đầu. Trần Bắc Hầu tất nhiên cũng biết nhân tâm nội thành bất ổn, dung chuyển không yên, tùy thời. Có thể nhìn thấy sự kiện cướp rất đốt hiếp, thế nhưng, tất cả tinh lực của triều đình đều đặt tại chiến sự ngoại thành, cho nên cũng không quản lý nghiêm khắc nội thành. Lúc Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới chuyện này, hắn cũng xem trọng hơn vài phần. Thật ra, nếu nhất định phải làm ra lựa chọn, Trần Bắc Hầu há có thể muốn anh Dũng đi đầu sông lên tiền tuyến được, nếu có thể thì hắn vẫn muốn ở lại nội thành để trấn áp những kẻ gây loạn, như vậy thì ít nhiều cũng bớt nguy hiểm đến tính mạng hơn. Thế nhưng, đây là ý tứ của vương gia trấn bắc hầu vẫn có chút do dự ninh tiểu xuyên biết trong lòng trấn bắc hầu vẫn còn băn khoăn vì vậy mới nói tiếp bây giờ ta lấy thân phận của đại thống lĩnh long tượng thần võ doanh lệnh cho trấn bắc hầu ở lại nội tê hành trấn áp những tặc tử giám nhiễu loạn nhân tâm hoàng thành nếu như không thể duy trì được yên ổn nội thành sẽ xử trí theo quân pháp thuộc hạ tiếp lệnh trong lòng trấn bắc hầu mừng thầm cam nguyện tự xưng thuộc hạ trước mặt ninh tiểu xuyên đây là do đại thống lĩnh của long tượng thần võ doanh lệnh cho ta ở lại nội thành cũng không phải bản thân ta muốn ở lại Hoàng Thành A, cho dù khổng tước Minh Vương truy cứu thì cũng không thể trách được lên đầu ta. Trong lòng Trấn Bắc Hầu nghĩ vậy, Ninh Tiểu Xuyên muốn di chuyển tộc nhân của kiếm các hầu phủ ra khỏi Hoàng Thành, tất nhiên không thể để cho Trấn Bắc Hầu đi theo bên cạnh, vì vậy mới thuận nước đẩy thuyền cho hắn ở lại. Chẳng qua, chị An nội thành quả thật rất cần quản lý, nếu như Trấn Bắc Hầu có thể làm yên ổn nhân tâm trong nội thành thì đối với Hoàng Thành mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện rất tốt. Sau khi để Trấn Bắc Hầu lưu lại, Ninh Tiểu Xuyên liền mang theo Trần Cửu Huyên và bốn vị lão tổ, lập tức chạy đến đại môn nội thành. Tất cả quân sĩ của Long Tượng Thần Võ Doanh đều tập kết tại quảng trường, tổng cộng có hơn 1200 người, phân thành 8 phương trận, mỗi phương trận lại chia làm 10 tiểu đội tác chiến. Long Tượng Thần Võ Doanh là vương bài chi sư chính thức của triều đình, mỗi người đều là cao thủ võ đạo thân kinh bách chiến, có sức chiến đấu lấy một địch ngàn. Hơn nữa, bọn họ còn tinh thông tác chiến đoàn đội, tác chiến trận pháp, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ soái, không biết sợ hãi, không biết chần chờ, cũng không biết thối lui. Quân sĩ đỉnh phong như vậy, tuyệt đối có thể khiến bất kỳ địch nhân nào cũng đều cảm thấy sợ hãi, chính là vương bài chính thức của triều đình. Cơ hàn tinh trước kia cũng chỉ là một đội trưởng của một tiểu đội tác chiến trong long tượng thần võ danh mà thôi. Đương nhiên, số lượng quân sĩ long tượng thần võ cũng rất ít, mỗi năm triều đình đều tuyển chọn khắp toàn bộ đế quốc, tất cả các đại quân doanh đều có không ít người báo danh tham gia tuyển chọn, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ xe tô vài chục người có thể trở thành long tượng thần võ chính thức. Dưới thân mỗi người đều cưới một đầu long tượng như một tòa núi nhỏ, mình voi, đầu thần long, toàn bộ thân hình đều bị lân phiến bao trùm, mặt ngoài lân phiến còn phủ một tầng thiết giáp bảo vệ thân hình của long tượng cho dù có đâm vào trường thành thì cũng sẽ không tổn hại thân thể đứng trước mặt một con rồng võ giả bình thường đều sẽ cảm thấy kinh hồn táng đởm hơn một ngàn đầu long tượng tụ tập cùng một chỗ một luồng khí thế bạo phát ra ngoài quả thực khiến cho võ giả địa tôn cảnh đều phải sợ hãi thùng thùng âm thanh trống trận vang lên ninh tiểu xuyên mặc ác long lân giáp từng bước một đi đến đài cao quay mắt lại nhìn tám phương trận long tượng cực lớn bên dưới trong mắt bắn ra tinh quang sắc bén nói ta là đại thống lĩnh tân nhiệm của các ngươi, Ninh Tiểu Xuyên. Bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Cửa thành của Hoàng Thành đã bị công phá, phản quân. Đã tràn vào Hoàng Thành, đang rất chóc con dân của đế quốc, tàn sát thân nhân của chúng ta, ước hiếp vợ con chúng ta, cướp đoạt tài sản của chúng ta, thiêu hủy gia viên của chúng ta. Có một đạo lý là, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Hôm nay, Giang Sơn của đế quốc lâm vào tình cảnh chỉ treo mảnh chuông, đây là lúc để những hảo nam nhân chúng ta có thể đầu rơi máu chảy vì đế quốc. Long tượng thần võ danh là một trong ba đại binh chủng cường đại nhất đế quốc, lúc đế quốc nguy hiểm nhất, là lúc cần đến chúng ta nhất, cũng là lúc chúng ta anh dũng tiến lên, sông pha rất địch. Những quân đội khác của triều đình đều bị phản quân đánh cho không còn lực hoàn thủ, đây là lúc để chúng ta biểu hiện ra lực lượng của mình, khiến cho phản quân biết rõ sự lợi hại của long tượng thần võ danh chúng ta. Cùng hô theo ta, vì vinh quang mà chiến đấu, bên dưới quảng trường, vang lên thanh âm hò hét sung trời. Vì vinh quang mà chiến đấu, vì vinh quang mà chiến đấu, dùng mấu trả mấu, ăn miếng trả miếng tiếng hô bên dưới càng lúc càng vang, kéo dài mãi không dứt. Chiến ý của tất cả mọi người đều bị kích động, nắm tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một luồng khí thế cuộn trào, thần cản rất thần, Phật ngăn rất Phật. Ninh Tiểu Xuyên nói, không cần nói thêm lời thừa thải nữa, bổn thống lĩnh cũng không muốn nói nhiều. Trước khi trời tối, thu lại đất đai bị chiếm mất, trục xuất phản tặc ra khỏi hoàng thành, bộc lộ phong thái của long tượng thần võ doanh chúng ta, để cho đám tặc tử dám đổ sát người nhà của chúng ta có thể nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Đến lúc đó, Người nên phong hầu thì phong hầu, người nên phong vương thì phong vương. Phía xa xa, Khổng Tước Minh Vương đứng trên tường thành nguy nga, nhìn chằm chằm đại quân Long Tượng Thần Võ Doanh đang tuyên thệ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Ninh Tiểu Xuyên thật sự chưa bao giờ lên chiến trường ư? Ta thấy hắn kích động sĩ khí quân sĩ vẫn rất chuyên nghiệp a. À. Vương gia, thế lực phản quân quá khổng lồ, chỉ dựa vào Long Tượng Thần Võ Doanh thì e rằng rất khó đẩy lui được phản quân, không bằng hãy để cho Huyền Thú Đồ Thần doanh cùng xuất binh đi." Một vị đại tướng lên tiếng: Khổng Tước Minh Vương khẽ nhíu mày, nói, từ sau khi Long tộc rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc, thần Long chiến sĩ Doan cũng đã giải thể. Ba đại binh chủng của Đế Quốc, trên thực tế chỉ còn lại hai đại binh chủng. Nếu như Long tượng thần Võ Doanh và huyền thú đồ thần Doanh Doanh đều toàn quân bị diệt, như vậy thì ai sẽ chấn thủ nội thành? Bây giờ, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như hắn có thể đánh lui phản quân ra khỏi ngoại thành, xây dựng lại tường thành ngoại thành, một lần nữa mở ra trận pháp, nhất định sẽ giúp Hoàng Thành tranh thủ được càng nhiều thời gian hơn, Quân đội của Lan Linh Hầu ở Thiên Tâm Vực, Đại La Vương ở La Sinh Vực, Tần Xuyên Hầu ở Mộc Vực, đến bao giờ mới có thể trở về Hoàng Thành? Một vị đại tướng nói, không lạc quan lắm, sớm nhất thì cũng phải 7 ngày sau thì bọn họ mới có thể đuổi tới Hoàng Thành, nếu như không thể thu phục lại đất đai ngoại thành mà chỉ dựa vào trận pháp thủ hộ nội thành, e rằng không thể đợi được đến lúc đó. Không tước Minh Vương nhíu mày càng chặt, ầm ầm ầm, tiếng chống trận khích lệ vang lên, đại môn nội thành mở ra, Ninh Tiểu Xuyên cưỡi trên lưng song đầu thạch thú, dẫn theo long tượng thần võ doanh xông ra khỏi thành. Ngoại thành có tổng cộng 72 cái thành vực, mỗi một tòa thành vực đều có đến 10 vạn người, tổng nhân khẩu ngoại thành lên đến gần ngàn vạn. Đây là còn chưa tính đến mấy trăm vạn đại quân triều đình đang tác chiến với phản quân. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ngoại thành đã từng phồn hoa huy hoàng, đã có 6 tòa thành vực đều bị phản quân công phá, biến thành phế tích chiến trường, khắp nơi đều là rớt. Chóc và tàn thi, trận pháp trong thành đều mở ra, rất nhiều cột sáng phóng lên trời, tạo thành một cái lồng trận pháp. Thế nhưng, dựa vào trận pháp bảo hộ thì vẫn không thể ngăn nổi phản quân công phạt, thành vực đã biến thành chiến trường, ánh lửa chiếu rọi cả bầu trời, tiếng hô chớm rất vang lên không dứt. Người đang chỉ huy tác chiến chính là một trong bốn vị vương gia thế tập của triều đình, Thần Long Vương. Soái danh của Thần Long Vương được xây dựng ở trong ngoại thành, không ngừng có người tiến vào soái danh bẩm báo quân tình. Bẩm báo vương gia, trận pháp tại địa khôn thành vực đã bị công phá. Bẩm báo vương gia, đao hoàng hầu đã bị vô sinh đạo chủ của ma môn rất chất. Bẩm báo vương gia, toàn bộ quân đội của triều đình tại địa lam thành vực đã bị diệt sạch. Lúc này, thần Long Vương đã sứt đầu mẻ chán rồi, tung hoành trên chiến trường cả đời, chưa bao giờ bị thất bại như thế này. Đây là lần đầu tiên trong vòng một ngày hắn gặp phải nhiều chiến báo bất lợi như vậy, so với kiếm quân lữ mấy chục năm của hắn cộng lại còn nhiều hơn. Phanh, thần Long Vương vỗ mạnh bàn một cái, lạnh lùng nói. Đều là một đám phế vật, triều đình hao tốn nhiều tài nguyên như vậy mới bồi dưỡng được một sư đoàn tinh nhuệ, vậy mà thậm chí ngay cả một đám quân ô hợp cũng không thể đánh lại. Vị quân sĩ nửa quỳ trên mặt đất ấp úng nói, vương gia, thật ra không thể trách các vị hầu ra được, số lượng phản quân thực sự quá mức khổng lồ, hơn nữa trong đó còn có những tông chủ và gia chủ cấp bậc võ đạo bá chủ, mỗi người đều có đại thần thông. Xéo ngay cho ta, thần Long Vương nhấc một thanh trường thương hoàng kim trên chiến đài lên, dự định đích thân xuất binh ra trận, thể nhất định phải đoạt lại những thành vực đã bị cướp đi. Một hơi chịu nhiều thất bại như vậy, thần Long Vương hắn thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Đúng lúc này, có tiếng chiến báo rơi vào trong soái doanh. Bẩm vương ra, long tượng thần võ doanh xuất động rồi. Thần Long Vương vốn cho rằng lại là chiến báo bất lợi, định tức giận mắng chửi, nhưng sau khi nghe thấy mấy chữ Long Tượng Thần võ Doanh, hàng lông mày lập tức giãn ra, đặt trường thương hoàng kim xuống, nói: Long Tượng Thần võ Doanh cuối cùng cũng xuất động rồi. Bây giờ sĩ khí quân đội triều đình đã suy sụp tới cực điểm, bị phản quân dọa cho bể mật. Nếu như Long Tượng Thần võ Doanh không xuất động thì bổn vương cũng phải đích thân chinh chiến rồi. Bằng không để cho sĩ khí suy sụp thì quân sĩ sẽ tan tác, không đến hai ngày ngoại thành sẽ hoàn toàn thất thủ. Không đúng. Long Tượng Hầu đã vẫn lạc rồi, bây giờ người nào là đại thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ Doanh? Nghe nói là tiểu hầu gia của kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên. Vị quân sĩ kia đáp, Ninh Tiểu Xuyên, thần Long Vương thoáng nhíu mày, nói, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên có lực uy hiếp nhất định đối với phản quân, thế nhưng dù sao thì hắn vẫn còn quá trẻ tuổi, lại chưa từng lịch lãm rèn luyện trong quân đội, để hắn thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh thì thật quá mạo hiểm rồi. Chẳng qua, khổng tước Minh Vương cũng không còn lựa chọn nào khác, bây giờ người có thể đảm nhận trọng trách trong triều đình cũng không nhiều nữa, sắc mặt thần Long Vương trở nên nghiêm túc, nói, truyền lệnh cho Ninh Tiểu Xuyên, không cần hắn thu phục lại thành vực bị mất, chỉ cần hắn có thể đánh cho phản quân trọng thương, để quân đội triều đình lấy lại lòng tin và sĩ khí là được. Đúng rồi, nhất định phải dặn dò hắn, không thể tự mình xâm nhập, không được tuổi trẻ khinh cuồng. Vạn nhất để cho Long Tượng Thần Võ doanh toàn quân bị diệt, như vậy sẽ trở thành đả kích chí mệnh đối với sĩ khí quân đội triều đình. Vị quân sĩ kia lui xuống, liền đi truyền lệnh cho Ninh Tiểu Xuyên, Thần Long Vương ngồi trên chiến đài, thở dài một hơi, cả đời cầm binh, chưa bao giờ chiến đấu lại. Gặp phải uất ức như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người Long Tượng Thần Võ Doanh mà thôi. Truyền lệnh của ta, Thiên Ưng Hầu, Hồn Minh Hầu, Tĩnh Quốc Hầu, Hoàng Long Hầu dẫn quân đội tương ứng, toàn lực phối hợp với Long Tượng Thần Võ Doanh, nhất định phải thu phục thành vực đã bị mất trở về, bước phản quân ra khỏi hoàng thành. Thần Long Vương liên tiếp hạ xuống vài đạo quân lệnh, điều động hơn 10 vị vương hầu đóng quân tại ngoại thành, Dự định lấy Long Tượng Thần Võ Doanh làm một mũi đao nhọn mà mở ra một hồi đại phản kích. Tuy nhiên, còn phải xem xem thanh đao nhọn Long Tượng Thần Võ Doanh này có đủ sắc bén hay không nữa. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên xuất lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh tiến vào ngoại thành, bốn vị lão tổ của Kiếm Các Hầu phủ và Trần Cửu Huyên liền rời khỏi quân đội, lặng lẽ chạy đến lối vào thông đạo bí mật trong lòng đất. Long Tượng Thần Võ Doanh có hơn ngàn người, trên đường có 4, 5 người rời đi thì cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ầm ầm ầm, tiếng chân vang lên mãnh liệt. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo quân sĩ Long Tượng Thần Võ Doanh, đại quy mô tiến về phía Địa Càn Thành Vực. Đoạn tường thành bị Bạch Ly lão tổ công phá, chính là ở Địa Càn Thành Vực. Địa Càn Thành Vực là lối vào hoàng thành, cũng là nơi có số lượng phản quân dày đặc nhất, thậm chí thành lập doanh chướng, có nhiều cao thủ phản quân chấn thủ, nhằm phòng ngừa đại quân triều đình sẽ đoạt lại Địa Càn Thành Vực. Quân đội triều đình đánh hơn 10 lần, nhưng ngay cả tầng phòng ngừa thứ nhất của Địa Càn Thành Vực cũng không công phá nổi, ngược lại tử thương vô số, thậm chí còn có ba vị hầu gia vẫn lạc, bị phản quân chớm đầu, treo trên một cái tháp cao tại địa càn thành vực. Muốn đoạt lại địa càn thành vực, quả thực còn khó hơn lên trời. Thế nhưng, nếu không đoạt lại địa càn thành vực, phản quân sẽ liên tục không ngừng tràn vào hoàng thành, đối với hoàng thành mà nói, sẽ càng gây ra nhiều bất lợi hơn. Long tượng thần võ doanh xuất động rồi, long tượng thần võ doanh cuối cùng xuất động rồi. Phố lớn ngõ nhỏ tại ngoại thành đều vang lên tiếng hoan hô như thủy triều, rất nhiều người đều kích động vô cùng, binh chủng cường đại nhất của triều đình, cuối cùng cũng xuất động đây chính là một nhánh vương giả chi sư ký thác tất cả hy vọng của mọi người trị an của ngoại thành đã trở nên hỗn loạn vô cùng nhưng chính vì sự xuất hiện của long tượng thần võ doanh cho nên rất nhiều người đã bình tĩnh trở lại giống như được ăn một viên định tâm hoàn cảm thấy thực lực của triều đình vẫn rất cường đại chưa chắc sẽ bị phản quân đánh bại long tượng thần võ doanh cuối cùng cũng xuất động rồi vô sinh đạo chủ đứng trên tường thành hoang tàn áo bảo xám trên người bị thổi tung bay phất phới Hắn có thể nghe thấy từng trận âm thanh gào thét của long tượng bên tai, khí thế vô cùng hùng hậu, tựa như vạn long tề phi, chỉ nghe thấy tiếng gầm giống này thôi cũng đủ khiến cho rất nhiều võ giả đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Một nhánh phản quân do mấy ngàn người tạo thành, gặp phải long tượng thần võ doanh, lập tức lâm vào một cuộc đồ sát tàn nhẫn nhất, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Nhánh phản quân này là do một đại gia tộc tạo thành quân đội, vừa gặp phải long tượng thần võ doanh, lập tức bắt đầu tan rã không ngừng chạy thục mạng, dưới cả ngàn cây long tượng kích thương, bọn họ ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Gần như chỉ một đạo trùng kích qua đi, cả một gia tộc đã bị long tượng thần võ doanh rất sạch, lưu lại tử thi đầy đất. Ngay cả hơn 10 vị trưởng lão và gia chủ của gia tộc đó cũng bị chấn sát, mấu nhuộm đỏ cả con đường, lúc ngã xuống đất, trên mặt mỗi người vẫn còn mang theo thần sắc kinh hãi. Trong thành vang lên tiếng chống trận kinh thiên động địa, quân đội triều đình vốn dĩ đã bị đánh cho liên tục bại lui, khi nhìn thấy sự cường thế đến bất ngờ của Long Tượng Thần Võ Doanh, khi thế cũng bắt đầu dâng cao như cầu vồng, mở ra một cuộc phản công đối với phản quân. Chúng ta theo sau Long Tượng Thần Võ Doanh, thu hoạch chiến trường, đoạt lại những thành vực đã mất. Trong tay Thiên Ưng Hầu cầm một thanh trường mâu thô to, đóng đinh một tên trưởng lão đang bỏ chạy thục mạng lên vách tường, máu tươi phun ra như suối. Phốc, rút trường mâu ra, Thiên Ưng Hầu liền dẫn theo 8 vạn quân đội theo sát cánh sườn của Long Tượng Thần Võ Doanh, thanh lý những con cá lọt lưới, mở rộng thành quả chiến đấu. Tại một phía khác của Long Tượng Thần Võ Doanh, cũng có một vị hầu ra dẫn 10 vạn đại quân, giống như thủy triều tràn qua phố lớn ngõ nhỏ của thành vực, những nơi bọn họ đi qua, tất cả địch nhân đều bị chớm rớt. Mấy trăm người đánh nhau trên đường, đã là cảnh tượng rất đồ sộ hoành tráng rồi. Vậy thì trên 10 vạn người chiến đấu, lại càng đáng sợ hơn, không chỉ đơn giản là người bị chớm rớt, mà ngay cả kiến trúc hai bên đường cũng bị đánh sập, biến thành phế tích. Bước tiến của Long Tượng Thần Võ doanh thế như trẻ tre, phản quân đối diện với bọn họ, quả thực không phải là chiến đấu, mà là một bên bị đổ sát, Long tượng thần võ doanh một đường quét ngang, không những chớm rất sạch võ giả, mà thân hình cao lớn của Long tượng còn dẫm nát toàn bộ kiến trúc phía trước, nghiền ép tất cả thành phế tích. Đánh lui chiến xa của phản quân, biến thành một đống sắt vụn. Không ngờ người dẫn đội lại là Ninh Tiểu Xuyên, vô sinh đạo chủ lộ ra một nụ cười lạnh, trên người dâng lên sát khí đằng đằng, trong cơ thể phát tán ma khí hùng hậu. Tu La đạo chủ chống một thanh quải trượng thô to, cũng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng song đầu thạch thú, đôi mắt nheo lại, nở nụ cười, nói: Nghe nói ngay cả tầm quân phong chủ của Nhất Nguyên Tông cũng thảm bại trong tay tiểu tử này, tốc độ phát triển của kẻ này thật là đáng sợ, vừa nghe mà giận cả người, chỉ trong vòng vài năm đã đạt đến trình độ ngang vai bằng vế với chúng ta rồi. Cho dù hắn có cường đại hơn thì cũng sẽ biến thành một vũng mấu dưới đổ sinh ma bàn của lão phu. Vô sinh đạo chủ có huyền khí cửu phẩm, cho nên căn bản không hề sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Thân sắc của Tu La đạo chủ vẫn có chút lo lắng, nói: "Thế nhưng Ninh tiểu xuyên dù sao cũng là cháu ngoại của Ma đế, nếu như rất hắn, e rằng sẽ không tiện giải thích với Ma Đế. Sau lần Vô Sinh đạo chủ và Tu La đạo chủ đánh nhau với kiếm các hầu phủ, bọn hắn đã tra rõ thân phận của Ninh Tiểu Xuyên, phát hiện hắn chính là con trai của Thánh nữ Ma Môn đời trước. Sau khi phát hiện ra bí mật này, hai người bọn họ đã bị hù cho khiếp vía, cũng chính vì thế cho nên khoảng thời gian này mới không đi tìm Ninh Tiểu Xuyên gây phiền toái nữa. Khóe miệng Vô Sinh đạo chủ nhếch lên, nói: "Ma Đế đã đi tham gia Thiên Nhân Luận Đạo, có thể còn sống đi ra khỏi Thiên Cung hay không còn chưa biết." huống hồ cho dù ma đế trở thành người cuối cùng luận đạo thắng lợi thì cũng sẽ bước vào thiên nhân cảnh sau khi đạt tới thiên nhân cảnh đã không còn là phàm nhân tự nhiên là càng thêm lạnh lùng đối với tình thân sao có thể vì một tên cháu ngoại chưa bao giờ gặp mặt mà trách phạt chúng ta được điều này cũng đúng ma đế tu luyện về huyết ma công vốn dĩ đã rất lạnh nhạt đối với tình thân nếu như đạt tới thiên nhân cảnh e rằng sẽ càng không để tình thân vào trong lòng ha ha vậy chúng ta hãy liên thủ chấn sát ninh tiểu xuyên cướp lấy bắc minh thần công và thiên đế nhận trên người hắn Tu la đạo chủ lạnh lùng cười, không gấp, tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên không thấp, cứ chờ hắn tiêu hao nguyên khí rồi hãy ra tay, đến lúc đó tranh thủ dáng cho hắn một kích chí mạng, tránh cho hắn có cơ hội đào tẩu. Ha ha, trên mặt vô, sinh đạo chủ lộ ra nụ cười âm trầm, âm âm âm, Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng song đầu thạch hú, xông lên phía trước, căn bản không cần hắn ra tay, chỉ bằng vào lực lượng của song đầu thạch ú cũng đủ để chấn sát toàn bộ địch nhân rồi. Chiến lực của song đầu thạch ú đủ để khiêu chiến với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 6, thân hình cao tới hơn trăm mét, chỉ cần một chân dẫm xuống, đã có thể đạp chất tươi võ giả thoát tục cảnh tầng thứ ba trở xuống. Khe, một cái đầu của song đầu thạch thú thổ ra một đoàn hàn khí màu lam, hóa thành khí lưu lạnh lẽo, đông cứng cả phạm vi trăm mét trong thành vực, trên trăm vị phản quân đều triệt để mất đi sinh cơ trong khối băng. Phanh phanh phanh, phanh tiểu đội long tượng thần võ đằng sau lưng ninh tiểu xuyên, điên cuồng đuổi theo, dẫm nát hàn băng dày một thước trên mặt đất, nghiền nát đám phản quân trong băng tinh thành vụn băng. Địa càn thành vực là thành vực bị chiến tranh phá hủy thảm trọng nhất, đã bị phản quân khống chế hoàn toàn, thế nhưng bên ngoài thành vực lại bố trí hai tầng phòng tuyến, do một lượng lớn trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích tạo thành, bố trí rất nhiều cường giả thủ hộ hai đạo phòng tuyến này, chính là vì sợ quân đội triều đình sẽ chiếm đoạt lại địa càn thành vực. Nếu như địa càn thành vực bị đoạt lại, phản quân tiến vào hoàng thành sẽ bị chặt đứt hiết hầu, những phản quân tiến công vào hoàng thành sẽ bị giam trong thành, trở thành cá trong chậu, mặc cho quân đội triều đình xử lý. Cho nên, bất luận là quân đội triều đình hay là phản quân thì địa càn thành vực đều cực kỳ trọng yếu. Lúc Ninh Tiểu Xuyên xuất lĩnh đại quân Long Tượng Thần Võ doanh đến khu vực phòng tuyến thứ nhất của địa càn thành vực, trên đường nơi này đã chất đầy hơn vạn cái tử thi, máu tươi chảy thành suối, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, nếu là võ giả chưa từng bao giờ lên chiến trường người thấy mùi này, nhất định sẽ trực tiếp nôn mửa. Vì đoạt lại địa càn thành vực mà triều đình đã phát động hơn 10 đợt công kích, thế nhưng ngay cả đạo phòng tuyến thứ nhất của phản quân cũng không đột phá được, ngược lại còn tổn thất thảm trọng. Một tên vạn chiến lang quân từ trong đống thi thể leo ra, toàn thân đều là mấu tươi nước nở quỳ sụp xuống dưới song đầu thạch thú nói đại thống lĩnh long tượng thần võ doanh cuối cùng cũng đến rồi chúng ta quân đội của tứ phương hầu phủ chúng ta đều chất sạch lực lượng của những phản quân kia quá cường đại căn bản không thể vượt qua không thể đột phá được phòng tuyến lại có một vài quân sĩ trọng thương từ trong đống xác chất bò ra cả đám đều người không ra người quỷ không giống quỷ bộ dạng thất hồn lạc phách hiển nhiên vừa rồi đã bị cảnh tượng đại chiến dọa cho phát ngốc tâm trí của những quân sĩ bình thường này tất nhiên không thể so sánh với long tượng thần võ doanh đối mặt với đối phương rất chóc khủng bố số người bị dọa cho phát điên và phát ngốc cũng không ít ninh tiểu xuyên nhíu mày nói tứ phương hầu đã nhận được quân lệnh của vương gia chẳng những không đoạt lại được địa càn thành vực ngược lại còn để cho đại quân triều đình tổn thất thảm trọng như vậy quả thực đáng xử chớm còn không gọi tứ phương hầu ra gặp ta tên vạn chiến lang quân kia run rẩy chỉ về phía một tòa tháp cao nói hầu ra hầu ra đã hy sinh vì tổ quốc rồi ninh tiểu xuyên cảm thấy toàn thân phát lạnh liền nhìn lên tòa tháp cao, quả nhiên thấy đầu của tứ phương hầu đang bị treo ở trên cao, bị mặt trời phơi nắng, hai mắt đều lồi cả ra ngoài. Tứ phương hầu dù sao cũng là vương hầu cường đại, Ninh Tiểu Xuyên đã từng gặp qua hắn một lần, trong lòng vẫn có một ít ấn tượng, nhưng không ngờ trận chiến tại địa càn thành vực lại thảm liệt như vậy, ngay cả vương hầu cũng đều chất trận. Ngoại trừ đầu của tứ phương hầu ra, trên tháp cao còn treo hai cái. Đầu người khác, một cái là lão giả tóc trắng, còn một cái là thiếu phụ dung mạo diễm lệ. Chính là, đao hoàng hầu, và cân quốc hầu. Ba vị vương hầu vì đoạt lại địa càn thành vực mà đều chất trận tại nơi này, vậy mà không ngờ ngay cả đạo phòng tuyến thứ nhất cũng không công phá được. Từ bên trong tầng phòng tuyến thứ nhất, có một trung niên chừng 50 tuổi đi ra, hai tay chắp sau lưng, cao giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ khổng tước Minh Vương lại điều động ngươi đến địa càn thành vực, vậy chẳng khác gì phái ngươi đi tìm chất A. Người này chính là tông chủ của Minh Tiêu Tông, là một võ tôn cường đại trong đám phản quân, Tông chủ Minh Tiêu Tông mặc một bộ chiến giáp màu đen, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, khinh thường nhìn Đại quân Long Tượng Thần Võ doanh phía đối diện. Đằng sau Minh Tiêu Tông chủ còn có hơn 10 vị lão giả và một đám nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ chính là trưởng lão và tài tuấn trẻ tuổi cao cấp nhất của Minh Tiêu Tông. Trước mặt Minh Tiêu Tông chủ thì có một tấm màn ánh sáng màu tím, kéo từ dưới đất lên trời, bề mặt có rất nhiều đường vân trận pháp vận chuyển. Vạn Chiến Lang quân quỳ trên mặt đất, nói: "Chính là hắn, Tứ Phương Hầu chính là chất trong tay hắn." Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía đối diện, vừa liếc mắt đã nhận ra võ phục Minh Tiêu Tông, lạnh lùng nói. Minh Tiêu Tông chính là đại tông môn đứng thứ năm thiên hạ, mặc dù thế lực kém xa nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông, thế nhưng, tông chủ nhạc vấn thiên của Minh Tiêu Tông vẫn là cường giả số 1, tứ phương hầu chất trong tay nhạc tông chủ cũng không oan. Thanh âm của Minh Tiêu Tông chủ càng thêm lạnh lẽo, cười nói. Ninh Tiểu Xuyên người quả là người thức thời, bổn tông chủ khuyên ngươi nhanh dẫn Long tượng thần võ doanh rút đi, bằng không chỉ e rằng sẽ nối gót tứ phương hoàng, đao hoàng hầu và cân quắc hầu mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cười khinh thường, cao giọng nói, toàn bộ long tượng thần võ doanh nghe lệnh, lui về phía sau 10 trường. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu ngưng tụ nguyên khí toàn thân, tập trung đến hai tay, hai cánh tay lập tức bị thiểm điện bao trùm, ngay cả song đầu thạch thú dưới chân cũng dày đặc điện quang. Tông chủ, Ninh Tiểu Xuyên đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn bằng vào lực lượng của một người mà phá vỡ phòng tuyến? Một nữ đệ tử trẻ tuổi của Minh Tiêu Tông cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Sắc mặt Minh Tiêu Tông chủ thì ngược lại rất ngưng trọng, nói. Lập tức đi thông báo cho các vị đại sư thủ hộ phòng tuyến, mau chóng toàn lực vận chuyển trận pháp sau lưng minh tiêu tông chủ hai nhân ảnh già nua lập tức phóng đi chính ngay lúc đó ninh tiểu xuyên từ trên thân song đầu thạch thú bắn ra tốc độ giống như một đạo hào quang bảy màu một trường đánh lên đạo phòng tuyến ánh sáng thiểm điện lập tức ngưng tụ ra một đạo thú trảo cực lớn rào thanh âm thiểm điện và tiếng gầm gừ của cửa thú tập trung lại cùng một chỗ toàn bộ màn ánh sáng đều lõm xuống sau khi trận pháp trên màn ánh sáng bị thiểm điện đánh trúng lập tức nứt vỡ biến thành từng mảnh vụn huyền khí làm sao có thể màn ánh sáng này sử dụng mấy chục cái trận pháp tạo thành với sức của một mình ninh tiểu xuyên không có khả năng phá vỡ được nó minh tiêu tông chủ nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng không kìm lòng được mà thối lui về phía sau một bước ầm um, mấy chục cái trận pháp trên màn ánh sáng đồng thời nứt vỡ sau khi mất đi sự bảo hộ của trận pháp màn ánh sáng liền chẳng khác gì một tấm giấy mỏng bị thú trảo thiểm điện dễ dàng xé rách mất đi màn ánh sáng thủ hộ quân đội long tượng thần võ doanh lập tức xung phong sông lên chỉ trong chốc lát đã đánh vỡ tường đá mà phản quân xây dựng nên cùng giao phong với tất cả võ giả đại tông môn đằng sau tường đá. Phốc, phốc, chỉ trong nháy mắt, đã có vài chục cao thủ võ đạo bị long tượng kích. Thương đâm xuyên người, những võ giả yếu kém thì căn bản không cần long tượng thần võ ra tay, chỉ cần bị thân hình của long tượng tông chúng, liền ngã ra đất, sau đó bị long tượng dẫm nát, không phải đầu bị dẫm nát thì là ngực bị dẫm xuyên, tiếng hét vang lên rất thảm thiết. Một vị trưởng lão của Minh Tiêu Tông xuất ra một kiện chiến đao huyền khí ngũ phẩm, thân hình phóng lên trước, một đao bổ về phía cổ long tượng thần võ. Thế nhưng, Long tượng thần võ phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng nhanh gọn, 16 tên long tượng thần võ nhanh chóng tạo thành chiến trận, mỗi người đều biến thành một cái trận đài. 16 cái trận đài tập trung cùng một chỗ, tạo thành một cái trận pháp, hình thành màn sáng hình tròn, tập trung lực lượng của 16 người lại cùng một chỗ. Ầm, um, sáu 6 vị long tượng chắp tay trước ngực, liên tiếp bộc phát ra ba lượt sóng công kích, cuối cùng đã đánh chất vị trưởng lão của Minh Tiêu Tông, thân hình hắn bị long tượng thần võ đâm thành cái sàng. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thân pháp, rất nhanh đã đuổi kịp Minh Tiêu Tông chủ đang bỏ trốn, nói: nhạc vấn thiên không phải vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo ư bây giờ tại sao lại trốn minh tiêu tông chủ đã sớm bị lực lượng của ninh tiểu xuyên dọa cho sợ hãi tự biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của ninh tiểu xuyên tất nhiên chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy hắn nhảy lên đỉnh một tòa kiến trúc cổ tốc độ nhanh như quỷ mị thế nhưng sau khi hắn nhìn về phía trước lại phát hiện ninh tiểu xuyên đã đứng trên đỉnh lầu các trước trái tim của minh tiêu tông chủ chìm xuống đáy vực đã không thể trốn thoát được nữa chỉ có thể liều chiến hy vọng những cường giả của tông môn khác có thể chạy đến kịp hợp sức của mọi người, có lẽ như vậy mới có thể chế trụ được Ninh Tiểu Xuyên. Quả thật có hơn 10 vị cao thủ tông môn đều xông về phía bên này, muốn liên thủ đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Huyền Minh Hàn Vụ, Minh Tiêu Tông chủ biết tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên cường đại, cho nên lập tức thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình. Trong cơ thể hắn tán phát ra huyền mang màu đen, mỗi lỗ chân lông đều tràn ra sương mù hàn khí, rất nhanh đã khiến cho phạm vi trăm mét bao trùm Hàn Vụ màu đen, căn bản không thể nhìn ra bóng dáng của Minh Tiêu Tông chủ đâu cả thân thể minh tiêu tông chủ quả thật giống như biến thành một phần của hàn vụ màu đen cho dù sử dụng tâm thần tìm kiếm cũng không thấy hắn ẩn thân ở đâu mục đích minh tiêu tông chủ thi triển ra chiêu thần thông này chính là muốn chặn đường ninh tiểu xuyên chờ những vị tông chủ gia chủ khác chạy tới cái gì vậy quỷ thủ sao a à, hàn vụ màu đen hóa thành những cái xúc tu cực lớn dễ dàng cuốn ba vị long tượng thần võ vào trong sương mù lúc ba vị long tượng thần võ thối lui thì bọn hắn đã bị đông thành một khối băng nặng vạn cân sinh cơ đều mất sạch ninh tiểu xuyên nhìn hàn vụ màu đen hồi lâu Khóe miệng khẽ nhếch lên, thân hình bước về phía một bước. Mặc dù chỉ bước ra một bước, nhưng thân thể lại tiến xa hơn 10 trượng, tiến vào trong hàn vụ màu đen, đánh ra một trường. A, à, Minh Tiêu tông chủ hét thảm một tiếng, xương ngực bị trưởng ấn đánh cho nát bấy, thân thể bị quẳng lên cao, sau khi rơi xuống đất còn lăn xa hơn 10 thước. Hàn vụ trải khắp phạm vi trăm mét cũng lập tức tiêu tán. Minh Tiêu tông chủ còn muốn đứng lên, nhưng đã bị một thanh long tượng kích thương từ trên trời rơi xuống, đóng đinh hắn lên mặt đất, thân thể xuất hiện một cái lỗ máu to bằng chén cơm thống lĩnh thứ hai của long tượng thần võ doanh bay xuống rút long tượng kích thương ra khỏi cơ thể minh tiêu tông chủ sau đó ra lệnh cho hai vị long tượng thần võ bắt giữ minh tiêu tông chủ sau khi minh tiêu tông chủ bị bắt những tên võ giả khác của minh tiêu tông cũng lần lượt từ bia chống cự biến thành tù binh của quân đội triều đình không ngờ minh tiêu tông chủ lại nhanh chóng bại trong tay ninh tiểu xuyên như vậy kẻ này quả nhiên lợi hại gia chủ vân ra tại cam lâm vực thì hít vào một ngụm khí lạnh vốn định đi cứu viện minh tiêu tông chủ nhưng sau khi nhìn thấy một màn này hắn lập tức dừng bước ngay cả Minh Tiêu Tông Chủ còn bị một chiêu đánh bại, Vân Huynh, cho dù mấy người chúng ta cùng xông lên thì e rằng cũng khó thoát khỏi cái chất. Một vị Tông Chủ khác nói, kẻ này cứ để lại cho những đại Tông Môn kia đối phó, chúng ta đi thu hoạch bảo vật trong Hoàng Thành mới là chính sự. Hơn 10 vị cao thủ định đi cứu viện Minh Tiêu Tông Chủ, đều lập tức rút đi, không dám lưu lại lâu hơn. Một màn này tất nhiên bị Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng song đầu thạch thú nhìn thấy, chẳng qua Ninh Tiểu Xuyên cũng lười đuổi rất bọn hắn, thu phục địa càn thành vực mới là chính sự hiện nay dưới thế công cường đại của long tượng thần võ doanh đạo phòng tuyến thứ nhất mà phản quân bố trí tại địa càn thành vực đã bị triệt để công phá tất cả cao thủ đại tông môn đều bị long tượng thần võ doanh rớt cho kinh hồn táng đởm nháo nhào lùi về tầng phòng tuyến thứ hai ngay lúc tầng phòng tuyến thứ nhất tại địa càn thành vực bị công phá ngay lập tức tin tức cũng rơi vào xoái danh của thần long vương trong xoái danh đột nhiên phát ra tiếng cười của thần long vương nói cuối cùng cũng có một tin tức tốt rồi tiểu tử ninh tiểu xuyên quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của bổn vương đối với hắn nói cho ninh tiểu xuyên biết nếu như thu phục được địa càn thành vực, sau trận chiến, bổn vương sẽ đích thân bày tiệc ăn mừng cho hắn. Địa càn thành vực bị chiến tranh phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, kiến trúc hai bên đường đều bị tổn hại, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng khóc của nhi đồng truyền tới. Trên đường phố, tất cả đều là tử thi, có rất nhiều phú thương ăn mặc hoa lệ, thế nhưng đầu lại bị chặt đứt, cách xa thân thể mấy chục thước. Có nô lệ quần áo tà tơi, trên tay chân đều mang khóa sắt, bị đốt thành than, chất ngổn ngang tại một góc. Còn có một vài nữ tử có chút tư sắc bị lột trần, thân thể ngã trong vũng mấu, hiển nhiên trước khi chết đã gặp phải lăng nhục bi thảm. Ninh Tiểu Xuyên mặc dù biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh, thế nhưng nhìn thấy tràng cảnh khắp nơi núi sông bị nghiền nát, tử thi phơi đầy trên đất thì trong lòng vẫn cảm thấy rất kích động. Đây là Hoàng Thành Ư, quả thực chẳng khác gì chiến trường Tu La. Hơn 20 võ giả mặc võ phục màu trắng cười cười nói nói từ trong trang viên đi ra, trên quần áo đều là vết mấu, còn mang theo một đống tiền và huyền thạch, bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Có người thì đang thắt lại đai lưng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, miệng thì bình luận nữ tử này có bộ ngực rất mềm, nữ tử kia có đôi chân rất dài, đều là những lời nói rất thô tục. Còn có hai đại hán kẹp hai thiếu nữ 14, 15 tuổi trong tay, miệng phát ra tiếng cười dâm đãng, còn hai thiếu nữ kia thì phát ra tiếng khóc rất thê lương. Đại kim bằng vương phủ quả thật giàu đến chảy mỡ, chỉ là một tòa trang viên tại ngoại thành cũng có nhiều tài bảo như vậy, quả thực không biết sau khi công phá đại kim bằng vương phủ thật thì sẽ thu được bao nhiêu bảo vật. Thị nữ trong trang viên đều rất mỹ mạo, tiểu nương bì này tự xưng mình là tộc nhân trực hệ trong đại kim bằng vương phủ, dáng vẻ quả thật xinh đẹp, chỉ tiếc rằng không ngờ lại tự sát mất, bằng không trở về hiến cho tông chủ, tông chủ nhất định sẽ ban thưởng một kiện huyền khí. Hắc hắc, ba người các ngươi thay nhau chơi đùa, người ta không tự sát mới là lạ, đúng là một đám người chưa nhìn thấy nữ nhân, nếu bắt được thiến tiến quận chúa của đại kim bằng vương phủ thì mới được xem là bản lĩnh. Hơn 20 võ giả vừa cười vừa nói, từ trong trang viên đi ra, căn. Bản không biết long tượng thần võ doanh đã rất vào địa càn thành vực rồi. Tại sao bên ngoài trang viên lại xuất hiện một ngọn núi vậy? Không, không phải núi, mà là, là một đầu, huyền thú. Bên ngoài trang viên, có một đầu thạch thú cao đến trăm mét, trên người đều là đá lớn, quả thực giống hệt một toàn núi đá, chỉ riêng ngón chân của nó đã lớn hơn toàn bộ thân thể của bọn hắn rồi. Bọn hắn đều bị khí thức của song đầu thạch thú dọa cho sợ hãi, thân thể như muốn nhũn ra, còn chưa kịp chạy trốn thì bên trên đã có một loạt kiếm khí phóng xuống. Phụt phụt phụt, chỉ trong nháy mắt, kiếm khí đã xuyên thủng trái tim của bọn hắn. Hơn 20 võ giả đều toàn thân bất động, đồng loạt ngã xuống đất hai thiếu nữ 14, 15 tuổi từ trong xác chất bò ra, toàn thân đều là mấu tươi, nhìn từ thi đầy đất, thân thể không ngừng run rẩy. Các nàng cũng bị đầu thạch hú khổng lồ trước mắt dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, ngay cả sợ hãi tử vong cũng quên đi, ngẩn người nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên trên lưng song đầu thạch hú. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thuận tay cứu các nàng, cứu được một lần, nhưng không có khả năng cứu được lần thứ hai, có thể chạy ra khỏi mảnh thành vực đang lâm vào hỗn chiến này hay không thì phải xem vận mệnh của các nàng rồi. Quân sĩ Long Tượng Thần Võ Doanh ở đằng sau đuổi theo, tản ra thế trận hình quạt, phàm là phản quân gặp phải thì đều bị long tượng kích thương đâm xuyên người. Đại thống lĩnh, thành vực phía trước càng lúc càng có nhiều phản quân, hơn nữa cường giả võ đạo cũng càng lúc càng nhiều, chúng ta có cần đợi những hầu gia khác dẫn quân đuổi theo rồi mới xuất phát hay không? Một vị quân sĩ long tượng thần võ thận trọng nói, một vị quân sĩ long tượng thần võ khác cũng lên tiếng. Tốc độ công phạt của long tượng thần võ doanh vượt xa những quân đội khác, đã sắp xâm nhập vào đạo phòng tuyến thứ hai mà phản quân bố trí, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng tại lỗ hồng tường thành những phản quân kia tuyệt đối không có khả năng để chúng ta công phá được đạo phòng tuyến thứ hai, nếu như tiếp tục tiến quân về phía trước, nhất định sẽ lọt vào sự vây công của tất cả các lộ phản quân. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, khẽ gật đầu, nói. Một mình xâm nhập là tối kỵ, vậy thì lập tức mệnh lệnh cho quân sĩ Long Tượng Thần Võ tạm thời dừng tiến công, lấy tiểu đội làm đơn vị, khuếch tán ra khắp bốn phía, tranh thủ rất sạch đám địch nhân trong mảnh thành vực này, mở rộng tối đa thành quả chiến đấu. Lúc Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống mệnh lệnh, hai thiếu nữ nằm trong đống xác người cũng lộ ra tinh quang quỷ dị, khẽ gật đầu với nhau một cái, trên người đồng thời bộc phát ra nguyên khí võ đạo hùng hậu, hóa thành hai đạo ánh sáng phóng lên trời. Vụt, vụt, các nàng thoạt nhìn chỉ mới 14, 15 tuổi, trên người còn có nhiều chỗ chưa phát dục hoàn toàn. Thế nhưng nguyên khí chấn động trên người các nàng lại vô cùng cường đại. Trong đó, một thiếu nữ mặc thanh y có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao giáo, đường cong mềm mại, bờ môi hồng nhuận phơn phớt thốt ra ba chữ. Thiên đao xích, một thanh đao xích dài hơn nửa thước từ trong miệng của nàng phóng ra. Trên xích lưu chuyển 10 cái trận pháp, không ngờ lại là một kiện huyền khí bát phẩm hiếm thấy. Nữ tử còn lại có vòng eo cực kỳ mảnh khảnh, lấy từ trong tay áo một cái lục lạc đồng màu vàng, không ngờ cũng là một kiện huyền khí bát phẩm, bộc phát kim quang vạn trượng. Huyền khí bát phẩm số lượng cực ít, bình thường cho dù muốn tìm được một kiện cũng đã rất khó rồi, lúc này, hai thiếu nữ 14, 15 tuổi, không ngờ lại có đến hai kiện, phát động tập kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Lực lượng của hai kiện huyền khí bát phẩm đều bị kích phát, đồng thời ném ra ngoài. Phải biết rằng hai nàng chỉ cách Ninh Tiểu Xuyên trăm mét, nhưng khoảng cách này đối. Với võ tôn thì chỉ trong nháy mắt mà thôi, Ninh Tiểu Xuyên cho tới bây giờ cũng không ngờ rằng hai thiếu nữ yếu nhược giống như tù binh lại là cường giả cấp bậc võ tôn, lúc lực lượng của hai kiện huyền khí bát phẩm bị kích phát ra, hắn mới đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Hai kiện huyền khí bát phẩm nhanh chóng bay tới, lúc này chỉ còn cách hắn hơn 10 thước, căn bản không kịp thi triển thần thông, cũng không kịp trốn tránh. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chính là muốn dưới tình huống xuất kỳ bất ý mà chấn sát hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy hai tay che chắn trước ngực, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, bảo vệ để trái tim không nhận phải công kích. Ầm, um, ầm, um, lực lượng của huyền khí bát phẩm khủng bố đến mức nào? Cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị đánh nát, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bị đánh bay ra ngoài, từ trên lưng song đầu thạch thú rơi xuống, đập nát một tòa kiến trúc cao 3 tầng, nằm trong đám phê tích, sinh tử không rõ. Song đầu thạch thú cũng bị hai kiện huyền khí bát phẩm đột nhiên xuất hiện đánh nát ra, vô số cự thạch vạn cân từ trên lưng nó rơi xuống, 40% thân thể đã bị nghiền nát, trong cơ thể tràn ra một lượng lớn tinh huyết thạch thú. Trở về, hai thiếu nữ kia thu hồi huyền khí, hạ xuống trên hai tòa tháp cao phế tích, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phế tích bụi mù cuồn cuộn. Nữ tử eo thon mảnh khảnh lạnh lùng nói, đã chất rồi sao, các nàng không thể không thận trọng, bởi vì tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên thật sự quá mạnh mẽ, vạn nhất không rất được hắn, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Mặc dù tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên cường đại, thế nhưng còn chưa lĩnh ngộ đến, thiên thê, thân thể võ giả bị hai kiện huyền khí bát phẩm đánh chúng, có lẽ là đã chất rồi. Thiên đế nhận trên người hắn bây giờ cũng thuộc về chúng ta rồi. Thiếu nữ mặc thanh y cũng lên tiếng, tất cả mọi chuyện vừa rồi đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, hai thiếu nữ đột nhiên phát động công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên, lúc Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống đống phía tích thì chỉ mới chỉ trôi qua trong nháy mắt, ngay cả một vài long tượng thần võ còn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh của hai thiếu nữ này. Rào, trong miệng song đầu thạch hú phát ra tiếng thét dài, thân hình bị nghiền nát lại bắt đầu ngưng tụ, cự thạch rơi trên đất lần lượt bay lên tập trung trong thân thể biến thành một bộ phận thân hình hai cái đầu cực lớn phân biệt thổ ra hỏa diễm và hàn khí hai loại lực lượng đan xen cùng một chỗ tạo thành một cái cột sáng nửa hồng nửa lam đánh về phía hai thiếu nữ chỉ là một xúc sinh mà thôi ánh mắt của thiếu nữ mặc thanh y đột nhiên trở nên lạnh lẽo chém mạnh đao xích trong tay ra ngoài đao xích vốn chỉ dài nửa thước sau khi bị nguyên khí bao trùm liền kích phát ra lực lượng của huyền khí bát phẩm biến thành dài hơn trăm thước đánh lên lưng song đầu thạch thú, tạo thành một vết nứt sâu đến 3 mét. Song đầu thạch thú không chịu nổi trọng áp khủng bố, bốn cái chân đá đồng loạt nứt ra, ầm ầm ngã xuống đất, đè sập kiến trúc ven đường. Nên biết rằng chiến lược của song đầu thạch thú có thể khiêu chiến với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ sáu. Thế nhưng lúc nó đối diện với hai thiếu nữ này, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, thân thể lập tức vỡ nát. Kẻ nào dám đánh lén đại thống lĩnh? Một vị long tượng thần võ cầm long tượng kích thương nhảy lên khỏi lưng long tượng, lúc nhảy lên không trung 50 mét thì cũng đâm một thương về phía thiếu nữ có vòng eo mảnh khảnh. Hắn chính là thống lĩnh thứ hai của Long Tượng Thần Võ Doanh, có tu vi địa tôn cảnh, thân kinh bách chiến, chiến lực có thể đứng vào ba hạng đầu trong Long Tượng Thần Võ Doanh. Phanh, tâm thần của thiếu nữ này cực kỳ cường đại, liền ném cái lục lạc màu vàng trong tay ra, lục lạc bành trướng chừng 3 mét, tựa như hóa thành một cái lục lạc vàng, lập tức đánh nát thân thể thống lĩnh thứ hai thành một đoàn huyết vụ, ngay cả xương cốt cũng bị nghiền thành vụn phấn. Chỉ một chiêu đã khiến thống lĩnh thứ hai bại vong rồi. Điều này chứng tỏ tu vi võ đạo của hai thiếu nữ này ít nhất cũng gấp 10 lần thống lĩnh thứ hai, như vậy mới có thể dễ dàng đánh chất hắn như vậy. Ngay cả quân sĩ Long Tượng Thần Võ có tố chất tâm lý cường đại cũng bị kinh ngạc đến nhảy dựng, Long Tượng tỏa kỵ dưới thân cảm thấy nguy hiểm, trong mũi không ngừng thổ ra khó trắng, lo lắng bất an lùi về phía sau. Trở về, thiếu nữ thu hồi lục lạc trở về, lơ lửng trên cánh tay trắng muốt. Nàng không để ý tới những quân sĩ Long Tượng Thần Võ khác, thân hình nhẹ như chim yến đáp xuống đất, cẩn thận tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên trong đống phế tích. Nàng vẫn không tin Ninh Tiểu Xuyên lại dễ dàng chất như vậy, chỉ khi nhìn thấy thi thể của Ninh Tiểu Xuyên thì nàng mới có thể yên tâm. Rầm rầm rầm, bên trong phế tích vang lên hàng loạt thanh âm đá lăn. Sắc mặt của thiếu nữ kia lập tức biến đổi, chân đạp mạnh một cái, vội vàng tháo lui, đồng thời kích hoạt trận pháp trong lục lạc, tạo thành một màn ánh sáng bảo vệ bản thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đống phế tích trước mặt. Ninh Tiểu Xuyên từ trong đống đá vụn đi ra, trong cơ thể tuôn tràn long hổ nguyên khí, chín đầu hư ảnh long hổ vần quanh thân thể, chấn bay cho bụi trên khải giáp vừa rồi công kích của hai thiếu nữ quả thật quá nhanh hơn nữa khoảng cách cũng quá gần khiến ninh tiểu xuyên căn bản không né tránh kịp nếu không phải hắn mặc ác long lân giáp thì nói không chừng đã thật sự bị các nàng tập kích trọng thương rồi đây cũng là chuyện bất đắc dĩ đối phương vì đánh lén hắn mà chuẩn bị rất kỹ lưỡng đào hố sẵn chờ đợi hắn chính là muốn xuất kỳ bất ý phát động công kích hơn nữa ai mà ngờ rằng hai thiếu nữ thoạt nhìn nhu nhược lại có tu vi võ đạo đáng sợ như vậy ác long lân giáp tại vị trí hai tay của ninh tiểu xuyên lõm xuống có một vết mấu từ trong lân phiến tràn ra, bị hai kiện huyền khí bát phẩm đánh trúng, cho dù có ác long lân giáp bảo hộ thì vẫn chịu một vài vết thương nhẹ. Ninh Tiểu Xuyên thổ ra một hơi chọc khí, nhìn chằm chằm hai thiếu nữ đứng xa xa, nói: "Diệt hồn linh, thiên đao sích, hai người các ngươi chính là hai vị phủ chủ, bất lão cơ và bất tử bà của tước ảnh võ phủ sao?" Thiếu nữ có vòng eo mảnh khảnh chính là bất lão cơ. Còn thiếu nữ còn lại chính là bất tử bà. Hai người thoạt nhìn chỉ mới 14, 15 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn trăm tuổi rồi, làm tổ mẫu của Ninh Tiểu Xuyên còn ngại dư tuổi. Chẳng qua, hai người tu luyện công pháp rất đặc thù, gọi là Thái Huyền Chu Thiên Công, cứ 36 năm thì thân thể lại phản lão hoàn đồng một lần. Cho nên, các nàng mới có thể một mực bảo trì dung mạo và thân thể thiếu nữ. Bất tử bà cười lạnh một tiếng, nói, tỉ muội chúng ta đều đã bế quan một giáp, không ngờ một tiểu tử trẻ tuổi như ngươi lại có thể nhận ra chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trên, binh khí bài danh phổ, có ghi lại tất cả tư liệu của võ tôn tại Ngọc Lam Đế Quốc, ta đã xem qua tất cả, thậm chí còn xếp diệt hồn linh và thiên đao xích của các ngươi trước hạng 50 trên, binh khí bài danh phổ. Tước ảnh võ phủ chính là võ phủ cường đại nhất của Ngọc Lam Đế quốc, rất gần với những tồn tại như Triều Đình, Đạo môn, Ma môn, Thiên Âm tông và Nhất Nguyên tông. Bất lão cơ và bất tử bà tất nhiên cũng đều là cường giả hàng đầu. Một trong hai người bọn họ xuất hiện thì chỉ có thể xem là cấp bậc giống như thôi thao, nhưng nếu hai người liên thủ lại, thậm chí còn có thể tranh phong với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9. Nếu ngươi đã biết rõ sự lợi hại của chúng ta, vậy thì hãy ngoan ngoãn giao ra bắc minh thần công và thiên đế nhận nói không chừng muội muội còn có thể vui vẻ với ngươi một chút trên mặt nữ tử có vòng eo thon thả lộ ra mị thái thân thể mềm mại ưỡn ẹo bật cười khanh khách nhìn thấy một thiếu nữ đáng làm tổ mẫu của mình bày ra vẻ lẳng lơ thì ninh tiểu xuyên không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn liền vận chuyển nguyên khí võ đạo bốn thanh chiến kiếm lập tức từ trong ngực phóng ra chớm về phía bất lão cơ đã các nàng có chủ tâm muốn rất ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay với các nàng bốn thanh chiến kiếm đều là thần binh lợi nhận huyền khí thất phẩm trở lên sau khi lực lượng chiến kiếm được nguyên khí thúc giục trên thân kiếm lưu động từng tia kiếm quang bạch sắc hóa thành bốn đầu kiếm long hướng về phía bất lão cơ bay nhanh qua bất lão cơ nhất thời nghiêm túc biết rõ ninh tiểu xuyên chính là đại địch không dám có chút khinh địch diệt hồn linh biến thành càng lúc càng lớn cuối cùng cao đến chừng năm thước quả thật giống như là một quả chuông kim sắc khổng lồ đinh đinh đang đang quả chuông khổng lồ bắt đầu lay động tại trung tâm quả chuông có một cây chấn hồn thiết trụ va chạm cùng thân chuông Phát ra thanh âm chấn động thiên địa, vang vọng toàn bộ thành vực đại càn. Sóng âm do Diệt Hồn Linh phát ra cũng không có công kích thân thể võ giả, mà là trực tiếp công kích võ hồn pháp thân của võ giả. Võ hồn của võ giả chính là thứ yếu ớt nhất, một khi gặp phải công kích, liền căn bản không thể chống cự. Đương nhiên, huyền khí có thể trực tiếp công kích võ hồn của võ giả đã ít lại càng ít, bình thường cũng chỉ có mấy loại huyền khí hạ phẩm như Chấn Hồn Châu cùng Phong Hồn Thứ, chỉ đối với võ hồn của võ giả dưới thoát tục cảnh mới có năng lực khắc chế nhất định loại huyền khí cấp bát phẩm chuyên công kích võ hồn của võ giả như diệt hồn linh này tìm khắp toàn bộ đế quốc ngọc lam cũng không ra một kiện thứ hai võ hồn pháp thân của ninh tiểu xuyên so với võ giả cùng cảnh giới thì cường đại hơn rất nhiều ba tấm ma đồ đã hoàn toàn bao trùm võ hồn pháp thân của hắn diệt hồn linh chỉ có thể sinh ra áp chế nhất định đối với võ hồn pháp thân của hắn căn bản không thể chính thức kích thương võ hồn pháp thân của hắn nhưng mà những quân sĩ long tượng thần võ doanh kia thì lại thảm rồi võ hồn trong cơ thể bọn họ gặp phải công kích đại não đau đớn gần như muốn nứt ra, màng nhĩ không ngừng chảy máu. Mấy trăm gã quân sĩ Long Tượng Thần Võ doanh từ trên lưng Long Tượng rơi xuống, đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất. Những quân sĩ Long Tượng Thần Võ doanh còn lại cũng đều toàn lực vận chuyển huyền khí trong cơ thể, ngăn cản công kích của Diệt Hồn Linh. Nhưng mà, sắc mặt cả đám đều trắng bệch, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ cần tu luyện đến thần thể cảnh, trong cơ thể võ giả có thể ngưng tụ ra võ hồn, chẳng qua, võ hồn lại tương đối yếu ớt, chỉ có thể bảo tồn trong cơ thể, chỉ khi nào tu luyện đến địa tôn cảnh võ hồn mới có thể ngưng tụ thành pháp thân có thể từ trong cơ thể bay ra nhưng mà lúc này võ hồn vẫn như trước không quá cường đại dễ dàng bị công kích nhất do đó khiến cho võ giả cũng bị thương theo chỉ khi nào tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ bảy mới có thể đem võ hồn ngưng luyện thành võ hồn ấn đến lúc này võ hồn mới trở thành tương đối cường đại căn bản không sợ bị người khác công kích ngược lại có thể dùng làm sát chiêu công kích võ hồn người khác bất lão cơ khống chế diệt hồn linh chuyên môn công kích võ hồn của võ giả nếu là võ giả chưa tu luyện ra võ hồn ấn gặp phải diệt hồn linh quả thật chính là đại tai nạn ninh tiểu xuyên còn chưa ngưng tụ ra võ hồn ấn nhưng mà lực lượng võ hồn của hắn cũng không yếu hơn so với võ hồn của võ giả đã tu luyện ra võ hồn ấn nếu như đem lực lượng diệt thế đạo ngưng tụ trên võ hồn thậm chí so với võ hồn ấn của một số võ giả còn cường đại hơn một chút tuyệt đối không thể để cho bất lão có tiếp tục thi triển diệt hồn linh nữa bằng không toàn bộ long tượng thần võ doanh đều sẽ bị diệt sạch ánh mắt ninh tiểu xuyên lạnh lùng điều động bốn thanh chiến kiếm không ngừng thúc giục kiếm khí trên thân kiếm, đem kiếm khí hóa thành một tòa lao ngục kiếm khí, hướng về phía bất lão cơ chụp tới. Bất lão, cơ cũng không hổ là cường giả địa tôn tầng thứ bảy, một bên thi triển diệt hồn linh, một bên ngưng tụ võ đạo thần thông. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kim mang cực kỳ sắc bén, quả thật so với ánh nắng mặt trời còn muốn trói mắt hơn. Đạo kim mang kia chỉ khẽ phát tán ra một tia, gần kề chỉ là một tia, liền đem một đầu long tượng thân hình cao bảy thước cách đó không xa xé rách, bụng thủng một lỗ lớn, ngã dạp trên mặt đất. Thái Huyền Kình, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ co rụt, lòng tượng nguyên khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, hóa thành thải khí thất sắc, bao khỏa phạm vi tầm hơn 10 trượng. Trên người hắn mặc lân giáp ác long lực phòng ngự kinh người, tự nhiên không sợ Thái Huyền Kình của bất lão cơ. Nhưng mà, những quân sĩ long tượng thần võ doanh kia lại bất đồng. Lực phòng ngựa chiến giáp trên người bọn họ tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng nếu như bị Thái Huyền Kình do bất lão cơ phát ra đánh chúng, chỉ sợ quân sĩ long tượng thần võ doanh sẽ chết một mảng lớn giờ phút này đám quân sĩ long tượng thần võ doanh đều bị lực lượng diệt hồn linh trấn trụ cho dù ninh tiểu xuyên hạ lệnh cho bọn hắn triệt thoái về phía sau cũng không kịp nữa cho nên hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân giúp bọn họ ngăn trở thái huyền kình của bất lão cơ kim mang trong tay bất lão cơ tựa như một đảo ánh sáng lóe lên bay vụt đi phá vỡ lao mục kiếm khí do bốn thanh chiến kiếm ngưng tụ thành muốn thoát ra ngoài nhưng mà bốn thanh chiến kiếm do ninh tiểu xuyên khống chế trấn thủ tứ phương hóa thành một tòa chiến trận đem lực lượng thái huyền kình phong bế lại phanh chỉ có một bộ phận cực nhỏ thái huyền kình có thể thoát ra nhìn qua giống như chỉ có 6 sợi kim tuyến nhưng rất nhanh đã biến thành 36 sợi tiếp theo đã biến thành 1296 sợi đồng thời bắn thẳng ra ngoài ninh tiểu xuyên đứng phía trước đám chiến sĩ long tượng thần võ doanh thì triển ra một cái quang cháo nguyên khí bảy màu rực rỡ đem hơn một ngàn sợi kim mang kia đều ngăn trở lại chỉ có một bộ phận cực nhỏ kim mang bọc theo hai bên bay ra ngoài một số chấm xuống mặt đường mạnh mẽ chặt đứt con đường lớn rộng hơn 30 thước một số lại nhẹ nhàng lướt qua chiến xa, chiến xa huyền thiết lập tức bị cắt thành hai nửa. Cái này là uy lực của Thái Huyền Kinh, nếu như chạm lên thân thể võ giả, cho dù là hộ thể nguyên cương võ giả địa tôn cảnh bình thường cũng sẽ bị kích phá. Nhưng mà, đám Thái Huyền Kinh này oanh kích lên trên mặt ngoài quang cháo thất thải, lại giống như đá chìm đáy biển, chỉ kích khởi lên từng vòng từng vòng rung động, căn bản không thể kích phá được tầng quang cháo thất thải. Bất lão cơ nhìn chằm chằm quang cháo thất thải bao trùm phạm vi tầm hơn 10 trượng chung quanh thân thể Ninh Tiểu Xuyên, ngữ khí âm lạnh nói: cái này chính là Vân Hà Quy Nguyên Khí trong truyền thuyết sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, hỏi, người cũng biết võ đạo thần thông Vân Hà Quy Nguyên Khí của ta. Bất lão cơ hừ lạnh, nói, thiên hạ hiện tại có ai không biết Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra 9 loại tiên thiên thần thông, mỗi một loại đều là thần thông diệu pháp uy lực cường đại. Đương nhiên, so với 9 loại tiên thiên thần thông của ngươi, uy danh Bắc minh thần công mà ngươi tu luyện lại càng lớn hơn. Được xưng là đệ nhất kỳ công Ngọc Lam đế quốc, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại không biết hiện tại danh khí của mình ở đế quốc Ngọc Lam lại lớn đến như thế, Bất quá, điều này cũng rất bình thường. Trên người của hắn khoác lên rất nhiều hào quang sáng chói, ví dụ như võ tôn trẻ tuổi nhất, kẻ có được thiên đế nhận, tu luyện Bắc Minh thần công so với của Ma môn vệ huyết ma công càng thần bí hơn, còn là kẻ đã từng một mình một người tiêu diệt toàn bộ Vân Trung hầu phủ. Bất luận một sự kiện nào cũng đủ để hắn danh dương thiên hạ. Bất lão cơ cùng bất tử bà đã, trăm phương ngàn kế xếp đặt bẫy dập hãm hại hắn, khẳng định đều đã đặc biệt điều tra qua đối với hết thảy nội tình của hắn, biết rõ mối một loại võ đạo thần thông, mỗi một loại thủ đoạn công kích của hắn, đương nhiên cũng kể cả những nhược điểm trên người hắn nữa. Chẳng qua, có một điểm bất lão cơ đã nói sai rồi. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra cũng không phải 9 loại tiên thiên thần thông, mà là 10 loại. Chỉ là, loại tiên thiên thần thông thứ 10 diệt thế thần bia kia, cho tới bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đều chưa từng dùng thân phận hiện tại thi triển qua, hoặc là những kẻ chứng kiến hắn thi triển loại loại thần thông thứ 10 đều chất cả rồi. Cho nên ngoại nhân mới không biết bí mật này, Ninh Tiểu Xuyên không muốn tiếp tục trì hoãn nữa, chủ động phát động công kích, đem lực lượng thiểm điện dung nhập vào trong bốn thanh chiến kiếm. Bốn thanh chiến kiếm mang theo vô số quang mang thiểm điện, chấm về phía đầu bất lão cơ. Lực lượng lần này so với vừa rồi thì tăng lên 2, 3 thành, rất nhanh đã bước cho bất lão cơ lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cho dù nàng lại đánh ra thái huyền kình cũng đỡ không nổi bốn thanh chiến kiếm này. Nói thế nào thì đây cũng là cụ tượng thần thông, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù tu vi võ đạo của nàng cao hơn ninh tiểu xuyên đến ba cảnh giới, vẫn như trước bị lực lượng cụ tượng thần thông gắt gao áp chế, ninh tiểu xuyên dường như cũng không phải dùng thủ đoạn ngự kiếm điều khiển bốn thanh chiến kiếm, ngược lại giống như là đang thi triển một loại tiên thiên thần thông dùng kỳ thuật khống chế. bốn thanh chiến kiếm này giống như vốn là một bộ phận thân thể hắn vậy. bất lão cơ càng đánh càng kinh ngạc, thoáng hơi chút không lưu ý, cánh tay đã bị chiến kiếm chém trúng, lưu lại một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. ninh tiểu xuyên còn chưa thi triển ra thủ đoạn cường đại nhất, không ngờ cũng có thể kích thương bất lão cơ. kẻ này như thế nào lại cường đại như thế? dưới tình huống không sử dụng huyền khí cử phẩm lại có thể vượt qua ba cảnh giới kích thương đối thủ bất tử bà đứng một bên quan chiến trong lòng khiếp sợ không thôi sau khi đạt tới địa tôn cảnh cho dù là thiên tài có được dị trùng tâm cung muốn vượt qua một cảnh giới cùng địch nhân giao thủ cũng đã không phải là chuyện dễ dàng nhất định phải vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù mới được mà ninh tiểu xuyên thì lại khác chiến đấu với người vượt qua ba cảnh giới vậy mà còn có thể bước cho bất lão cơ chỉ có thể phòng thủ các nàng vốn cho rằng Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ có thể chiến thắng tầm quân phong chủ, chính là bởi vì mượn nhờ lực lượng thiên đế nhận. Nếu như trong tay Ninh Tiểu Xuyên không có thiên đế nhận, các nàng căn bản không đem tên tiểu bối Ninh Tiểu Xuyên này cho để vào mắt, ngôn tình sùng. Cũng chính bởi vì kiêng kỵ uy lực của thiên đế nhận, cho nên các nàng mới lựa chọn đánh lén Ninh Tiểu Xuyên, muốn thừa dịp trước khi Ninh Tiểu Xuyên xuất ra thiên đế nhận, rất chất hắn. Đương nhiên, bây giờ các nàng đã không dám có ý nghĩ này nữa rồi. Bất tử bà đứng một bên không tiếp tục quan chiến nữa, lập tức ra tay, huy động thiên đao xích trong tay, đem một thanh đao xích dài hơn trăm thước chém xuống. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đã sắp sửa thi triển ra diệt thế kiếm ngục, định sẽ khốn chất bất lão cơ. Đột nhiên, một luồng hàn khí từ sau lưng tràn tới, khiến cho hắn không thể không đem lực lượng diệt thế kiếm ngục đánh ngược về phía sau, ngăn cản một kích của thiên đao xích. Ao ao, diệt thế kiếm ngục mạnh mẽ nghiền nát, từ bên trong lao ra hơn một ngàn đạo kiếm khí, đánh thẳng về phía bất tử bà. Bất tử bà lập tức thu hồi thiên đao xích, phòng thủ đám kiếm khí trùng kích qua. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, thật vất vả mới ngưng tụ ra diệt thế kiếm mục, không ngờ lại dễ dàng bị kích phá như vậy. Chẳng qua, hắn cũng không, nhược trí, ít nhất chặn được một kích của võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8. Huống hồ, hắn hiện tại chỉ mới là lĩnh ngộ nhập môn một chiêu diệt thế kiếm mục của diệt thế kiếm quyết này, ngay cả một loại trong bảy loại kiếm ý cũng chưa lĩnh ngộ ra, có thể phát huy ra uy lực cường đại như vậy, đã rất không tệ rồi. Nếu như hắn thật sự có thể tu luyện cả bảy loại kiếm ý của diệt thế kiếm mục, thông hiểu đạo lý, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần một chiêu, liền có thể rớt chất bất tử bà. Không thể nói diệt thế kiếm ngục không đủ cường đại, chỉ là hiện tại Ninh Tiểu Xuyên còn chưa có tu luyện đến cấp độ kia. Bất tử bà cùng bất lão cơ đồng thời xuất thủ, hai lão tỉ muội này phối hợp hết sức ăn ý, một kẻ thi triển diệt hồn linh đối phó võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên, một kẻ thi triển thiên đao xích phát động công kích với thân thể Ninh Tiểu Xuyên, phối hợp nhuần nhuyễn đến mức không chê vào đâu được. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại có chút lo lắng, nếu để cho diệt hồn linh tiếp tục vang lên thêm nửa khắc nữa, chỉ sợ toàn bộ long tượng thần võ doanh đều sẽ mất đi sức chiến đấu rồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, liền lấy ra thanh đồng cổ đăng. Một đạo quang mang trói mắt từ trong cổ đăng phát ra, hào quang lan truyền khắp hơn phân nửa hoàng thành. Thanh đồng cổ đăng huyền phù giữa không chung, trong chân đèn lưu động huyết dịch võ giả địa tôn cảnh tầng thứ bảy. Đám huyết dịch này giống như dầu thắp vậy, không ngừng bốc cháy lên, tim đèn là một đoạn cốt đầu đang lơ lửng tại trung tâm cổ đăng. Trong lúc nhất thời ánh sáng lan tràn khắp đại địa, tựa như Phật tổ thần đang đang chiếu sáng ba ngàn đại thiên thế giới. Một luồng khí tức huyền khí cửu phẩm bắt đầu phóng vọt lên, quang mang càng ngày càng sáng ngời, giống như mặt trời, giống như núi lửa, lại giống như đồng lô. Sắc mặt bất tử bà cùng bất lão cơ đều đại biến, nhìn ra được thứ mà Ninh Tiểu Xuyên tế ra chính là huyền khí cửu phẩm, hơn nữa uy lực càng không giống bình thường. Uy lực huyền khí cửu phẩm kinh khủng đến mức nào, các nàng so với ai khác đều tin tưởng hơn. Một khi lực lượng bạo phát ra, căn bản không phải các nàng có thể ngăn cản nổi. Tế xuất huyền khí cửu phẩm nhất định sẽ thiêu đốt thọ nguyên, Ninh Tiểu Xuyên đã đến mức phải dốc sức liều mạng rồi sao? Nghe đồn một khi kích phát ra lực lượng huyền khí cửu phẩm, chỉ cần một kích đã có thể hủy diệt cả một thành trì nhỏ. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng huyền khí cửu phẩm, đoán chừng cũng có thể kích phát được hai thành lực lượng của huyền khí cửu phẩm, như vậy cũng cực kỳ khủng bố rồi. Bất tử bà cùng bất lão cơ liếc nhau một cái, Đồng thời đem Huyền khí bát phẩm trong tay hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nện xuống, dẫn phát ra lực lượng cường đại nhất của Huyền khí bát phẩm. Ầm, um, 99 đầu dao long hỏa diễm từ trong thanh đồng cổ đăng bay ra, mỗi một đầu đều dài tới mấy chục thước, phát ra âm thanh long ngâm rít gào. 99 đầu dao long hỏa diễm đụng vào cùng một chỗ, phát ra quang mang chói lọi lóa mắt, hình thành nên một quang cầu hỏa diễm cực lớn, ngưng tụ thành một đầu Tam Túc Kim Ô dài hơn 80 thước. Tam Túc Kim Ô khế vô cánh hình thành nên một đạo lốc xoáy hỏa diễm thâm hồng sắc, đem hai kiện huyền khí bát phẩm đánh bay trở về. Ầm ầm, hai kiện huyền khí bát phẩm rơi xuống mặt đất, đánh ra hai cái hố to sâu hóm. Huyền khí bát phẩm cùng huyền khí cửu phẩm mặc dù chỉ thua kém một phẩm cấp, nhưng mà lực lượng lại chênh lệch nhau một trời một vực. Huyền khí bát phẩm bình thường cũng chỉ là dùng tài liệu hy hữu luyện chế thành, khắc lên trận pháp, hình thành lực lượng đặc thù, còn dừng lại tại phương diện khí. Mà trong mỗi một kiện huyền khí cửu phẩm đều có khí ẩn chứa bên trong hư thế giới thuộc về chính mình. Nói cách khác, mỗi kiện huyền khí cửu phẩm đều có thể đưa vào ít nhất một tòa hư thế giới. Tựa như kiếm các tháp, mỗi một tầng tháp chính là một tòa hư thế giới phạm vi mấy ngàn dặm. Chín tầng tháp, đó chính là chín tòa hư thế giới. Loại huyền khí cửu phẩm ẩn chứa chín tòa hư thế giới như kiếm các tháp, kỳ thật đã tương đối hiếm thấy, có thể nói là tồn tại tương đối cường đại trong huyền khí cửu phẩm, đủ để bài danh hàng đầu trong hết thảy các huyền khí cửu phẩm tại Ngọc Lam Đế quốc. Đương nhiên, huyền khí cử phẩm chính thức cường đại, là loại huyền khí cửu phẩm có thể tự động đản sinh ra hư thế giới thuộc về chính mình, được xưng là Tiên Thiên Huyền Khí Cửu Phẩm. Kiếm các tháp mặc dù là cường đại, nhưng mà chín tòa hư thế giới bên trong nó đều là bị đại luyện khí sư dụng phương pháp đặc thù từ trong hư không kéo ra, cưỡng ép luyện nhập vào bên trong tháp, chỉ có thể coi là Hậu Thiên Huyền Khí Cửu Phẩm. Đương nhiên, ngoại trừ huyền khí cửu phẩm, bên trong một vài huyền khí thất phẩm cùng huyền khí bát phẩm đặc thù cũng có thể xuất hiện một tòa hư thế giới nho nhỏ. nhỏ. Bình thường loại tình huống này đều là do đại luyện khí sư rèn huyền khí cửu phẩm thất bại, chỉ có thể lui một bước, dùng nguyên vật liệu rèn thành huyền khí thất phẩm hoặc huyền khí bát phẩm. Toàn bộ Ngọc Lam Đế quốc chỉ vẻn vẹn có một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm, đó chính là Thiên Tử Long Châu luôn đặt bên trong hoàng cung. Nghe đồn đó là một vạn năm trước, do một đầu Long Vương lúc còn trẻ đi theo bên người Thiên Đế luyện chế mà thành. Về sau Tu Vi Long Vương cường đại lên thì không còn sử dụng Thiên Tử Long Châu nữa. Cuối cùng cũng chẳng biết vì sao lại rơi vào trong tay lão tổ hoàng tộc ngự gia trở thành thần khí chấn áp vận mệnh quốc gia ngọc lam đế quốc đương nhiên huyền khí cử phẩm luyện chế cực kỳ gian nan từ thời đại thiên đế đến nay mảnh đại địa này cũng đã có lịch sử một vạn năm nhưng mà trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế cũng mới chế tạo ra hơn 10 kiện huyền khí cử phẩm hơn nữa hơn phân nửa trong số đó đều là thần khí do các hạ nhân từng đi theo bên người thiên đế lưu lại tựa như kiếm các tháp vậy lai lịch của nó cũng có quan hệ nhất định cùng thiên đế Căn cứ theo lịch đại trí giả của Ninh Gia suy đoán, tổ tiên Ninh Gia rất có thể từng đi theo thiên đế, là một vị người hầu bên người thiên đế. Bởi vì, dựa theo tư liệu lịch sử bọn hắn từng đọc qua, phát hiện cuộc đời một vị người hầu bên người thiên đế ghi lại trong đó, cùng ghi chép cuộc đời của tổ tiên đời thứ nhất Ninh Gia cực kỳ tương tự. Hơn nữa trong tầng thứ 9 kiếm các tháp cũng phát hiện một ít văn tự khả nghi, rất giống văn tự trên thiên đế chung. Trên thực tế, nếu như cả vùng đất Ngọc Lam đế quốc này không có xuất hiện qua nhân vật cấp bậc thần linh như thiên đế vậy, một nền văn minh sơ cấp bên trong một cái văn minh ngũ phẩm như Ngọc Lam Đế quốc, căn bản không có khả năng xuất hiện huyền khí cửu phẩm. Mặc dù là ở một vài văn minh trung cấp trong văn minh ngũ phẩm, huyền khí cửu phẩm cũng là siêu cấp sát khí đã ít càng thêm ít. Tuy rằng Thiên Đế đã ly khai rất nhiều năm, nhưng các công pháp mà các thế lực lớn tu luyện, hoặc là các át chủ bài cấp bậc huyền khí cửu phẩm tại Ngọc Lam Đế quốc này, đều hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ vi diệu cùng Thiên Đế. Bên trong thanh đồng cổ đăng của Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đản sinh ra hư ảnh một tòa hư thế giới, tương lai rất có khả năng tiến cấp thành tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên lấy ra thanh đồng cổ đăng, bất lão cơ cùng bất tử bà đều cảm nhận được khí thức khủng bố của huyền khí cửu phẩm, đã biết rõ đại sự không ổn. Các nàng vội thu hồi hai kiện huyền khí bát phẩm, lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng viễn độn. Giao giao, hỏa diễm do tam túc kim ô phát ra khiến cho bầu trời cùng mặt đất đều bốc cháy lên, càng đản sinh ra một đoàn hỏa vân lơ lửng. Một cái móng vuốt hỏa diễm khổng lồ chợt xuất hiện, đánh về phía bất tử bà đầu móng vuốt sắc bén giống như lợi kiếm, nhiệt độ nóng rực giống như nham thạch nóng chảy, lực lượng cực kỳ khủng bố, đem bốn phương tám hướng bất tử bà đều bao trùm lại. trong ngọn lửa còn ẩn chứa một tia khí thức thần linh do thiên đế lưu lại. mặc dù chỉ là một tia, nhưng vẫn như cố khiến cho bất tử bà hoảng sợ không thôi, cố gắng thúc giục huyền khí bát phẩm thiên đao xích trong tay, các trận pháp trong thanh đao xích toàn bộ đều điên cuồng vận chuyển lên. cây đao xích chớm mạnh ra, tựa như một thanh thiên đao khủng bố xẹt qua bầu trời. phốc mặc dù thiên đao xích đã thành công đánh tan móng vuốt hỏa diễm nhưng vẫn như trước có một mảnh hỏa diễm bao trùm bất tử bà không ngừng luyện đốt thân thể của nàng xeo xeo giao dao thân thể bất tử bà bị cháy đến mức huyết nhục mơ hồ hóa thành một khối than hình người dễ dàng bị chất cháy như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên không thèm để ý đến khối than hình người kia nữa cầm theo thanh đồng cổ đang đuổi theo bất lão cơ đang bỏ chạy thuộc mạng ở một hướng khác ầm um, một tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên Ninh Tiểu Xuyên vừa mới ly khai khối than hình người kia đột nhiên nứt ra từng đạo từng đạo khe nứt bên trong khe hở tản mát ra quang mang sáng ngời ầm um, một đạo bóng người màu trắng từ trong khối than hình người bay ra hai tay nắm chặt thiên đao xích hướng về phía sau lưng ninh tiểu xuyên chớm xuống ninh tiểu xuyên khẽ ô một tiếng lập tức quay người lại trong lòng kinh ngạc không thôi nàng đã bị lực lượng của thanh đồng cổ đăng đốt thành khối than không ngờ lại còn có thể trọng sinh nàng được xưng là bất tử bà chẳng lẽ thật sự có thể bất tử sao kỳ thật tại thời điểm thanh đồng cổ đăng chấn áp xuống bất tử bà đã vận chuyển thái huyền chu thiên công lợi dụng thái huyền kình đem thân thể bao trùm lại thủ hộ huyết nhục trong thân thể cho nên vừa rồi chỉ là một tầng da mỏng bên ngoài bị thiêu đốt mà thôi cũng không có chân chính đốt chất nàng ngay tại thời điểm bất tử bà từ sau lưng ra tay với ninh tiểu xuyên bất lão cơ nguyên bản đang phóng chạy cũng dừng bước đánh ra một đạo võ đạo thần thông bàn tay biến thành một ngọn núi nhỏ hướng về phía ninh tiểu xuyên đánh tới sắc mặt ninh tiểu xuyên không hề thay đổi bàn tay cầm chặt thanh đồng cổ đăng đem toàn bộ nguyên khí trong cơ thể đều truyền vào cổ đăng kích phát lực lượng tầng thứ tư của thanh đồng cổ đăng lực lượng tầng thứ ba của thanh đồng cổ đăng đã có thể ngưng tụ ra 99 đầu giao long hỏa diễm lực lượng tầng thứ tư của nó sẽ đáng sợ đến mức nào với lực lượng hiện tại của ninh tiểu xuyên tự nhiên còn xa mới có thể hoàn toàn kích phát ra lực lượng tầng thứ tư của thanh đồng cổ đăng tựa hồ chỉ là kích phát ra một phần nhỏ lực lượng tầng thứ tư mà thôi ầm um, hư ảnh tám đầu tam túc kim ô từ trong thanh đồng cổ đăng bay ra hóa thành một mảnh sóng lửa trùng kích ra xung quanh bất tử bà cùng bất lão cơ vốn dĩ đang công kích về phía ninh tiểu xuyên đồng thời kêu thẳm một tiếng Thân thể giống như một đuốc sống đột nhiên bốc cháy, bị sóng lửa đánh bay ra ngoài, trong miệng mỗi người đều phun ra một ngụm huyết dịch. Hai người không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ trốn. Trong tay các nàng không có huyền khí cửu phẩm, căn bản là ngăn cản không nổi lực lượng thanh đồng cổ đăng, nếu như không trốn thì chỉ có một con đường chết. Bất lão cơ cùng bất tử bà bỏ trốn cực nhanh, xông vào bên trong tầng phòng tuyến thứ hai của thành vực đại càn, chạy vào trong đại doanh phản quân. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên mạo hiểm xông vào bên trong tầng phòng tuyến thứ hai, nhất định sẽ lọt vào sự vây công của đầu lính các lộ phản quân. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng không thể nào là đối thủ của hơn 10 vị, thậm chí mấy trăm vị võ đạo bá chủ. Những võ đạo bá chủ này, mỗi người chỉ cần ném ra một kiện huyền khí, cũng đủ đánh cho hắn thần hình đều diệt rồi. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng không mạo hiểm một mình một người xông vào tầng phòng tuyến thứ hai, thu hồi lại thanh đồng cổ đăng, một lần nữa bay xuống trên lưng song đầu thạch thú. Song đầu thạch thú có được thân thể bất tử, cho dù bị bất lão cơ đánh nát thân thể, vẫn như trước có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thực lực của nó đã khôi phục, sau khi chiến đấu chấm dứt, đám quân sĩ Long Tượng Thần Võ doanh còn lại nhau nhau từ trên mặt đất đứng lên, ngồi xếp bằng trên lưng Long Tượng điều tức. Lúc trước, đối tượng diệt hồn linh chủ yếu công kích là Ninh Tiểu Xuyên, các quân sĩ Long Tượng Thần Võ doanh cũng chỉ là bị dư âm công kích ảnh hưởng. Mặc dù có không ít người trong đó võ hồn đều bị thương, khiến cho thần sắc uể oải, nhưng cũng không có thương vong quá lớn. Sau khi trải qua chỉnh đốn, Lòng tượng thần võ doanh tổng cộng có hơn 60 chiến sĩ chất trận, còn có hơn 100 chiến sĩ bị thương võ hồn, đã tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Loại huyền khí diệt hồn linh này quả thật đáng sợ, mặc dù chỉ là huyền khí bát phẩm, nhưng lực phá hoại phát huy ra trên chiến trường so với huyền khí cửu phẩm còn khủng bố hơn nhiều. Song âm trực tiếp phát động công kích võ hồn của võ giả, thi triển trên chiến trường, quả thật có thể khiến cho một chi trăm vạn đại quân mất đi sức chiến đấu. Chẳng qua, chỉ cần tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ bảy, ngưng tụ ra võ hồn ấn, thì không cần sợ diệt hồn linh nữa rồi diệt hồn linh đối với võ giả đã ngoài địa tôn cảnh tầng thứ bảy mà nói căn bản không có lực thương tổn quá lớn đối với cường giả võ đạo chân chính mà nói diệt hồn linh chẳng khác gì gân gà bỏ thì tiếc mà lấy cũng chẳng có tác dụng gì trừ phi có đại luyện khí sư đem nó tới luyện thành huyền khí cửu phẩm vậy thì mới đáng sợ trong lòng ninh tiểu xuyên thầm nghĩ nếu như gặp lại phải bất lão cơ nhất định phải tại trước tiên đánh chất nàng không thể một lần nữa để cho nàng có cơ hội thi triển diệt hồn linh Ninh Tiểu xuyên đem thanh đồng cổ đăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu đám quân sĩ Long Tượng Thần võ Doanh, tản mát ra quầng sáng nhu hòa, loáng thoáng có thể nghe được bên trong cổ đăng có một thanh âm thần linh mơ hồ đang tại tụng niệm kinh văn. Đám quân sĩ Long Tượng Thần võ Doanh đều đắm chìm trong ánh đèn nhu hòa, từng hạt quang điểm tiến vào thân thể bọn hắn, võ hồn bị thương liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đạo thanh âm thần linh mơ hồ kia khiến cho bọn hắn cảm giác được an bình cùng thích ý không gì sánh được, giống như đang có linh tuyển đang tẩy rửa võ hồn bọn hắn. Phải biết. Chiếc thanh đồng cổ đăng này thế nhưng chính là ngọn đèn mà Thiên Đế từng dùng để đọc sách. Quanh năm suốt tháng làm bạn cùng Thiên Đế, đã lây dính một tia thần tính, tự nhiên cũng sinh ra năng lực an thần dưỡng phách. Thậm chí, nếu như quanh năm suốt tháng tu luyện dưới thanh đồng cổ đăng, võ hồn của võ giả cũng sẽ biến thành càng cường đại hơn, tâm tình sẽ biến thành càng mạnh mẽ hơn. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ hơn 100 chiến sĩ Long Tượng Thần võ võ hồn bị thương nghiêm trọng ra, các chiến sĩ Long Tượng Thần võ khác đều lần lượt khôi phục sức chiến đấu, tinh thần no đủ, khí huyết tràn đầy. Trong nửa canh giờ này, tự nhiên cũng có mấy lượt phản quân đến đây đánh lén, muốn thừa cơ tiêu diệt Long Tượng Thần Võ Doanh. Nhưng cuối cùng bọn chúng cũng đều bị song đầu thạch thú, ngư giao, hắc mao quỷ bức thú ngăn lại bên ngoài, căn bản không có bất luận tên phản quân nào có thể tiếp cận mảnh thành vực này. Đại thống lĩnh Vương gia phái thuộc hạ đến đây hỏi ngài, Long Tượng Thần Võ Doanh có cần tạm thời lui về nội thành không? Một gã tướng sĩ cưới huyền thú cự, hổ chạy như bay đến, đứng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhảy khỏi lưng huyền thú, cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói: rất hiển nhiên thần Long Vương đã biết rõ tình hình chiến đấu phát sinh vừa rồi, lo lắng Long Tượng thần võ doanh sẽ toàn quân bị diệt, cho nên mới phái người đến đây hỏi thăm. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn có hai canh giờ nữa là trời tối. Không cần, mặc dù Long Tượng thần võ doanh bị trọng thương, nhưng sức chiến đấu cũng đã khôi phục. Trở về nói với Vương gia, nhanh chóng điều động quân đội triều đình đuổi tới đây, Long Tượng thần võ doanh muốn phát động công kích chính thức. Trước khi trời tối, nhất định có thể đoạt lại thành vực đại can, đoạt lại chỗ lỗ hồng tường thành tại ngoại thành kia. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại một chút, nói, mặt khác, người gọi người đưa hơn 100 chiến sĩ long tượng thần võ này về nội thành trị liệu. Võ hồn của bọn hắn bị thụ thương nghiêm trọng, để cho mỗi người phục dụng một giọt tinh hồn dịch lục phẩm. Lại tính dưỡng một thời gian ngắn, nhất định có thể khỏi hẳn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, gã tướng sĩ kia ly khai không lâu, liền có một đám quân sĩ triều đình chạy đến, đưa hơn 100 chiến sĩ long tượng thần võ bị thương kia quay về nội thành. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi hắc ma quỷ bức thú cùng ngư giao trở về huyền thú giám, phi thân đáp xuống trên lưng song đầu thạch hú, hạ lệnh. Tất cả quân sĩ nghe lệnh, sắp xếp trường xa trận, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng tiến. Trước khi trời tối, nhất định phải phá tan tầng phòng tuyến thứ hai, đoạt lại thành vực đại càn. Đồng thời, hắn hạ lệnh cho song đầu thạch hú trùng kích ra ngoài, thẳng đến tầng phòng tuyến thứ hai. Chỉ cần có thể công phá tầng phòng tuyến thứ hai thành vực đại càn, phá hủy doanh chứng phản quân thành lập tại ngoại thành, như vậy toàn bộ phản quân thành vực đại càn cũng sẽ sụp đổ tan tành. Mà người khó đối phó nhất trong doanh chứng, đó chính là bất tử bà cùng bất lão cơ vừa mới bỏ chạy trở về, còn các võ giả khác đều không đủ gây loạn. Ninh Tiểu Xuyên dẫn đầu xung trận, rất thẳng ra ngoài, cũng chính là muốn đi trước một bước rất chất hai người này, để tránh bất lão cơ một lần nữa sử dụng diệt hồn linh. Ninh Tiểu Xuyên rất tới rồi, Long Tượng Thần Võ Doanh đến rồi, đám phản quân chú đóng ở thành vực đại càn đều hoảng loạn lên, vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đại phát thần uy, đánh trọng thương hai vị lão tổ của Tước Ảnh Võ phủ, khiến bọn họ phải bỏ chạy thục mạng, ai có thể chống nổi vị hung nhân này đây? chỉ sợ tầng phòng tuyến thứ hai rất nhanh cũng sẽ bị hắn phá vỡ. Trong doanh trướng, hết thảy đám đầu lĩnh phản quân đều bắt đầu kinh sợ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía hai người bất lão cơ cùng bất tử bà. Bởi vì tu vi hai người bọn họ chính là cường đại nhất ở đây, những người khác đều yếu hơn các nàng rất xa. Bất lão cơ ngồi ở vị trí thủ thượng, nói, thành vực đại càn là cửa chính tiến vào hoàng thành, một khi thành vực đại càn bị triều đình đoạt lại, như vậy cửa chính tiến vào hoàng thành nhất định sẽ bị phong kín, đến lúc đó, hết thảy những người đã tiến vào hoàng thành đều sẽ bị nhốt chất trong thành. Ngay bên cạnh đó, bất tử bà nói, Ninh Tiểu Xuyên nắm trong tay thanh đồng cổ đang lấy ra từ trong thiên đế thần cung, nếu như không có huyền khí cử phẩm, căn bản không ai có thể chống đỡ được hắn. Xem ra, chỉ có thể hướng thiên âm tông và ma môn xin giúp đỡ thôi. Một vị tông chủ tông môn xếp hạng thứ tư cười nói. Vậy cũng không nhất định, mặc dù nói tuyệt đại đa số huyền khí cửu phẩm đều nằm trong tay mấy thế lực lớn như triều đình, ma môn, thiên âm tông, nhất nguyên tông, nhưng mà, một vị thiên tài vân hoa tông chúng ta đã từng tiến vào thiên đế thần cung, từ trong đó đạt được một kiện bảo vật đủ để ngăn cản thanh đồng cổ đăng của Ninh Tiểu Xuyên. Bốn vị trưởng, lão vân hoa tông đều lộ ra thần sắc ngạo nghế vui vẻ, trước mặt phần đông các tông chủ tông môn, rốt cuộc cũng có cơ hội lộ diện nở mày nở mặt. a à, một khi Âu Dương tông chủ đã có được cổ khí do thiên đế lưu lại, vậy thì mời chư vị cao nhân vân hoa tông tiến đến chặn lại Ninh Tiểu Xuyên, 37 đại tông chủ tông môn, 41 phủ chủ võ phủ 153 gia chủ gia tộc chúng ta thì sẽ liên thủ đối phó Long Tượng Thần Võ Doanh, tranh thủ nhất cử hành động đem binh chủng đỉnh cấp của triều đình này toàn bộ tiêu diệt. Một vị phủ chủ nói, sắc mặt tông chủ Vân Hoa Tông lộ ra một tia xấu hổ, nói. Mọi người đều biết tu vi võ đạo Ninh Tiểu Xuyên khủng bố đến thế nào, bằng vào mấy người Vân Hoa Tông chúng ta, cho dù có được kiện cổ khí kia, cũng rất khó có thể ngăn cản hắn. Còn phải thỉnh hai vị tiền bối thước ảnh võ phủ hỗ trợ áp trận mới được. Không thành vấn đề, bất tử bà cùng bất lão cơ không chút do dự nói. Các nàng đều từng bị tổn thất nặng trong tay Ninh Tiểu Xuyên, tự nhiên hận không thể đem Ninh Tiểu Xuyên rút gân lột ra. Có hai vị tiền bối thương trợ, như vậy phần thắng của chúng ta sẽ càng lớn rồi, cam đoan sẽ khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có đến mà không có về. Tông chủ Vân Hoa Tông cười lạnh nói, nhưng vào lúc này, bên ngoài doanh trướng chợt vang lên một tiếng chấn động kịch liệt. Tầng phòng tuyến thứ hai đã bị Ninh Tiểu Xuyên công phá. Một đầu song đầu thạch hú khổng lồ từ trên trời bay xuống, ầm ầm rơi trên mặt đất, một cái chân khổng lồ đem hai gã cường giả thoát tục cảnh mạnh mẽ dẫm nát thành đống thịt vụn. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng song đầu thạch thú, hét lớn một tiếng. Hóa thành, song đầu thạch thú thét dài một tràng, từ trên thân thể bằng đá toát ra từng vòng quầng sáng bạch sắc, hào quang chiếu rọi khắp nơi. Sau khi mặt đất dính phải quầng sáng bạch sắc, vô số tảng đá xuất hiện, cực nhanh dung nhập trong cơ thể song đầu thạch thú. Rất nhanh, một tòa thành trì bằng đá khổng lồ đột một từ trên mặt đất mọc lên, tọa lạc ngay trong thành vực đại can. Tòa thành đá này chính là do thân thể song đầu thạch thú biến thành, chỉ riêng dãy tường thành, chiều dài đã đạt tới hơn 1.600 thước. Âm âm, tòa thành đá bắt đầu chuyển động, đè chất vô số phản quân bên dưới, đem một mảng lớn thành vực rẫm cho biến thành trống rỗng, vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Ninh Tiểu Xuyên, người đừng vội tạo sát nhiệt, lão phu đến chiếu cố ngươi. Tông chủ vân hoa tông giang rộng hai tay, từ trên mặt đất nhảy lên, rơi xuống biên giới tòa thành đá do song đầu thạch thú biến thành bốn vị trưởng lão vân hoa tông theo sát sau lưng tông chủ vân hoa tông cũng đều thận trọng nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên đang đứng tại trung ương tòa thành đá tông chủ vân hoa tông nhìn chằm chằm tòa thành đá trước mặt trong lòng khẽ giật mình vận khí ninh tiểu xuyên cũng quá tốt rồi thạch thú có thể khống chế lực lượng đất đá đại địa số lượng thạch thú trưởng thành đều rất thưa thớt thạch thú chiến lực đạt tới địa tôn cảnh càng là trăm năm khó gặp không ngờ lại để cho hắn thu phục được một đầu một đầu thạch thú cường đại như thế trong chiến dịch đại quy mô tuyệt đối có thể bạo phát ra lực hủy diệt tương đối kinh người thậm chí có thể cải biến thắng bại của một hồi chiến dịch. Vừa rồi chỉ ngắn ngủi thời gian năm nhịp hô hấp như vậy, quân sĩ bị thành đá đè chất cũng đã có mấy ngàn người, cũng không thiếu quân sĩ bị trọng thương, đang nằm trên mặt đất du thảm. Diện tích phá hoại trên chiến trường của thạch thú thật lớn, có thể tạo thành tử thương đại quy mô. Cho dù là ma đế và kiếm thánh, nếu chỉ xét lực phá hoại đại diện tích cũng chưa hẳn có thể mạnh mẽ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên một cây cột đá cao trăm thước ở trung ương tòa thành đá, áo giáp trên thân thể tản mát ra từng tia khói độc ác long, giống như là một vị ma quân đứng trong ma. "Thanh, âm lãnh nói, kẻ chính thức tạo sát nghiệt cũng không phải ta, mà là các ngươi. Đám người các ngươi chỉ biết tiến vào hoàng thành để cướp đoạt tài phú, lại không ước thúc môn nhân của mình, cũng không biết chính bởi vì như vậy, đã khiến cho trên ngàn vạn người trực tiếp bị cuốn vào chiến tranh, khiến cho trên ước vạn người gián tiếp rơi vào ảnh hưởng chiến tranh." Tông chủ Vân Hoa Tông ra vẻ đạo mạo nói, cái này gọi là thịnh cực tất suy vận số hoàng tộc ngựa ra đã hết đã không có năng lực thống trị phiến lãnh thổ đế quốc ngọc lam to lớn này chúng ta tự nhiên có tư cách thay chiều đổi đại ninh tiểu xuyên lắc đầu nói nếu như đế quốc ngọc lam thật sự bị hủy diệt như vậy một mảnh lãnh thổ này chỉ sợ sẽ phân liệt thành mấy cái quốc gia hoặc là mấy chục cái quốc gia sẽ trực tiếp rớt khỏi cấp bậc văn minh ngũ phẩm biến thành mười mấy quốc gia văn minh tứ phẩm nếu như thật sự phát triển đến mức đó không có khả năng sẽ xuất hiện phồn vinh thịnh thế yên ổn mà chỉ lâm vào mấy trăm năm liên tục chiến loạn cùng tranh đấu tông chủ vân hoa tông hừ lạnh một tiếng nói nhiều lời vô ích nếu như ngươi đã đại biểu cho bên phía triều đình bên kia như vậy chính là tự chịu diệt phong chỉ bằng vào mấy người các ngươi cũng muốn đối phó ta căn bản không có khả năng ninh tiểu xuyên triệu hồi ra bốn thanh chiến kiếm hóa thành bốn đạo hào quang cực nhanh hướng về phía đám người vân hoa tông chớm thẳng qua phải biết rằng bốn thanh chiến kiếm này chính là của tượng thần thông lực lượng đáng sợ đến mức nào còn chưa có chớm xuống đã tạo thành áp lực cực lớn đối với đám người vân hoa tông. ầm um, bốn thanh chiến kiếm chớm xuống, đem áo bào trên người tông chủ vân hoa tông cùng bốn vị trưởng lão đều chớm cho rách nát tung tóe, thân thể bay thẳng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. thật cường đại, sắc mặt tông chủ vân hoa tông đại biến, lập tức đem một cái thạch đôn màu trắng cao ba thước đánh ra, đem nguyên khí rót vào trong thạch đôn. rào rào bề ngoài thạch đôn bộc phát ra quang mang sáng ngời, hóa thành một cái mặt kính bóng loáng dài mấy chục trượng lên, bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông mỗi người cũng đều đánh ra một đạo quang trụ, dung nhập vào trong thạch đôn, khiến cho thạch đôn bắt đầu bay lên. Bốn thanh chiến kiếm chớm mạnh tới, cũng chỉ có thể đánh cho thạch đôn rung rung một trận, cũng không thể đánh nát được thạch đôn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, theo lý thuyết, bằng vào uy lực của bốn thanh chiến kiếm, muốn đánh rất loại nhân vật như tông chủ Vân Hoa Tông này hẳn là chuyện rất dễ dàng. Bọn hắn như thế nào lại mạnh đến như vậy? Đây là, đây là khí thức của thiên đế, cái thạch đôn này hẳn là bảo vật từ trong thiên đế thần cung mang ra, bên trên có mang theo khí thức thần linh. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng cũng nắm chắc hơn, nói. Các ngươi cho rằng nắm giữ cổ khí mang ra từ trong thiên đế thần cung là có thể ngăn trở ta sao? Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đến địa phương phía trước cái thạch đôn kia chừng 10 trường. Mặt ngoài huyền thú dám lóe lên quầng sáng, thiên đế nhận tức thì xuất hiện trong tay hắn. Thiên đế nhận, xem ngươi có thể đối phó được nó không? Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vung tay lên, mũi đao Thiên Đế nhận liền đâm vào quầng sáng bề ngoài thạch đôn tầm một tấc, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, đâm thẳng vào trong thạch đôn. Thiên Đế nhận nở nụ cười điên cuồng, một khối đá nát mà thôi, chỉ là một khối thạch đôn mà Thiên Đế đã từng ngồi đọc sách mà thôi. Chẳng qua, nó cũng đã thai ngén ra không ít khí thức thần linh, có thể khiến lực lượng của ta tiến xa hơn một bước. Thiên Đế nhận đâm vào bên trong thạch đôn, luyện hóa binh hồn thạch đôn. Tinh khí thạch đôn không ngừng sói mòn, ngoài mặt nứt ra từng đạo khe hở, quầng sáng ngoài mặt cũng dần dần ảm đạm xuống sắc mặt tông chủ vân hoa tông biến thành thập phần trắng bệch có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng thạch đôn đang dần yếu bớt nếu như tinh khí tiếp tục sói mòn nhất định sẽ biến thành một khối phế thạch đây chính là thiên đế cổ bảo a trong lòng tông chủ vân hoa tông đau đớn gần chất lần đầu tiên tế xuất thạch đôn chống địch còn chưa có đại phóng quang mang dương danh lập phản thì đã bị thiên đế nhận luyện hóa mất khiến hắn tức giận muốn tức chất phốc trong miệng tông chủ vân hoa tông phun ra một ngụm huyết dịch võ tôn phun thẳng lên trên thạch đôn sau khi thạch đôn nhiễm phải huyết dịch, quầng sáng một lần nữa tăng vọt, phá tan phong cấm của bốn thanh chiến kiếm, trùng kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, hai tay phủ đầy điện quang, không ngờ bằng vào lực lượng hai cánh tay, chống đỡ lấy cái thạch đôn khổng lồ. Ầm, um, hai tay Ninh Tiểu Xuyên chuyển động, hất văng cái thạch đôn, đột nhiên giống như phát cuồng nện mạnh xuống một cái. Một mảnh quầng sáng bạch sắc theo đó cuồn cuộn rơi xuống, bao phủ lấy thạch đôn, oanh kích lên bốn vị đỉnh đầu trưởng lão Vân Hoa tông. Bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông bị dọa đến mức lập tức thi triển thân pháp đào tẩu. Đáng tiếc là đã muộn, lực trùng kích do Thạch Đôn rơi xuống đánh cho bốn người bọn họ chấn bay tứ tung ra ngoài, huyết mạch trong cơ thể bị chấn đoạn, làn da bạo liệt, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều đang chảy máu. Một vị trưởng lão thân thể tráng kiện trong đó từ trên mặt đất gian nan đứng lên, muốn chạy trốn, nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đứng tại trước mặt hắn. "Tiểu hầu gia, tha mạng a, à, chúng ta không cố ý mạo phạm a." À. Vị trưởng lão Vân Hoa Tông kia không ngừng cầu xin tha thứ. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không muốn nói nhảm với hắn nhiều như vậy, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của hắn. 11 đạo diệt thế chi khí từ trong cơ thể lao ra, tiến vào thân thể của hắn, đem huyết khí của hắn vận chuyển vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Toàn thân vị trưởng lão Vân Hoa Tông kia đều run rẩy, làn da biến thành khô quát, thân thể rất nhanh héo rũ xuống, biến thành một cái xác khô. Tại trên chiến trường rất chóc càng đẫm máu, lại càng thích hợp để tu luyện diệt thế đạo, tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên tăng trưởng cũng càng nhanh chóng hơn. Sau khi đem huyết khí bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông đều hấp thu sạch, tâm châu trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng chuyển động, bên trong võ đạo tâm cung phát ra thanh âm như sóng biển, nguyên khí lưu động bắt đầu, quả thật giống như từng ngọn sóng lớn cuộn trào vậy. Tốt, cảnh giới lại đạt tới điểm giới hạn đột phá, lần này nhất định phải trùng kích đến địa tôn tầng thứ sáu. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trở nên kiên định, trong lòng tràn ngập khát vọng. Mỗi khi tăng lên một cảnh giới, đều là một lần đại tiến bộ. Giang giác, lúc này, cái thạch đôn kia đã bị thiên đế nhận triệt để luyện hóa, biến thành một khối phế thạch hào quang vô cùng ảm đạm, nứt ra từng đạo khe nứt rậm rạp, cuối cùng vỡ vụn thành một đám đá vụn. Không, Thiên Đế thần thạch, trong lòng tông chủ Vân Hoa tông vạn phần hối hận, chính mình không nên đem khối thần thạch này ra đối phó Ninh Tiểu Xuyên a. Giờ phút này, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn không dám tiếp tục đối địch với Ninh Tiểu Xuyên nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không có khả năng để cho hắn đào tẩu, võ giả địa tôn cảnh tầng thứ năm huyết khí trong cơ thể quả thật có thể so với một gốc huyền dược cửu phẩm có thể giúp tăng trưởng không ít võ đạo nguyên khí a chớm bốn thanh chiến kiếm từ trong cơ thể ninh tiểu xuyên bay ra hóa thành một tòa kiếm trận đột nhiên cắm xuống mặt đất trên thân kiếm lao ra hơn một ngàn đạo kiếm khí hóa thành một tòa lao ngục kiếm khí khổng lồ đem tông chủ vân hoa tông khốn chất trong kiếm trận tông chủ vân hoa tông đã là cá trong chậu muốn chạy trốn cũng chạy không thoát rồi ngay lúc ninh tiểu xuyên hướng về phía hắn đi tới cách hắn chỉ khoảng chừng 10 trượng bỗng dưng từ phía sau đột nhiên lao ra hai đạo quang trụ. Hai bóng người mảnh khảnh bao khỏa bên trong quang trụ, một người trong đó đánh ra một thanh đao xích dài 30 trượng, giống như một thanh thiên đao chớm thẳng xuống. Kẻ còn lại lấy ra một cái lục lạc nhỏ, đánh về phía sau ót ninh tiểu xuyên. Bất lão cơ, bất tử bà, hai người các ngươi cho rằng có thể đánh lén được ta sao? Khóe miệng ninh tiểu xuyên khẽ cong lên, thân thể nghiêng về phía sau, hai chân gập xuống, hướng về phía sau phóng đi, tránh thoát công kích của diệt hồn linh, một trường đánh về phía ngực bất lão cơ. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm cảnh giác phòng bị các nàng, tự nhiên sẽ không để cho các nàng đánh lén đắc thủ. Quang mang lóe lên, Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống trước mặt bất lão cơ, trên cánh tay bao phủ đầy quang mang thiểm điện, hướng về phía đỉnh đầu của nàng đánh xuống. Sắc mặt bất lão cơ đại biến, vừa rồi nàng đã tận mắt nhìn thấy bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông chính là bị bàn tay Ninh Tiểu Xuyên trục chất, biến thành bốn cái xác khô. Nàng làm sao còn dám tiếp xúc cùng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên? Một đạo võ hồn ấn giống như quỷ ảnh từ trong cơ thể của nàng lao ra, đột nhiên đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt ninh tiểu xuyên trầm xuống trong cơ thể cũng bay ra một cái võ hồn đỉnh va chạm với võ hồn ấn do bất lão cơ đánh ra bất lão cơ không nghĩ tới ninh tiểu xuyên lại dám sử dụng võ hồn mà chiến đấu với mình trong lòng lập tức vui vẻ còn chưa tu luyện ra võ hồn ấn lại dám dùng võ hồn va chạm với võ hồn ấn đây quả thật là tự mình tìm chất nhưng mà nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng đờ thân thể chấn động trong miệng phun ra một ngụm huyết dịch gắt gao nhìn chằm chằm võ hồn của ninh tiểu xuyên như thế nào có khả năng không ngờ võ hồn của ninh tiểu xuyên lại phá vỡ võ hồn ấn của nàng khiến cho nguyên khí trong cơ thể nàng tán loạn thân thể bị trọng thương người cho rằng tu luyện ra võ hồn ấn là có thể khắc chế được võ hồn của ta ninh tiểu xuyên ngưng tụ ra một cái thủ ấn thiểm điện thật lớn hướng về phía đỉnh đầu bất lão cơ đánh xuống từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra một đầu thiểm điện thần thú khổng lồ phát ra thanh âm rít gào khủng bố bất lão cơ cảm giác mình bị khí tràng của ninh tiểu xuyên tập trung căn bản không có cách nào đào tẩu chỉ có thể gắng ngượng dùng đỉnh đầu đánh ra một đạo võ đạo thần thông nhằm ngăn cản trường ấn tiềm điện bên kia bất tử bà cầm thiên đao xích bổ ra hướng về phía cổ ninh tiểu xuyên chớm tới kéo ra một đạo đao quang sáng ngời tay trái ninh tiểu xuyên cũng nâng lên đánh ra một trường hóa thành một đại thủ ấn cũng chân áp bất tử bà dưới thủ ấn hắn vậy mà dùng một tay chân áp hai vị cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 8. xa xa đám phản quân cùng quân đội triều đình đang điên cuồng chớm rớt nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng một màn này hai vị lão tổ tước ảnh võ phủ lại bị ninh tiểu xuyên dùng thủ ấn đồng thời trấn áp loại thần thông này quả thật giống như lật là tay làm mây trở tay làm mưa khiến cho trong lòng người ta nhiệt huyết cuộn trào tên gia hỏa ninh tiểu xuyên này thật sự là đáng sợ hai vị lão tổ tước ảnh võ phủ cộng thêm tông chủ vân hoa tông vậy mà cũng không làm gì được hắn cả một gã đại hán lưng hùm vai gấu vốn đang có ý định muốn đánh lén ninh tiểu xuyên nhưng mà sau khi nhìn thấy một màn này lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng liền xoay người rút đi xem ra cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào cường giả cấp thiên vương của ma môn như vậy mới có thể rớt lui được kẻ này một vị tông chủ khác nói nhìn thấy các vị đầu lĩnh phản quân cũng đều kinh hãi như vậy quân đội triều đình thức thì sĩ khí đại trấn dưới sự dẫn dắt của chư vị vương hầu lập tức mở ra phản công mãnh liệt nhất ma kiếm trong cơ thể ninh tiểu xuyên nhanh chóng chuyển động hấp thu huyết khí trong cơ thể bất lão cơ cùng bất tử bà chuyển hóa thành võ đạo nguyên khí trợ giúp ninh tiểu xuyên trùng kích cảnh giới bất tử bà cùng bất lão cơ giấy ruộng muốn thoát khỏi trường ấn của ninh tiểu xuyên nhưng lực lượng ma kiếm lại gắt gao áp chế các nàng, căn bản không thể động đậy được. Nguyên khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trở nên càng ngày càng trầm trọng, bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng tinh quang huyết sắc, đem huyền khí thiên địa chọn cái thành vực đại càng đều hút sạch. Ầm, um, ngay lúc này, tại một chỗ nào đó ở ngoại thành đột nhiên bay lên một đoàn hào quang huyết sắc, một cái ma bàn khổng lồ từ trong hào quang lao ra. Ngay trong nháy mắt, ma bàn huyết sắc kia bay lên, bất luận là phản quân hay là quân đội của triều đình, cũng đều có rất nhiều người bị luồng khí tức cường đại kia ép tới mức nằm sấp trên mặt đất đây là lực lượng khủng bố do huyền khí cửu phẩm hoàn toàn kích phát ra đồ sinh ma bàn đạo chủ vô sinh đạo rốt cuộc cũng nhịn không được mà xuất thủ rồi trong lòng ninh tiểu xuyên vô cùng bình tĩnh thanh đồng cổ đăng tự động ly thể bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu hắn phát ra quang mang sáng ngời tám đạo hư ảnh tam túc kim ô từ trong thanh đồng cổ đăng bay ra xoay tròn chung quanh thanh đồng cổ đăng thủ hộ trên đỉnh đầu ninh tiểu xuyên ngăn cản công kích của ma bàn huyết sắc bằng vào cảnh giới võ đạo hiện tại của ninh tiểu xuyên chỉ có thể gọi ra tám đạo hư ảnh tam túc kim ô mà thôi. Một khi lực lượng tầng thứ tư của thanh đồng cổ đang hoàn toàn bộc phát ra, có thể gọi ra 99 đầu tam túc kim ô, tựa như 99 vầng mặt trời lơ lửng trên bầu trời, có thể khiến cho nước trong một cái hồ lớn đều đun sôi lên. Lực lượng tám đầu tam túc kim ô đã tương đối cường đại, vững vàng ngăn trở lại đồ sinh ma bàn. Ninh Tiểu Xuyên cũng dám dùng sức của chính mình mình tế ra huyền khí cửu phẩm. Hắn không sợ tiêu hao tuổi thọ sao? Đạo chủ vô sinh đạo lẩm bẩm, cái mà thanh đồng cổ đang tiêu hao chính là dầu thắp làm bằng huyết dịch cường giả, đợi đến lúc dầu thắp tiêu hao hết sẽ là lúc ninh tiểu xuyên mất mạng trên thân thể đạo chủ tu la đạo đều là ma quang đem lực lượng truyền vào đồ sinh ma bàn đồ sinh ma bàn chia làm hai tầng cao thấp những lạc ấn bất đồng sẽ đánh ra ấn ký huyền khí bất đồng bên trên khắc đầy những đường vân quanh co khúc khuỷu thể tích biến thành càng lúc càng lớn hóa thành cao hơn trăm thước giống như một tòa tiểu sơn huyết sắc giờ phút này ninh tiểu xuyên không chỉ phải chấn áp hai vị lão tổ tước ảnh võ phủ mà còn phải phân tâm ngăn cản đồ sinh ma bàn trên không trung có thể xem như đồng thời đấu pháp cùng bốn vị cường giả tuyệt đỉnh, thừa nhận áp lực to lớn, hơn xa thường nhân có thể tưởng tượng. Đồ sinh ma bản dù sao cũng là do hai vị nhân vật cấp đạo chủ phóng thích ra, lực lượng tự nhiên bất phàm, có thể áp chế cả thanh đồng cổ đăng, không ngừng tiếp cận đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như không thể lập tức trùng kích đến địa tôn tầng thứ 6, Ninh Tiểu Xuyên sẽ rất nguy hiểm. Ầm ầm, phía tây bắc ngoại thành, một đạo quang trụ bạch sắc phóng lên trời, bên trong quang trụ bao phủ một thanh chiến kiếm màu trắng, thân kiếm dài chừng 30 thước, phát ra bạch quang sáng ngời ngưng tụ thành hư ảnh một đầu kiếm long một mảnh kiếm quang chút xuống lập tức đem một chi quân đội triều đình ngàn người bao phủ dưới kiếm quang sau khi kiếm quang đảo qua trên mặt đất chỉ lưu lại thi thể đầy đất rõ ràng một người sống cũng đều không có lại là một kiện huyền khí cử phẩm tầm quân phong chủ cùng tám vị lão nhân thoát tục tầng thứ chín của nhất nguyên tông xếp bằng bên trong một tòa trận pháp đem toàn bộ lực lượng quán nhập vào trong vân túc kiếm tế xuất thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cử phẩm này hướng về phía ninh tiểu xuyên tập kích tới Tầm quân phong chủ chỉ còn lại một cánh tay cụt, sắc mặt thập phần vặn vẹo, nói. Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay lão phu muốn đồng quy vô tận với ngươi. Tầm quân phong chủ kích phát ra thọ nguyên trong cơ thể, thi triển lực lượng vân túc kiếm, toàn bộ kiếm khí từ trong hoàng thành sông ra, cuối cùng hướng về phía thành vực đại càn chớm xuống. Kiếm khí tựa như thác nước không ngừng rơi xuống, đem hơn 10 gã chiến sĩ long tượng thần võ hoàn toàn nghiền nát thành thịt vụn, ngay cả thi cốt cũng không còn. Chiến kiếm màu trắng hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên chớm tới xem ra chiến đấu đã thăng cấp rồi bắt đầu tiến vào giai đoạn huyền khí cử phẩm đấu pháp rồi thần long vương đứng trên chiến đài cao cao ánh mắt ngưng trọng bàn tay khẽ đảo một cái đại ấn kim sắc bay ra hướng về phía thanh chiến kiếm huyền khí cử phẩm kia đánh tới trên cái đại ấn kim sắc này có khảm nạm một đoạn long cốt sau khi bị võ đạo nguyên khí kích phát cây long cốt lập tức bành trướng biến thành dài chừng mấy trăm thước long cốt đã biến thành một tòa sơn mạch xương cốt đây là cuộc sống của một đầu thần long chân chính quả thật giống như một đầu cốt long phục sinh, phát ra thanh âm rít gào kinh thiên động địa. Đại ấn kim sắc bao phủ lên long cốt, đem chấn tông chi bảo vân túc kiếm của nhất nguyên tông ngăn cản lại, ở trên tầng mây đấu pháp. Lực lượng hủy diệt của huyền khí cửu phẩm tự nhiên rất đáng sợ, đối với võ giả bình thường mà nói, quả thật chính là tai nạn. Nhưng mà, bằng vào lực lượng võ tôn căn bản không có cách nào thúc giục huyền khí cửu phẩm, chỉ có thể dùng thiêu đốt thọ nguyên bản thân làm cái giá phải trả, đổi lấy lực lượng cường đại. Vì thế không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không người nào nguyện ý sử dụng loại thần khí tiêu hao sinh mệnh lực bản thân này. Chỉ khi nào tu vi võ giả đạt tới thiên nhân cảnh, mới có thể đem lực lượng huyền khí cửu phẩm hoàn toàn thi triển ra. Đại ấn kim sắc mà thần Long Vương đang đánh ra, cũng là một kiện huyền khí cửu phẩm, tên là Long Ấn, chính là do tổ tiên thần Long Vương phủ lưu lại, cũng là một trong năm kiện thần khí Long tộc cường đại nhất của hoàng tộc. Năm đó, tổ tiên hoàng tộc ngự gia của Ngọc Lam đế quốc đã từng cùng Long tộc ký kết khí ước, nhận được sự trợ giúp cường lực của Long tộc, thành lập Ngọc Lam Đế quốc, đồng thời cũng từ chỗ Long tộc đạt được năm kiện huyền khí cửu phẩm. Long ấn chính là một kiện huyền khí cửu phẩm trong số đó. Trong năm kiện huyền khí cửu phẩm này, cường đại nhất chính là Thiên tử Long Châu trong hoàng cung, là một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Vương gia, chúng ta tới giúp ngươi. Ba vị võ tôn của Thần Long Vương phủ đồng thời ra tay, lòng bàn tay đánh ra một đạo quang trụ, dung nhập vào trong Long ấn, trợ giúp Thần Long Vương cùng vận chuyển huyền khí cửu phẩm Long ấn. Kết hợp lực lượng mấy người, phóng thích huyền khí cửu phẩm, tiêu hao tuổi thọ đối với mỗi người đều sẽ giảm xuống rất lớn. Mặc dù đánh xong một trận này, thần Long Vương nhất định cũng sẽ nguyên khí đại thương, nhưng mà ít nhất cũng không đến mức vẫn lạc. Phụ Vương, ta cũng tới giúp người một tay, ngựa thanh đứng trên đỉnh một tòa đại điện, hướng về phía Long Ấn điểm ra một ngón tay, một đạo nguyên khí kim sắc súng mãnh tiến vào Long Ấn. Bên phía thần Long Vương có tổng cộng 5 vị võ tôn đồng thời ra tay, thiêu đốt tuổi thọ tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng mà nhất nguyên tông thì thảm rồi. Nhất nguyên tông chỉ có một vị võ tôn là tầm quân phong chủ, tám người khác cũng chỉ là tu vi thoát tục tầng thứ 9. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn đế ra huyền khí, cử phẩm, nhưng mà thời gian dài thì gánh không nổi rồi. Trong cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai tám vị võ giả thoát tục tầng thứ 9 kia đều đang chảy máu, thân thể gần như sắp sửa bốc cháy lên, căn bản không chịu nổi tiêu hao của huyền khí cử phẩm. Tầm quân phong chủ cũng rất thảm, trong miệng không ngừng thổ huyết, nhưng vẫn như trước cố gắng khống chế vân túc kiếm, muốn đánh tan long ấn, rất chất ninh tiểu xuyên dưới thân kiếm làm sao có thể ninh tiểu xuyên cũng phóng thích huyền khí cử phẩm vì sao hắn lại không bị huyền khí cử phẩm tiêu hao sinh mệnh lực tầm quân phong chủ cắn chặt hàm răng gắt gao nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên ở đằng xa thập phần không cam lòng trạng thái của ninh tiểu xuyên quả thật tương đối khác thường rõ ràng đã phóng thích thanh đồng cổ đăng cùng đạo chủ vô sinh đạo và đạo chủ tu la đạo đấu pháp nhưng mà khí tức trên thân hắn cũng không hề yếu bớt ngược lại còn không ngừng tăng cường tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Tiểu Xuyên chính là sử dụng Bắc Minh thần công, hấp thu lực lượng của bất tử bà cùng bất lão cơ, bổ khuyết tiêu hao bởi thanh đồng cổ đăng. Nhưng mà, lại không có ai biết, trên thực tế thứ thanh đồng cổ đăng tiêu hao chính là huyết dịch của võ giả, cũng không phải tiêu hao sinh mệnh lực bản thân Ninh Tiểu Xuyên. Mà Ninh Tiểu Xuyên giờ phút này lại đang toàn lực trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 6. Đột nhiên, trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng thét dài, trên thân thể phát ra huyết quang vạn trược, lực lượng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Sốt cuộc đột phá địa tôn cảnh tầng thứ sáu. Lực lượng Ninh Tiểu Xuyên trong nháy mắt liền tăng lên không chỉ gấp đôi, đem bất tử bà cùng bất lão cơ trấn áp trong lòng bàn tay hấp thu thành sắc khô, ném trên mặt đất. Ầm ầm, mất đi lực lượng chủ nhân gia trì, Thiên Đao Xích và Diệt Hồn Linh cũng đều rơi xuống mặt đất, hào quang dần dần ảm đạm xuống. Ống tay áo Ninh Tiểu Xuyên vung lên, đem hai kiện huyền khí bát phẩm này thu vào trong tay mình. Với tu vi hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, nếu như thi triển huyền khí cửu phẩm, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, sẽ rất bất lợi đối với việc tu luyện võ đạo. Trái lại, huyền khí bát phẩm đối với hắn mà nói thì lại càng thêm phù hợp hơn, có thể đem lực lượng huyền khí bát phẩm phát huy đến mức tận cùng. Thiên đao xích cùng diệt hồn linh đều là huyền khí bát phẩm hiếm có, đặc biệt là diệt hồn linh. Với tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, một khi thi triển ra kiện huyền khí bát phẩm này, uy lực bạo phát ra tuyệt đối càng mạnh hơn nhiều so với khi bất lão cơ thi triển. Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng âm dương minh hỏa, đem khí thức thuộc về bất lão cơ trên diệt hồn linh xóa đi, sau đó đem một tia võ đạo nguyên khí rót vào trong chuông nhỏ, cánh tay nhẹ nhàng lay động, một đạo tiếng chuông khiến cho linh hồn đau đớn mạnh mẽ vang lên. Hơn 10 võ giả cách Ninh Tiểu Xuyên gần nhất, toàn bộ đều bụng lấy tai, ngã xuống mặt đất, trong hai mắt chảy ra huyết dịch, vậy mà hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phải biết rằng, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên chỉ là tùy ý lắc nhẹ cái chuông mà thôi, nếu như thật sự đem toàn bộ lực lượng diệt hồn linh đều thi triển ra, như vậy Thương Vong Tạo Thành sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Giờ phút này, tông chủ Vân Hoa Tông vẫn như trước còn bị trấn áp trong kiếm trận do bốn thanh chiến kiếm tạo thành, thi triển các loại võ đạo thần thông, nhưng đều không thể phá vỡ kiếm trận chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên đi qua. Ống tay áo Ninh Tiểu Xuyên vung lên, bốn thanh chiến kiếm cắm trên mặt đất tức thì cách không bay lên, hóa thành bốn đạo quang mang, bay trở về trong thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Toàn thân tông chủ Vân Hoa Tông đều đã hư thoát, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống xuống đất, thở không ra hơi nói. Ninh Tiểu Xuyên, lão phu tung hoành, cả đời chưa bao giờ bị bại thảm như vậy, không cầu mong gì, chỉ cầu ngươi cho ta chất một cách thống khoái, vừa rồi tông chủ vân hoa tông tận mắt nhìn thấy bất tử bà cùng bất lão cơ bị ninh tiểu xuyên hút thành xác khô trong lòng sợ hãi không gì sánh được sợ chính mình cũng sẽ nối gót các nàng trở thành chất dinh dưỡng cho ninh tiểu xuyên đề thăng cảnh giới đương nhiên hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng dù sao hắn cũng đã rơi vào tình cảnh hiện tại cho dù bị xử trí như thế nào thì cũng không phải do hắn quyết định tốt ta sẽ cho ngươi chất một cách thống khoái bàn tay ninh tiểu xuyên vung lên một đạo trưởng đao bay ra trong nháy mắt cái đầu của tông chủ vân hoa tông cũng theo đó bay lên nếu như tông chủ vân hoa tông đã cầu xin hắn như vậy hắn tất nhiên sẽ cho đối phương chất một cách thống khoái không có bất luận thống khổ gì dù sao hắn và tông chủ vân hoa tông cũng không có thâm thù đại hận gì chỉ là lập trường song phương bất đồng mà thôi đương nhiên còn có một nguyên nhân khác lợi dụng ma kiếm để hấp thu huyết khí võ giả quả thật có thể nhanh chóng tăng cường tu vi võ đạo của mình nhưng nếu như quá ỷ lại vào ma kiếm để đề thăng tu vi võ đạo cũng không phải chuyện tốt tuyệt đối chẳng may một ngày nào đó ma kiếm đột nhiên biến mất hoặc là ma kiếm không thể tiếp tục trợ giúp hắn để thăng tu vi võ đạo, như vậy loại ỷ lại này sẽ trở thành tai hại rất lớn. Võ giả vẫn nên dựa vào bản thân tu luyện, mới là chính đạo. Sau khi rất chất tông chủ Vân Hoa Tông, Ninh Tiểu Xuyên liền quyết định toàn tâm đối phó đạo chủ Vô Sinh Đạo và đạo chủ Tu La Đạo. Ninh Tiểu Xuyên đặt bàn tay lên trên thanh đồng cổ đăng, đem nguyên khí cuồn cuộn trong cơ thể tiến nhập vào trong đèn. Hào quang trên thanh đồng cổ đăng trở nên càng ngày càng cường thịnh, lực lượng nhanh chóng gia tăng lên, Tám đạo hư ảnh tam túc kim ô lơ lửng xung quanh cổ đăng cũng trở nên càng ngày càng ngưng thực, hỏa diễm phát ra cũng càng ngày càng sáng ngời nóng bỏng, dần dần ngăn cản đồ sinh ma bàn. Đạo chủ vô sinh đạo và đạo chủ tu la đạo đều cảm giác được áp lực, nguyên khí trong cơ thể hóa thành hai đạo quang trụ, đánh vào đồ sinh ma bàn, một lần nữa hướng về phía thanh đồng cổ đăng đè xuống. Sau khi tu vi Ninh Tiểu Xuyên tăng lên đến địa tôn cảnh tầng thứ sáu, nguyên khí bên trong võ đạo tâm cung đã có thể liên tục không ngừng đản sinh ra, quả thật giống như vĩnh viễn không bao giờ tiêu hao hết vậy. Ầm, um, thanh đồng cổ đang nhẹ nhàng rung lên, đầu Tam Túc Kim Ô thứ 9 sinh ra. Ầm, um, đầu Tam Túc Kim Ô thứ 10 sinh ra. Tu vi võ đạo Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đã có thể khiến cho thanh đồng cổ đang ngưng tụ ra 10 đầu Tam Túc Kim Ô, lực lượng so với 8 đạo hư ảnh Tam Túc Kim Ô thì cường đại hơn rất nhiều. Không khí bị thiêu đốt vặn vẹo, toàn bộ kiến trúc trên mặt đất đều bốc cháy lên, 10 đầu Tam Túc Kim Ô liên tiếp phát động công kích với Đồ Sinh Ma Bàn, giống như muốn mạnh mẽ luyện hóa luôn Đồ Sinh Ma Bàn. Doanh Trướng do Phản Quân thành lập tại thành vực Đại Càn đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá hủy phản quân trong phiến thành vực này không biết có bao nhiêu tên đã bị trận chiến của huyền khí cửu phẩm đánh chất, căn bản không có bất luận võ giả nào dám xông vào mảnh thành vực này nữa. Tu vi của hắn lại mạnh mẽ hơn rồi, trong lòng đạo chủ vô sinh đạo hoàng sợ, trên chắn toát ra từng hạt từng hạt mồ hôi, mái tóc cũng bị lực lượng thanh đồng cổ đâm đốt trụi. Hắn và đạo chủ tu la đạo thi triển huyền khí cửu phẩm, đều là lấy việc thiêu đốt tuổi thọ làm cái giá phải trả, vừa rồi giao phong cùng Ninh Tiểu Xuyên, hai người ít nhất đã thiêu đốt đi 10 năm tuổi thọ. Nếu như lại tiếp tục đấu pháp nữa, cho dù phục dụng cao cấp đan cũng khó có thể bổ sung trở lại tuổi thọ. Nhưng mà, Ninh Tiểu Xuyên thì lại khác, lúc trước trải qua luân phiên, đại chiến, giờ phút này vẫn sử dụng huyền khí cử phẩm chiến đấu, vậy mà càng đánh càng hung mãnh, tựa như có tinh lực không bao giờ tiêu hao hết vậy. Đạo chủ vô sinh đạo cùng đạo chủ tu la đạo càng đánh càng kinh hãi, sợ rằng tiếp tục đấu pháp nữa, hai người bọn họ sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao chất. Trong lòng bọn hắn đều nảy sinh thoái ý, nhưng đấu pháp huyền khí cử phẩm, không phải bọn hắn muốn rút là có thể rút được, Phanh, tại khu vực thành vực khác, tám vị trưởng lão thoát tục tầng thứ 9 nhất nguyên tông đang xếp bằng trong trận pháp, thân thể liên tiếp bạo liệt, biến thành từng đoàn huyết phụ. Đến khi huyết phụ tiêu tán, chỉ còn lại tám cỗ khung xương nghiền nát vẫn ngồi ở tại chỗ. Bởi vì chống đỡ huyền khí cửu phẩm vận chuyển, thọ nguyên trong cơ thể của bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại có tầm quân phong chủ vẫn còn ngồi xếp bằng ở trung tâm trận pháp, đang đau khổ trèo chống, bộ dáng dường như cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Lúc này tầm quân phong chủ đã thất khiếu chảy máu, thân thể biến thành già nua vô cùng, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều, trong miệng phát ra một tiếng thét dài bi thương. Ta không cam lòng, a, à, phanh, thân thể của hắn rốt cuộc không chống đỡ nổi tiêu hao của huyền khí cửu phẩm. Con mắt, đầu, lồng ngực liên tiếp bạo liệt, hóa thành một cỗ phế thể bị tàn phá, nhưng vẫn ngồi thẳng trong trận pháp, trên thân thể chảy ra đại lượng huyết dịch. Một vị cường giả địa tôn cảnh tầng thứ 8 cuối cùng cũng phải vẫn lạc. Sau khi huyền khí cử phẩm Vân Túc kiếm mất đi võ đạo nguyên khí gia trì, hào quang trên thân kiếm dần dần ảm đạm xuống, từ chiều dài hơn 30 thước biến thành chỉ còn chừng 5 thước, từ trên không trung rơi xuống. Nhưng mà, nó còn chưa kịp rơi xuống đến mặt đất, đột nhiên có một đạo thân ảnh mảnh khảnh yểu điệu từ trong bóng tối bay ra. Trên mặt thân ảnh này mang khăn che mặt màu trắng, giống như một vị lăng ba tiên tử bay lượn trên trời cao. Nàng duỗi ra cánh tay trắng như bạch ngọc, bắt lấy Vân Túc kiếm, thu vào trong tay áo. Sau khi lấy đi Vân Túc kiếm, nàng liền lập tức rút đi, tốc độ cực nhanh, giống như một vị tiên cơ quỷ mị, ở trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh xinh đẹp. Để Vân Túc kiếm lại, Thần Long Vương giống to một tiếng, hai tay đẩy ra, đem Long ấn kim sắc oanh kích xuống, muốn chấn sát đạo bạch ảnh kia. Vân Túc kiếm chính là một kiện huyền khí cửu phẩm, thuộc về bảo vật chân quý nhất, Thần Long Vương tự nhiên không thể trơ mắt nhìn một món chí bảo như vậy bị phản quân đoạt lại. Ha ha, Thần Long Vương, người cũng dám ra tay với thánh nữ của Ma môn ta. Quả thật to gan, lão phu đến chiếu cố ngươi. Một điểm tinh quang đột nhiên tại bên trên hoàng thành lóe sáng, Phát ra ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, khiến cho mọi người đều không thể mở mắt ra được. Một gã nam tử trung niên tướng mạo cuồng dã từ trong tinh quang bay ra, mặc trên người một kiện chiến y đen sẫm, trong tay cầm một cây ngân thương dài hai trượng. Vù vù, sau lưng hắn lại có 36 quang điểm bay ra. Bên trong mỗi quang điểm đều bao phủ một gã võ giả tu vi võ đạo cao thâm, trên người mặc chiến giáp tinh huy sáng rọi, lưng khoác áo choàng màu đen, bộ dáng uy phong lẫm lẫm. 36 người đứng tại 36 phương vị bất đồng, khí tức trên thân mỗi người đều tương liên không ngờ tự nhiên hình thành một tòa trận pháp cực lớn. Trên thân mỗi người đều phát ra huyền khí chấn động, đều là trận nhãn của trận pháp. Tu vi võ đạo của 36 người đều là từ thoát tục tầng thứ 7 trở lên, tu vi tuyệt đại đa số đều là thoát tục tầng thứ 9, một số ít mấy vị lão giả đã bước vào địa tôn cảnh. Thần Long Vương nhìn chằm chằm vào tòa trận pháp cực lớn kia, con mắt co rụt lại. Ma môn Tam thập lục thiên tinh thần, Ma môn có ba đại thiên vương, Minh, Thiên vương, Ám thiên vương, Tam thập lục tinh thần thiên vương. Thập lục thiên tinh thần dưới tay Tam thập lục tinh thần Thiên Vương, ai nấy đều là cường giả hàng đầu võ đạo giới, mỗi kẻ đều có thực lực một mình gánh vác một phía. Tinh thần Thiên Vương đứng tại trung ương trận pháp, trong miệng phát ra tiếng cười to. Hôm nay hoàng thành nhất định sẽ bị công phá, Thần Long Vương ngươi cần gì phải chống cự vô vị như vậy? Không bằng quy thuận Ma Môn ta, Ma Môn ta sẽ bảo vệ Thần Long Vương phủ ngươi tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý ngàn năm. Muốn công phá hoàng thành, nào có dễ dàng như vậy. Hai mắt Thần Long Vương trợn trừng, trong tay cầm long ấn hướng lên trên không trung vẽ một cái liền đem dị không gian mở ra nói chúng ta đi dị không gian chiến một trận ai là vương ai là khấu lập tức sẽ biết rõ thôi từ lâu đã muốn chiến một trận cùng thần long vương tinh thần thiên vương phát ra một chàng cười to đi trước một bước bay vào dị không gian giao thủ giữa các cường giả cấp bậc như tinh thần thiên vương cùng thần long vương nhất định là long trời lở đất nếu như chiến đấu trong hoàng thành không chỉ sẽ tạo thành thương vong cực lớn cho quân đội triều đình cũng sẽ tạo thành thương vong cực lớn cho ma môn cho nên tinh thần thiên vương mới đồng ý tiến vào dị không gian chiến đấu. Nếu như ta chấp trận tại dị không gian, thì để cho kỳ lân vương chấp trưởng ấn xoái. Thần Long vương lấy ra ấn xoái, nhìn chằm chằm ngự thanh thật sâu, sau đó đưa ấn xoái cho hắn. Ngự thanh nắm lấy ấn xoái, trong mắt có chút không đành lòng. Phụ vương, được rồi, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ nói là nếu như, tinh thần thiên vương muốn đánh bại bổn vương, nào có dễ dàng như vậy. Trong mắt thần Long vương lóe lên quang mang kim sắc, thân thể hóa thành một đầu cự long kim sắc, xông vào dị không gian. Trong lòng ngựa Thanh thập phần lo lắng, luận tu vi võ đạo, tinh thần thiên vương cùng thần long vương chỉ sàn sàn như nhau. Nhưng mà, vừa rồi thần long vương phóng thích huyền khí cửu phẩm đại chiến một hồi, đã tiêu hao đại lượng nguyên khí, bây giờ lại giao phong với tinh thần thiên vương, tự nhiên sẽ thiệt thòi rất lớn. Sau khi tinh thần thiên vương cùng thần long vương tiến vào dị không gian, Tam thập lục thiên tinh thần liền hướng về phía doanh trướng thần long vương đánh tới. 36 người này đều là cường giả hàng đầu sau khi tạo thành địa sát tinh thần đại trận, quả thật thần cản rất thần, Phật ngăn chu Phật, không người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Một vị hầu gia địa tôn cảnh dẫn theo một đội quân tiến đến ngăn cản tam thập lục thiên tinh thần, nhưng chỉ trong khoảng khắc, vị hầu gia kia liền tử trận trong địa sát tinh thần đại trận, năm ngàn quân sĩ tinh nhuệ mà hắn mang theo cũng đều tử thương hầu như không còn. Ngự thanh liên hợp hơn 10 vị vương hầu, mượn nhờ lực lượng trận pháp trong hoàng thành, mới miễn cưỡng ngăn cản bước chân tiến công của tam thập lục thiên tinh thần. Ngoại thành đã thất thủ 6 tòa thành vực, mỗi một tòa thành vực đều có cường giả đỉnh cấp đang chiến đấu, bộc phát ra lực phá hoại khủng bố. Thành vực địa khôn, thanh bằng hầu đang đấu pháp cùng đạo chủ hồ tiên đạo. Hai người bọn họ đều là cường giả địa tôn cảnh tầng thứ bảy, các loại thần thông va chạm trong thành vực, mỗi một khắc đều có đại lượng kiến trúc sụp đổ, đại diện tích thành vực biến thành phế tích. Tại thành vực địa lăng, kỳ lân vương đang chiến đấu với bảy vị công chúa của thiên âm tông. Bảy vị công chúa thiên âm tông đều là nữ tử địa tôn cảnh, mỗi người sử dụng một kiện nhạc khí để chiến đấu, đàn, tiêu, huyên, chuông, lục lạc, tù và, tỳ bà. Các loại công kích sóng âm đồng thời hướng về phía kỳ lân vương đánh tới, hóa thành bảy dòng sông sóng âm, lực hủy diệt rất mạnh. Đừng nhìn các nàng mỗi người đều thập phần xinh đẹp, trên thực tế mỗi người đều cực kỳ hung ác, cũng chỉ có loại nhân vật cấp bậc như kỳ lân vương mới có thể áp chế nổi các nàng. Nếu như đổi một vị vương hầu khác đến đây, sớm đã bị chất không còn mảnh vụn. Thành vực địa nguyên, đạo chủ thiên diệt đạo đang bị một đám người mặc đạo bào đạo sĩ vây công. Đám đạo sĩ này đều là quốc sư trong triều đình, trong đó có quốc sư tam phẩm, cũng có quốc sư tứ phẩm. Thực lực đám đạo sĩ này đều rất cường đại, sau khi tổ hợp thành trận pháp, vậy mà đánh cho đạo chủ Thiên Diệt Đạo phi thường chật vật, toàn thân đều tổn thương, không cách nào thoát khỏi trận pháp được. Chiến đấu tại ngoại thành thập phần thảm thiết, đặc biệt là cường giả đấu pháp, mỗi một chiêu đại thần thông đều có thể khiến cho mấy trăm người vẫn lạc. Tại sáu đại thành vực đang chiến đấu, trong phố lớn ngõ nhỏ đều trồng chất thi cốt dày đặc. Có thi thể quân sĩ triều đình, có thi thể võ giả phản quân, đương nhiên đại đa số chính là thi thể các dân nghèo nguyên bản ở trong hoàng thành những thi thể này cộng lại quả thật vượt qua trăm vạn cái tạo thành một loại cảnh tượng bi tráng mà thảm thiết ngắn ngủi chỉ trong vòng một ngày đã có trên trăm vạn người chất loại chiến đấu thảm thiết như thế này từ khi dựng nước ngọc lam đế quốc đến nay cũng đều rất ít khi phát sinh huyết dịch tụ tập thành dòng suối chảy xuôi trên các con đường vô cùng tịch mịch tràn ngập một cỗ mùi tanh cực kỳ buồn nôn chẳng biết tại sao trên chiến trường tràn ngập tử vong như vậy chiến ý trong cơ thể ninh tiểu xuyên lại thủy chung tràn đầy tinh thần cực kỳ sung túc, diệt thế chi khí trong cơ thể cũng tăng trưởng cực nhanh, dường như sắp sửa ngưng tụ ra đạo diệt thế chi khí thứ 12. Mỗi khi ngưng tụ ra thêm một đạo diệt thế chi khí, tu vi Ninh Tiểu Xuyên sẽ cường đại thêm một phần. Nếu như có thể ngưng tụ ra 18 đạo diệt thế chi khí, hắn thậm chí có thể thông qua lực lượng diệt thế chi khí, tu luyện ra diệt thế thiên nhân đạo, trực tiếp trùng kích cảnh giới thiên nhân cảnh, biến thành thiên nhân tôn giả, nhận được sự kính ngưỡng của tất cả mọi người. Tại địa phương huyền khí thiên địa càng tràn đầy, tốc độ tu luyện của võ giả lại càng nhanh mà ở địa phương rất chóc càng dày đặc, tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên lại càng nhanh. Bản chất của diệt thế đạo chính là rất chóc, chính là hủy diệt, chính là tử vong. Sau khi quần đấu hơn một canh giờ, đạo chủ Tu La đạo cùng đạo chủ Vô Sinh đạo rốt cuộc duy trì không nổi nữa, trong miệng hai người đều phun ra một ngụm huyết dịch, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. "Đi." Đạo chủ Vô Sinh đạo cắn răng một cái, thu hồi đồ sinh ma bàn, thi triển thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy. Đạo chủ Tu La đạo chỉ còn lại một chân, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, chân gặp lại, thân thể phóng thẳng lên, từ vị trí lổ hồng trên tường thành kia bay thẳng ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên đã cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nếu như lưu lại trong hoàng thành, tất sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên đuổi rớt, chỉ khi chạy ra khỏi hoàng thành mới có đường sống. Võ giả trong thành vực đại càn sớm đã bỏ trốn sạch sẽ, Ninh Tiểu Xuyên rất dễ dàng phóng tới bên dưới đoạn tường thành sụp đổ kia, nhưng cũng không đuổi theo hai người đạo chủ vô sinh đạo cùng đạo chủ tu la đạo, dù sao ngoài thành cũng đều là phản quân. Xem như các người thoát nhanh, Ninh Tiểu xuyên thu hồi thanh đồng cổ đăng đứng trên đỉnh bức tường tổn hại nhìn chằm chằm vào hai điểm đen đã chạy đến chân trời. Đám quân sĩ Long Tượng Thần võ doanh từ trong biển lửa lao ra cũng rất đến dưới đoạn tường thành sụp đổ đem đám phản quân không ngừng xông tới kia rất lùi trở về. Đám quân sĩ Long Tượng Thần võ doanh kia đều thập phần kích động. Rốt cuộc cũng thành công trước lúc trời tối thu hồi trở lại tòa thành vực này đoạt lại chỗ lỗ hổng đã bị bạch ly lão tổ đụng sập đây chính là thời khắc lịch sử a hiện tại cũng chỉ còn mỗi việc đem lỗ hồng trên tường thành một lần nữa tu bổ trở lại. Khổng tước Minh Vương đứng trên tường thành của nội thành, ngắm nhìn về phía thành vực đại can. Đến khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đánh bại đạo chủ vô sinh đạo cùng đạo chủ tu la đạo, liền hô to ba tiếng tốt, hạ lệnh. Đánh quỳ như cổ, trên tường thành nội thành có đặt một cái trống lớn thanh đồng đường kính tới 10 thước, là dùng nguyên một tấm da quỷ như chế tạo thành trống. Một khi gõ trống, tiếng trống có thể vang vọng xa đến 800 dặm, thùng 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 quỳ nghiêu cổ bị gõ vang thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng thành sau khi nghe được tiếng trống nội thành cùng ngoại thành đều tràn ngập thanh âm hoan hô rất nhiều người đều kích động không gì sánh được biết rõ đại quân triều đình đã đoạt lại lỗ hồng hoàng thành ha ha đã đoạt lại được lỗ hồng hoàng thành toàn bộ đám phản quân đã rớt vào hoàng thành kia đều sẽ trở thành cá trong chậu đám vương hầu đang chớm rất cùng phản quân kia đều cười lên ha hả xuất lĩnh quân đội của mình phát động công kích toàn diện rớt đem đám phản quân to gan dám rớt vào hoàng thành kia rớt cho một tên cũng không thể trở ra vẫn là long tượng thần võ doanh cường đại đủ để thay đổi thế cục toàn bộ chiến trường quân đội của triều đình đều giống như được tiêm một mũi thuốc tăng lực từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra đem tất cả phản quân bao vây lại không chút nương tay mà đánh chất toàn bộ đám cự đầu ma môn cùng tông chủ tông môn cũng phát hiện đại thế đã mất lập tức dứt khoát quay đầu bỏ chạy bọn hắn muốn tranh thủ khi lỗ hổng hoàng thành vẫn còn chưa phong bế trở lại chạy ra khỏi hoàng thành bằng không sẽ chỉ là con đường chết minh thiên vương đạo chủ hồ tiên đạo tam thập lục thiên tinh thần của ma môn bảy vị công chúa thiên âm tông tất cả các phủ chủ võ phủ tông chủ tông môn một mặt chống đỡ công kích điên cuồng của đại quân triều đình một mặt nhanh chóng lui ra khỏi hoàng thành đương nhiên cũng có rất nhiều người không có vận khí tốt như vậy bị các phương hầu bắt giữ ví dụ như đạo chủ thiên diệt đạo ma môn tông chủ linh khê tông gia chủ tư mã gia tộc hoàng thành bị đại quân triều đình thu hồi trở về chỉ có một số bộ phận thành vực vẫn còn có phản quân đang chống cự nhưng rất nhanh đã bị đại quân triều đình chấn áp triều đình điều động đại lượng quân sĩ cùng các quốc sư tiến đến tu bổ lại thành trì đã bị tổn hại một lần nữa bố trí lại trận pháp trên tường thành mà long tượng thần võ doanh cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình rút về nội thành tu dưỡng điều chỉnh phản hồi nội thành long tượng thần võ doanh nhận được đãi ngộ như anh hùng chiến thắng trở về rất nhiều người dân chúng đứng dọc hai bên đường lớn phát ra từng tràng hoan hô, có người còn đánh trống thổi kèn chúc mừng Hoàng Thành được thu hồi trở về. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên lưng song đầu thạch thú, đi phía trước các chiến sĩ Long Tượng Thần Võ doanh, mặc kệ bốn phía đều là thanh âm hoan hô cùng chúc mừng, hắn vẫn như cũ bình tĩnh không chút bị ảnh hưởng, chỉ không ngừng vận chuyển công pháp, khôi phục lại nguyên khí đã tiêu hao. Thành công rồi, rốt cuộc cũng ngưng tụ ra đạo diệt thế chi khí thứ 12. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ, trong huyết khiếu xuất hiện đạo khí lưu huyết sắc thứ 12, quấn quanh trên ma kiếm. Tu vi võ đạo của hắn lại tăng thêm một đoạn lớn. Mặc dù hiện tại tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là địa tôn cảnh tầng thứ 6, nhưng thực lực chân chính của hắn tuyệt đối không thể dùng địa tôn cảnh tầng thứ 6 mà cân nhắc. Vì kia chính là đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ doanh Ninh Tiểu Xuyên Ninh đại nhân. Chính là hắn thống lĩnh Long Tượng Thần Võ doanh, đem đất đai hoàng thành bị chiếm thu hồi trở về. Quả thật vừa đẹp trai vừa tài giỏi a, à. Ninh Tiểu Xuyên đã rất liền mấy vị võ tôn của phản quân, cuối cùng rất đến mức khiến cho can đảm của phản quân đều mất sạch, thối lui ra khỏi hoàng thành nếu như không có Ninh Tiểu Xuyên, Hoàng Thành tuyệt đối không có khả năng thu hồi trở về. Ninh Tiểu Xuyên chính là quân hồn của đế quốc A, đám thiếu nữ đứng dọc theo hai bên đường lớn đều lộ ra ánh mắt sùng bái, mấy chục cặp mắt đều không ngừng gợn sóng, liếc mắt đưa tình, nhìn chằm chằm vào nam tử anh Vĩ đang ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú, trong miệng không ngừng hô tên Ninh Tiểu Xuyên. Một ít nữ tử diễm lệ tính cách mạnh dạn trong số đó, lại càng leo lên trên hoa lầu, cất giọng nũng nịu hô lớn. Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn sinh con cho ngươi A. Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn làm tiểu tình nhân của ngươi a. À. Phải, một gã thiếu niên lưng đeo thiết kiếm đứng trong đám người, nhìn chằm chằm thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên, hai nắm tay siết chặt, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Nếu như ta cũng có được thiên tư như tiểu hầu ra vậy thì tốt rồi. Cũng có thể thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh, cũng có thể vung kiếm chớm rất võ tôn, cũng có thể thay đổi thế cục toàn bộ chiến trường, trở thành võ tôn được tất cả mọi người kính ngưỡng. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ dung mạo nhu hòa, trên đầu thắt một cái bím tóc dài, nói: "Ca, huynh nhất định có thể trở thành võ đạo trí tôn giống như tiểu hầu ra vậy tiểu hầu ra cũng là do không ngừng khắc khổ tu luyện mới có được thành tựu như ngày hôm nay ừm ta nhất định sẽ cố gắng trở thành đại nhân vật giống như tiểu hầu ra vậy gã thiếu niên kia cắn răng thật chặt ánh mắt biến thành kiên định không gì sánh được long tượng thần võ doanh phản hồi trở về doanh chướng mỗi một quân sĩ đều nhận được đại lượng huyền dược dùng để khôi phục huyền khí an dưỡng thương thế thời điểm khi ninh tiểu xuyên định phản hồi hầu phủ trấn bắc hầu đã cao hứng bừng bừng chạy ra đón chào từ rất xa đã chắp tay hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Chúc mừng, chúc mừng, Tiểu Hầu ra quả nhiên không hổ là nhân trung long phượng, một khi ra tay, liền rớt cho đám phản quân kia hoa rơi nước chảy. Với chiến công của Tiểu Hầu ra ngày hôm nay, chỉ sợ có thể trực tiếp được phong hầu, thậm chí có khả năng nhất cử phong vương nữa a à. Ninh Tiểu Xuyên nói, phản quân chỉ là tạm thời rút đi mà thôi, hiện tại vẫn như trước đang tụ tập ở ngoài thành. Chờ sau khi bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, bất cứ lúc nào đều có thể khởi xướng công kích một lần nữa, hiện tại đã nói tới chuyện quân công dường như có chút quá sớm a à. trấn bắc hầu vẫn nở nụ cười dạng dỡ nói nếu không có nhân vật cấp bậc như bạch ly lão tổ ra tay hoàng thành làm sao dễ dàng bị công phá như vậy hiện nay đạo môn cửu tử đã đặc biệt đến đối phó bạch ly lão tổ đám phản quân kia căn bản không có khả năng trong vòng một tháng công phá được hoàng thành mà một tháng nữa các phương hầu ở các nơi đều đã kịp mang theo quân đội đến cứu viện hoàng thành cơ hội của đám phản quân kia lại càng thêm xa vời rồi hy vọng là như vậy ninh tiểu xuyên lại hỏi Hầu gia lần này tới đây cũng không phải chỉ để chúc mừng ta đó chứ?" "Đương nhiên không phải," Trấn Bắc Hầu cười nói, "Hôm nay quân đội triều đình đại thắng phản quân, Vương gia đặc biệt vì tiểu Hầu gia thiết hạ một bữa tiệc mừng công tại Vương phủ. Đến lúc đó mấy vị tướng quân Long Tượng Thần Võ doanh cũng sẽ tham gia. Tiểu Hầu gia nhất định phải đi a, à, tiệc mừng công thì không cần," Ninh Tiểu Xuyên khẽ cao mày, nói, "Cái này không chỉ đơn giản là tiệc mừng công, đến lúc đó sẽ còn muốn trao đổi bố trí chiến sự kế tiếp." nếu như tiểu hầu gia không tham gia tiệc mừng công đêm nay chẳng phải sẽ không có nhân vật chính sao lại nói chuyện này đã thông chi với kiếm các hầu kiếm các hầu nghe nói tiểu hầu gia đã lập nhiều đại công huân cho triều đình cũng vô cùng cao hứng đã đáp ứng sẽ đến dự tiệc rồi trần bắc hầu nói ninh tiểu xuyên nói nếu như lão hầu gia đã đến dự tiệc ta đây tự nhiên cũng sẽ đi trần bắc hầu đại hỷ đem một tấm thiệp mời đưa cho ninh tiểu xuyên nói đến lúc đó tiểu hầu gia nhất định phải đến đúng giờ a à? đêm nay lão phu nhất định phải cùng tiểu hầu ra uống thêm mấy chén trấn bắc hầu leo lên xa giá khép lại rèm cửa hướng về phía ninh tiểu xuyên cười cười được sáu đầu huyền thú kéo đi xa giá của trấn bắc hầu phóng như bay mà đi ninh tiểu xuyên nhìn một chút tấm thiệp mời trong tay trên mặt lại không có chút cao hứng nào ngược lại lộ ra tâm sự nặng nề tiệc mừng công tại khổng tước minh vương phủ tự nhiên không tính là long trọng dù sao hiện tại cũng còn đang đại chiến đại đa số các vương hầu đều đang trấn thủ tại ngoại thành có thể đến đây dự tiệc phần lớn đều là các vị vương hầu phu nhân cùng những thiên tài tuấn kiệt trong phủ đệ vương hầu. Đương nhiên, trên yến hội cũng có không ít nữ tử vương công quý tộc trộm liếc mắt đưa tình với Ninh Tiểu Xuyên. Càng có một ít phương phi các vương phủ vui vẻ trò chuyện cùng lão hầu gia, ánh mắt không ngừng nhìn qua phía Ninh Tiểu Xuyên, tựa hồ là đang giới thiệu đối tượng cho Ninh Tiểu Xuyên. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường, Ninh Tiểu Xuyên hiện tại có thể nói là đệ nhất thiên kiêu, thanh danh nổi trội nhất trong hoàng thành, hơn nữa lại đến niên kỳ lập gia đình. Các tử tôn của các vương hầu khác ở độ tuổi hiện tại như Ninh Tiểu Xuyên, cũng đều đã cưới qua mấy phòng tiểu thiếp rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đến bây giờ ngay cả một nàng thê tử chính quy cũng đều chưa có. Tự nhiên liền trở thành đối tượng tấn công của những vị vương phi cùng hầu gia phu nhân kia, đều muốn đem nữ nhi của mình giới thiệu cho Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi yến hội chấm dứt, lão hầu gia cùng Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, chậm rãi phản hồi kiếm các hầu phủ. Không gian thùng xe rất rộng lớn, cho dù cùng ngồi 7, 8 người cũng sẽ không cảm thấy chật trội. Lão hầu gia khép hờ cặp mắt, cười cười, nói: Vừa rồi Vương Phi lạc giác của thần Long Vương Phủ nói với ta, nàng có một tiểu nữ nhi 16 tuổi, chính là quận chúa thiên tâm. Nàng thập phần sùng bái ngươi, nghe ý tứ của Vương Phi lạc giác, tựa hồ như là muốn kết thân ra cùng kiếm các hầu phủ A. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ, nói, ra ra, hôm nay Hoàng Thành ăn bữa nay lo bữa mai, tôn nhi nào có tâm tình cưới vợ nạp thiếp. Viện cớ, ta muốn nghe lời nói thật trong lòng ngươi, trong mắt lão hầu ra lóe lên quầng sáng thâm thúy, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc không nói, liền tiếp tục nói. Tiểu Xuyên, người có được thất khiếu thần ma tâm cung huyết mạch khẳng định cường đại hơn so với võ giả bình thường rất nhiều hậu đại của ngươi nhất định cũng sẽ truyền thừa huyết mạch của ngươi cũng sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế vô song nếu như ngươi có thể lấy nhiều thêm mấy vị thê thiếp sinh nhiều thêm mấy đứa con như vậy kiếm các hầu phủ chúng ta muốn không cường thịnh cũng khó a à. ha 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 ninh tiểu xuyên thở dài hiện tại tôn nhi quả thật không có ý định cưới vợ nạp thiếp kính xin ra ra không nên cưỡng ép lão hầu gia cũng nghiêm túc lại nói ta biết ngươi không thích quận chúa thiên tâm đối tượng người chính thức ngưỡng mộ là nàng ngọc ngưng xanh tại quan ngọc lâu kia đúng không ngươi yên tâm nếu như ngươi muốn nạp nàng làm thiếp ta tuyệt đối sẽ không phản đối ninh tiểu xuyên có chút giờ khóc giờ cười nói không có chuyện này a à, chẳng lẽ người người chính thức ưa thích là thiến thiến nhà đầu của đại kim bằng vương phủ kia sao nhà đầu kia lớn lên quả thật rất xinh đẹp hơn nữa thiên tư thông minh nếu như hai người các người có thể kết hôn vậy thì không gì có thể tốt hơn rồi cách đây không lâu vương phi tây một còn đàm luận với lão phu về việc này sắc mặt lão hầu ra cũng trở nên vui vẻ, sắc mặt ninh tiểu xuyên nghiêm túc, lắc đầu, mang theo thần sắc ngưng trọng, nói. Ra ra, ta cảm thấy hiện tại chuyện chúng ta cần làm nhất chính là phải ly khai hoàng thành. Vinh quang cùng xa hoa của phủ đệ vương hầu mặc dù tốt, nhưng mà, cần phải có mạng hưởng thụ mới được. Lão hầu ra khẽ giật mình, chợt lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói. Thật sự nhất định phải ly khai hoàng thành sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Bây giờ nhìn bề ngoài giống như triều đình đã xoay chuyển thế cục, Đứng ở thế bất bại, thế cục trong hoàng thành một mảnh hân hoan. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là cảnh tượng tạm thời mà thôi. Chính thức quyết định vận mệnh của Ngọc Lam đế quốc, vẫn là bốn người đang luận đạo trong thiên cung kia. Lão hầu gia cũng khẽ gật đầu, nói: "Thiên nhân luận đạo, kẻ thắng lợi liền có thể bước vào thiên nhân cảnh, mà kẻ thất bại, lại chỉ có thể thân tử nhân vong. Nếu như Ma đế hoặc kiếm thánh đạt được thắng lợi, tu vi đã tới thiên nhân cảnh, như vậy cho dù hiện tại đại quân triều đình thắng lợi cũng vô dụng." đối diện cường giả thiên nhân quân đội nhiều hơn nữa cũng không có chút tác dụng gì ninh tiểu xuyên nói đối với thế cục kiếm các hầu phủ chúng ta mà nói lại càng nghiêm trọng hơn nhiều ma đế đạt được thắng lợi kiếm các hầu phủ sẽ bị ma môn đồ tộc kiếm thánh đạt được thắng lợi kiếm các hầu phủ sẽ bị kiếm thánh đồ tộc ngọc lam đại đế đạt được thắng lợi kiếm các hầu phủ vẫn như trước khó tránh khỏi tai kiếp chỉ có đại kim bằng vương đạt được thắng lợi thì kiếm các hầu phủ chúng ta mới có được một đường sinh cơ chỉ có một phần tư cơ hội sinh tồn Sắc mặt lão hầu gia cũng trở nên trầm trọng, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói: "Có lẽ ngay cả một phần tư cơ hội cũng không tới. Thời điểm Đại Kim Bằng Vương tiến vào Thiên cung cũng đã bị thương." Hắn dừng một chút, có chút chua xót nói: "Đây là nhân tình mà ta thiếu nợ Đại Kim Bằng Vương phủ." Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên liền kể lại chuyện Đại Kim Bằng Vương thay hắn ngăn cản Bạch Ly lão tổ. Sau khi nghe Ninh Tiểu Xuyên nói xong, một tia mỉm cười cuối cùng trên mặt lão hầu gia cũng không còn sót lại chút nào. Thật lâu sau, lão hầu gia mới nói: khi nào thì ly khai hoàng thành ngay bây giờ ninh tiểu xuyên lại nói hôm nay lỗ hồng tại tường thành ngoại thành đã sắp sửa tu bổ xong nội thành rất nhanh sẽ giải trừ phong tỏa chúng ta muốn rời đi ngoại thành cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đến lúc đó có thể đem tộc nhân chia ra từng nhóm rời ra ngoài đây là thời cơ tốt nhất để ly khai hoàng thành lần này lão hầu ra cũng không có bất kỳ dị nghị nào dù sao kiếm các hầu phủ lưu trong hoàng thành quả thật chính là tồn tại tai họa ngầm cực lớn chỉ có rời đến địa phương xa xôi của đế quốc, có lẽ lúc đó mới còn có một đường sinh cơ. Mấy ngày sau, cửa nội thành quả nhiên mở ra cho mọi người đi lại như bình thường. Các võ giả trong hoàng thành có thể tùy ý vãng lai giữa nội thành cùng ngoại thành, tuy nhiên tại ngoại thành vẫn như cũ còn đang chiến đấu, nhưng không khí khẩn trương trong hoàng thành thì đã hòa hoãn đi không ít. Một ngày nọ, Ninh Tiểu Xuyên mang theo kiếm các tháp, đi đến cửa vào thông đạo ngầm tại ngoại thành. Cửa vào thông đạo ngầm được xây dựng trong một tòa trang viên rộng chừng 300 mẫu, Tại đây chính là một chỗ cứ điểm của U Linh Sơn Trang, đệ nhất U Linh sứ giả mộng ảnh tự mình chấn thủ tại chỗ này. Ninh Tiểu Xuyên vừa đi vào trang viên, mộng ảnh liền lập tức tiến ra đón tiếp, dáng người thướt tha, gương mặt tươi cười vũ mị, nói. Chúc mừng trang chủ tu vi tiến nhanh, ngay cả hai vị đạo chủ ma môn cũng đều đại bại trong tay trang chủ. Trong thiên hạ chỉ sợ đã không có mấy người là đối thủ của trang chủ. Đại chiến, phát sinh trong hoàng thành mấy ngày hôm trước, nàng tự nhiên là tận mắt nhìn thấy, trong lòng càng thêm kính sợ đối với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đem 300 gã tộc nhân trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ từ trong kiếm các tháp thả ra, nói. Phái người hộ tống bọn hắn ra hoàng thành, mộng ảnh lập tức phái người đem 300 gã tộc nhân kiếm các hầu phủ đưa tới cửa vào thông đạo ngầm, do cường giả U Linh Sơn Trang tự mình hộ tống rời đi. Đôi mắt mộng ảnh tươi diễm ướt át, cặp môi đỏ mọng kiều diễm, ôn nhu nói. Trang chủ, thuộc hạ có chút khó hiểu. Thế cục hoàng thành hôm nay một mảnh hân hoan, vì sao lại phải sắp xếp đem tộc nhân kiếm các hầu phủ rời ra hoàng thành? Ngươi không cần quan tâm tới chuyện này, làm tốt chuyện ngươi nên làm là được. Trên người Ninh Tiểu Xuyên tản mát ra một cỗ khí tràng vô hình, mang theo một cỗ uy nghiêm chỉ có cường giả võ đạo mới có, khiến cho Mộng Ảnh căn bản không dám hỏi tiếp. Còn có một việc thuộc hạ muốn bẩm báo trang chủ. Mộng Ảnh nói chuyện gì? Mộng Ảnh lấy từ trong lòng ra một phong thư, nói Ngân Chỉ phu nhân đã ly khai U Linh Sơn Trang, đây là bức thư nàng để lại cho ngài. sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên khẽ biến, vội vàng tiếp lấy bức thư. Bên trên bức thư viết năm chữ thân gửi Ninh Tiểu Xuyên. Hắn lập tức xé mở bức thư, lấy ra bức thư vẫn còn tản mát hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Trên bức thư viết: "Tiểu Xuyên, đợi đến khi ngươi nhìn thấy bức thư này, ta đã sớm ly khai rồi. Ngươi cũng không cần đi tìm ta, một khi ta đã lựa chọn ly khai, thì nhất định sẽ đi tới địa phương ngươi không thể nào tìm thấy. Thời gian ở cùng ngươi mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng lại chính là thời gian ta vui vẻ nhất trong cả cuộc đời. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết tình yêu chính thức là cảm giác gì, nhưng trên người ngươi ta lại tìm được loại cảm giác đó. Dù rằng chỉ nhớ đến hình dạng của ngươi trong đầu, cũng có thể khiến ta không tự chủ được cười thành tiếng đắm chìm trong cái loại cảm giác này chính là thời gian mà ta hạnh phúc nhất ngươi còn nhớ rõ giấc mộng ta đã từng nói với ngươi không ta thật sự rất muốn cả đời đều sống trong giấc mộng kia vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại ta biết rõ chỉ khi nào ta rời đi mới có thể một lần nữa gặp lại giấc mộng kia nếu như ta ở lại cho dù giấc mộng có đẹp đến thế nào cuối cùng cũng sẽ biến thành ác mộng bởi vì ta vĩnh viễn cũng không qua nổi được cái cửa ải chính mình này ta chỉ là một ả nữ nhân không trong sạch căn bản không xứng với ngươi. Chỉ hy vọng đến lúc ta chết đi, sẽ có một mảnh thánh thổ sạch sẽ, mai táng cỗ thân thể dơ bẩn này của ta. Không nói nữa, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng trung quy đến lúc nói xong. Ngay cả cho dù có yêu thích đến như thế nào, cuối cùng cũng có thời điểm phải chia lìa. Ngay cả khi tu vi võ đạo có thể thông thiên, nhưng chắc chắn cũng có thời điểm sinh ly tử biệt. Nói không hết, nói không bao giờ hết, cũng chỉ hy vọng ngươi còn có thể nhớ tới, tại một nơi nào đó trên đại thế giới này, vẫn còn có một nữ tử đang yên lặng nhớ tới ngươi là khoản người khách qua đường của cuộc đời. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên xem xong bức thư này, liền thở dài thật sâu một hơi. Tuổi thọ của Ngân Chỉ Phu Nhân chỉ còn lại có một năm, hắn vốn dự định đợi sau khi ly khai hoàng thành, liền lập tức dẫn nàng đi Nam Cương, tìm kiếm thông linh kỳ dược, giúp nàng kéo dài tính mạng. Nhưng lại không ngờ sự tự ti trong lòng nàng lại khiến cho nàng tự nguyện lựa chọn lùi bước, từ nay về sau hoàn toàn thối lui khỏi cuộc đời của Ninh Tiểu Xuyên, trốn đến một địa phương mà Ninh Tiểu Xuyên tìm không thấy được, chấm dứt tính mạng thanh xuân chỉ còn một năm ngắn ngủi nữa mà thôi ngân trì phu nhân cả đời này có thể nói là hồng nhan bạc mệnh trời sinh mỹ mạo khiến cho hết thầy nữ tử đều phải đố kỵ đáng tiếc lại không có cách nào khống chế vận mệnh của chính mình lâm vào vực sâu xa đọa đợi đến khi nàng gặp được nam tử mà chính mình ưa thích muốn từ trong xa đọa đi ra thì lại vì sự xa đọa kia mà tiêu hao hết tính mạng cuối cùng cũng chạy không thoát không xiềng hiện thực liền dứt khoát kiên quyết ly khai ninh tiểu xuyên hỏi nàng ly khai từ lúc nào mộng ảnh nói ngay tại trong ngày trang chủ ly khai u linh sơn trang Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, hắn đã ly khai U Linh Sơn Trang hơn 10 ngày, cho dù hiện tại muốn đuổi theo nàng, cũng đều đã muộn. Ngân chỉ phu nhân cũng không phải là một nữ tử dài dòng dây dưa, đã lựa chọn ly khai, thì khẳng định sẽ đem hết thảy dấu vết trên đường đều xóa đi, sẽ không để cho Ninh Tiểu Xuyên tìm được nàng. Hiện tại có lẽ nàng đã cách hoàng thành mấy vạn dặm rồi, tại trong một cái trấn nhỏ nào đó, bình yên sống qua quãng đời còn lại. Cũng có thể nàng đang ẩn cư tại trong một phiến rừng sâu núi thẳm không người biết nào đó, trải qua thời gian một năm cuối cùng, đương nhiên nàng cũng có khả năng đã ly khai đế quốc ngọc lam lợi dụng thời gian một năm cuối cùng chính mình đi tìm kỳ dược kéo dài tính mạng có lẽ nàng sẽ có thể tìm được kỳ dược kéo dài tính mạng giúp chính mình kiên cường sống sót một ngày nào đó trong tương lai nói không nhất định còn có thể xuất hiện trước mặt ninh tiểu xuyên đương nhiên xác suất tìm được kỳ dược quả thật quá thấp thấp đến mức có thể không kể tới mộng ảnh nhìn ra tâm tình ninh tiểu xuyên rất kém vì vậy mới an ủi kỳ thật ngân chỉ phu nhân lựa chọn ly khai mới có thể trải qua hạnh phúc trong nội tâm của nàng ít nhất còn có người ưa thích trong nội tâm còn có giấc mộng mỹ hảo nếu như giữ nàng lại tự bản thân nàng ngược lại không thể tiếp nhận chính mình sẽ chỉ có thể chìm đắm trong thống khổ mà vượt qua quãng đời còn lại ninh tiểu xuyên nhẹ nhàng nói rất nhiều sự tình chỉ khi nào trải qua mới biết được thống khổ đến mức nào ta chỉ là đang cảm thán thân thế bi thảm của nàng nếu như không thể nắm giữ trong tay vận mệnh của chính mình tất nhiên sẽ bị người khác thao túng mà muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình thì chỉ có thể trở nên càng cường đại hơn mà thôi Ninh Tiểu Xuyên thu hồi bức thư, tâm sự có chút nặng nề rời khỏi trang viên, phản hồi kiếm các hầu phủ. Trong 10 ngày kế tiếp, mỗi ngày Ninh Tiểu Xuyên đều đi tới đi lui mấy mươi lần giữa kiếm các hầu phủ và ngoại thành, lặng lẽ đem hơn 10 vạn tộc nhân kiếm các hầu phủ cùng tài phú tài nguyên chuyển rời ra hoàng thành. Nhìn bề ngoài, kiếm các hầu phủ vẫn phòng vệ nghiêm mật như trước, ban ngày cùng ban đêm đều có đại lượng quân sĩ tới lui tuần tra. Nhưng trên thực tế, phần lớn đám quân sĩ lưu lại này cũng chỉ là thị vệ bình thường tạm thời đưa tới mà thôi, căn bản không phải là thân binh của kiếm các hầu phủ. Một tòa kiếm các hầu phủ to lớn như vậy đã biến thành trống rỗng, mà ngay cả các thị nữ cùng nô bộc cũng không nhìn thấy được mấy người. Kiếm Các Hầu đứng trong sân vườn quạnh quẽ, ngắm nhìn tòa phủ đệ cổ xưa có hơn 800 năm lịch sử này, trong lòng vô cùng cảm khái. Cuối cùng vẫn phải rời đi, hầu ra cũng không cần quá phiền muộn, nếu như tương lai kiếm các hầu phủ phát triển lớn mạnh, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, hoàn toàn có thể quay trở về lần nữa. Một vị lão bộc nói, Kiếm Các Hầu khẽ gật đầu, nói, "Tiểu Xuyên hiện tại đã đi đâu rồi?" tiểu hầu gia đã đi đại kim bằng vương phủ, hẳn là đi tạm biệt quận chúa thiến thiến rồi, dù sao lần này rời đi, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Vị lão bộc kia nói, đại kim bằng vương phủ, ninh tiểu xuyên căn bản là không cần báo họ tên, quân sĩ canh giữ ngoài cửa lớn vương phủ liền nhận ra hắn, cung kính hành lễ với hắn. Bái kiến tiểu hầu gia, đứng lên đi, ta tới tìm quận chúa thiến thiến, ninh tiểu xuyên nói, hai gã. Quân sĩ tu vi võ đạo cường đại kia đứng dậy, nói. Vương Phi nương nương đã nói, nếu như tiểu hầu ra tới chơi không cần thông truyền có thể trực tiếp tiến vào vương phủ vậy thì làm phiền nhị vị dẫn đường rồi ninh tiểu xuyên nói tiểu hầu ra mời vào một gã thị vệ trong đó dẫn ninh tiểu xuyên vào đại kim bằng vương phủ gã thị vệ còn lại thì lưu lại tiếp tục trông coi đại môn vương phủ ninh tiểu xuyên ở trong phòng khách đợi đại khái chừng nửa trung trà bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng ngựa thiến tiến mặc một thân y phục cầm tú thập phần hoa lệ rực rỡ từ bên ngoài đi vào trên eo nàng quấn đai lưng bạch ngọc buộc vòng quanh eo thon mảnh khảnh thể hiện rõ những đường cong động lòng người sau khi nghe thị vệ thông truyền nàng hiển nhiên là đã trang điểm qua một phen trên đầu đeo hơn 10 loại trang sức quý báu có châm cài có kim châm ghim lấy búi tóc cao cao tại mi tâm còn vẽ một đóa hoa nhỏ ửng đỏ phản chiếu khiến cho da thịt nàng càng thêm trắng nõn trên người nàng có một cô khí thức cao nhã cùng quý khí mà nữ tử tầm thường không có đây là khí thức từ nhỏ bồi dưỡng mà thành các nữ tử khác căn bản không thể học được cũng chỉ có trên thân nữ tử hoàng tộc mới có thể xuất hiện. Nàng thản nhiên đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, ngón tay ngọc mảnh khảnh đặt trong tay áo, ôn nhu nói: "Tiểu Xuyên, ngươi không còn giận ta nữa sao?" Ninh Tiểu Xuyên cười cười, nói: "Quận chúa Điện hạ, như thế nào lại nói như vậy? Từ khi chúng ta quen biết đến nay, Quận chúa Điện hạ đã giúp Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều chuyện, Ninh Tiểu Xuyên đối với Quận chúa Điện hạ chỉ có lòng cảm kích mà thôi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy, vậy lần này ngươi đến Đại Kim Bằng Vương phủ có việc gì không?" trong lòng ngựa thiến thiến vẫn tương đối khẩn trương. Nàng đã nghe một thị nữ bên người Vương Phi Tây Mộc nói qua, Vương Phi Tây Mộc đã từng đề cập qua với kiếm các hầu về chuyện hôn sự giữa nàng cùng Ninh Tiểu Xuyên. Chẳng lẽ, lần này hắn tới đây là muốn cầu hôn ta sao? Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong túi càn khôn ra một hộp hàn băng ngọc, đẩy tới trước mặt ngựa thiến thiến. Chẳng lẽ hắn thật sự tới cầu hôn sao? Ngựa thiến thiến có thể cảm giác được trái tim mình đang đập bình bịch bình bịch, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên hộp ngọc, thanh âm có chút run rẩy nói cái này là ninh tiểu xuyên nói đây là một viên địa võ đan chờ khi tu vi võ đạo của ngươi đạt tới địa tôn cảnh có thể trợ giúp ngươi tăng lên một cảnh giới nhỏ đơn giản chỉ là một viên địa võ đan thôi sao ngựa thiến thiến có chút thất vọng nói sắc mặt ninh tiểu xuyên nao nao sau khi suy nghĩ một chút lấy ra một thanh ngọc xích dài nửa thước một lần nữa đưa cho Ngự thiến thiến nói đây là huyền khí bát phẩm thiên đao xích mà lão tổ bất tử bà của thức ảnh võ phủ sử dụng cho dù là đại kim bằng vương phủ đoán chừng cũng không có mấy món huyền khí bát phẩm a thanh thiên đao xích này tặng cho ngươi ngựa thiến thiến cũng là nữ tử thông tuệ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ ninh tiểu xuyên lần này cũng không phải tới cầu hôn ngược lại giống như là đến trả lại nhân tình cho nàng nàng cũng không cầm lấy thanh ngọc xích kia cũng đem hộp hàn băng ngọc trong tay trả trở về ánh mắt nhu tình như nước nhìn ninh tiểu xuyên nói ngươi đây là ý gì là muốn đem trả lại nhân tình của ta sau đó chúng ta liền trở thành người dưng rồi sao hay là nói ngươi vẫn còn đang giận ta ngươi nên biết lúc ấy ta chỉ là nhất thời tức giận cũng không phải thật sự muốn khiến cho ngươi khó chịu xấu hổ trước mặt mọi người. Ta, ta sai rồi, ta xin lỗi, có được không, sau này ta sẽ không tùy hứng như vậy nữa. Trong lòng ngựa tiến tiến thật sự rất sợ hãi, sợ ninh tiểu xuyên sẽ dùng những vật này để trả lại nhân tình của nàng. Đợi đến khi nhân tình không còn, nữa, chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới nàng nữa. Nếu như thật sự bởi vì tùy hứng nhất thời mà vĩnh viễn mất đi ninh tiểu xuyên, như vậy nàng nhất định sẽ thống khổ cả đời. Ninh Tiểu xuyên biết rõ tính cách nửa Thiên Thiến, cho nên tới bây giờ cũng không bởi vì nàng tùy hứng mà trách cứ nàng. Sở Dĩ hắn đem địa võ đan cùng thiên đao xích đưa cho nàng, cũng là bởi vì hắn tạm thời phải ly khai hoàng thành, thậm chí có khả năng sẽ rời khỏi Ngọc Lam Đế quốc một thời gian ngắn. Những vật này ít nhất có thể giúp gia tăng thực lực của nàng. Nếu như Đại Kim Bằng Vương thật sự chất trong thiên cung, nhân tình mà Ninh Tiểu xuyên thiếu nàng như thế nào chỉ mấy viên thuốc, vài món huyền khí là có thể trả hết. Ninh Tiểu xuyên đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu nói. Ai nói ta muốn trả nhân tình cho ngươi, ta chỉ là yêu thích ngươi, muốn tặng lễ vật cho ngươi mà thôi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, ngươi thật sự yêu thích ta. Ngự thiến tiến nhẹ nhàng cắn khẽ cặp môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh nhìn chầm chầm Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu mỉm cười, sau đó lại lấy ra một cái túi gấm, đưa cho nàng, nói. Ta còn có một vật muốn tặng cho ngươi, nếu như có một ngày hoàng thành bị công phá, ngươi hãy mở cái túi gấm này ra. Đồ vật trong túi gấm có lẽ sẽ có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp. Ừm, ngựa thiến thiến nhẹ nhàng gật đầu, thu túi gấm vào trong ngực, có chút đau khổ nói. Ngươi thật sự không giận ta, ta giống như loại người khí lượng nhỏ như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười đứng dậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta phải về rồi. Nói xong lời này, Ninh Tiểu Xuyên liền rời khỏi đại kim bằng vương phủ. Sau khi rời khỏi vương phủ, Ninh Tiểu Xuyên thở ra một hơi thật sâu. Hắn vốn là định thương lượng cùng ngựa thiến thiến, để cho người của đại kim bằng vương phủ cũng thông qua thông đạo ngâm cùng bỏ chạy, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Đại Kim bằng Vương phủ cùng kiếm các hầu phủ căn bản không giống nhau. Bọn họ thuộc về người trong hoàng tộc, tương liên chặt chẽ cùng vận mệnh Ngọc Lam Đế quốc, cho dù hoàng thành bị công phá, chỉ sợ người trong Vương phủ cũng sẽ cùng phản quân huyết chiến đến cùng, mãi đến khi chảy xuống một giọt máu cuối cùng mới thôi. Dưới tình huống hoàng thành còn chưa có bị công phá, người của Đại Kim bằng Vương phủ càng không có khả năng rời khỏi hoàng thành rồi. Cho nên, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên chỉ ghi lại vị trí cửa vào thông đạo ngầm rồi bỏ vào trong túi gấm, giao cho ngựa Thiên Thiên. Nếu như Đại Kim Bằng Vương phủ thật sự gặp phải nguy cơ chí mạng, cũng có thể thông qua thông đạo ngầm rút lui khỏi hoàng thành. Đây là chuyện cuối cùng hắn có thể làm cho nàng, Ninh Tiểu Xuyên quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đại Kim Bằng Vương phủ, trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó liền quay người rời đi, biến mất tại cuối đường. Lần này sau khi ly khai hoàng thành, cũng không biết bao nhiêu năm sau mới có thể lại trở về. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời đi, Ngựa Thiến Thiến liền ôm lấy ngọc xích trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng hồi tưởng đến mỗi một câu Ninh Tiểu Xuyên từng nói qua. Đột nhiên trong lòng nàng khẽ chấn động, nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vỗ chán một cái. Ngựa thiến thiến à ngựa thiến thiến, ngươi như thế nào lại ngu mốc như vậy? Ngươi thật sự là có một cái đầu dưa hấu mà. Ninh Tiểu Xuyên nói nhiều như vậy, rõ ràng chính là muốn ly khai hoàng. Người đâu, chuẩn bị cho ta một thất thanh lộng mã. Nhanh lên, ngựa thiến thiến đã biết rõ mục đích Ninh Tiểu Xuyên đến Đại Kim bằng vương phủ. Cũng biết vì sao Ninh Tiểu Xuyên lại đưa cho nàng những vật kia. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng nàng càng thêm vội vàng. Vùng roi thật mạnh, rất nhanh hướng về phía kiếm các hầu phủ chạy tới. Bịch bịch, đi đến trước cửa lớn kiếm các hầu phủ, Thanh Lộc Mã dừng lại, nàng liền lập tức hỏi thăm thị vệ canh cửa, nói: "Tiểu hầu gia các người có trở lại trong phủ không?" Gã thị vệ kia tự nhiên nhận thức ngựa thiến Thiến, cung kính cúi đầu nói: "Tiểu hầu gia quả thật đã trở lại hầu phủ, chẳng qua, không lâu sau, tiểu hầu gia đã cùng lão hầu gia đi ngoại thành quan sát tình hình chiến sự rồi. Nếu như quận chúa điện hạ đến tìm tiểu hầu gia, hay là mời người y trước vào trong phủ chờ một lát?" thuộc hạ lập tức phái người đi thông chi tiểu hầu ra, ủa, người đâu rồi? Đợi đến khi gã thị về kia ngẩng đầu lên, làm gì còn bóng dáng Ngựa Thiến Thiến đâu nữa. Nàng đã sớm dục ngựa phóng đi, chấn lên lá rụng dày đặc, hướng về phía cửa ngoại thành nhanh chóng đuổi theo. Một chiếc cổ xa hoa lệ từ trong thành, chậm rãi hướng về phía ngoại thành chạy tới. Ngoại trừ một gã láo bộc lái xe ra, trên xe cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên và Kiếm Các Hầu. Kiếm Các Hầu tự nhiên có thể nhìn ra tâm tình Ninh Tiểu Xuyên rất phức tạp. Cái này cũng rất bình thường, tâm tình của mình làm sao mà không phức tạp đây. Đã từ biệt quận chúa thiến thiến rồi à? Lão hầu ra hỏi, ừm, um, xem như đã từ biệt. Ninh Tiểu Xuyên mặc một thân áo bào trắng sạch sẽ, trên đầu quấn khăn vuông màu trắng, lộ ra vài phần văn nhã thanh tú. Hắn dù sao cũng chỉ mới 20 tuổi, xem như tương đối trẻ tuổi. Lão hầu ra nói, người trẻ tuổi chính là như vậy, không nỡ, không bỏ xuống được. Yêu biệt ly, oán căm hật, kỳ thật, người cũng không cần quá để trong lòng. Chỉ cần tu vi của người trở nên cường đại, không cần phải tránh né bất luận kẻ nào nữa, chúng ta vẫn như trước có thể một lần nữa trở lại hoàng thành. Hôm nay chúng ta xám xịt đào tẩu, sau này chúng ta sẽ có thể nở mày nở mặt trở về. Với thiên tư của ngươi, ngày đó tuyệt đối sẽ không quá lâu a. À. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng trở nên kiên định, hai nắm tay siết chặt. Gia Gia nói không sai, nếu như mình có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, căn bản không cần phải vụng trộm rút khỏi hoàng thành như vậy. Phải cố gắng tu luyện, khiến cho chính mình trở nên càng cường đại hơn bịch bịch đằng sau chợt vang lên thanh âm khoái mã phóng chạy ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên ngựa thiến thiến nhìn thấy chiếc xa giá ở phía trước trong lòng rốt cuộc thở ra một hơi trong miệng kêu lớn tên ninh tiểu xuyên cỗ xa giá kia tựa hồ nghe được tiếng nàng gọi từ từ dừng lại ninh tiểu xuyên bước xuống xe nhìn về phía ngựa thiến thiến đang dục ngựa chạy như bay tới thân thể ngựa thiến thiến chợt lóe lên từ trên lưng thanh lộc mã nhảy vào xuống tựa như một chiếc lá cây ở trên không trung lắc người một cái liền rơi xuống trước mặt ninh tiểu xuyên trong đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt liều lĩnh lao vào trong ngực ninh tiểu xuyên gắt gao ôm lấy hắn nàng biết rõ hôm nay ninh tiểu xuyên sẽ ly khai hoàng thành tương lai muốn gặp lại cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào nữa rất nhiều quân sĩ trông coi cửa thành đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm ngự thiến tiến cùng ninh tiểu xuyên thấp giọng xì xào bàn tán thiến tiến ngươi vì sao lại đuổi tới đây ninh tiểu xuyên nhẹ nhàng thở dài ngự thiến tiến nói ta đã biết rõ rồi ta nàng nhìn một chút mấy gã quân sĩ canh cổng thành gần đó liền ngậm miệng lại Ninh Tiểu Xuyên đã lựa chọn bí mật ly khai, khẳng định là có lý do của hắn, nếu như bại lộ sự tình hắn muốn ly khai, chỉ sợ tất cả mọi người trong hoàng thành sẽ liên thủ đối phó hắn, sẽ không cho phép hắn ly khai hoàng thành. Ngựa Thiến Thiến lựa chọn trầm mặc, Ninh Tiểu Xuyên nói: "Ngươi nhìn chữ trong túi gấm rồi sao?" Ngựa Thiến Thiến lắc đầu, si ngốc nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Thật sự cho rằng ta ngay cả tâm sự của ngươi cũng không đoán ra sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi muốn đi đâu? Có còn trở lại không?" Hai câu nói cuối cùng kia nàng là dùng tâm thần truyền vào trong tai Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nói. Khẳng định sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, cũng không biết bao lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên mới một lần nữa leo lên xa giá, dưới ánh mắt đưa tiến của ngự thiến thiến mà dần dần rời đi, cuối cùng biến mất phía cuối con đường. Trên mặt đất tràn đầy lá rụng, tạo thành một loại cảm giác điều hưu. Bởi vì nguyên nhân chiến loạn, trên đường lớn hoàng thành cực kỳ quạnh quẽ, ngoại trừ nhiều đội quân sĩ cấp tốc chạy nhanh qua, bình thường rất khó nhìn thấy người đi đường. Ngựa thiến tiến thất hồn lạc phách xoay người, từng bước một đi trở về. Nếu như nàng muốn cùng Ninh Tiểu Xuyên cùng nhau ly khai, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ mang nàng cùng đi. Nhưng mà, nàng là tử tôn hoàng tộc, tại thời điểm đế quốc gặp phải nguy nan, chính mình làm sao có thể đào tẩu đây. Huống hồ, trong hoàng thành còn có mẫu thân, huynh trưởng, thân hữu của nàng, nàng làm sao có thể ly khai được chứ. Ninh Tiểu Xuyên cùng lão hầu ra thông qua thông đạo ngầm, đi thẳng tới U Linh Sơn Trang ở ngoài thành, Ngoại trừ 300 gã đệ tử thiên tài được bốn vị lão tổ mang ra kia, các tộc nhân kiếm các hầu phủ khác đều đang nán lại trong U Linh Sơn Trang. Số lượng ước chừng hơn 10 vạn người, may mắn là U Linh Sơn Trang trong mấy năm gần đây đều không ngừng xây dựng thêm, đã sớm phát triển thành một tòa tiểu thành, bằng không căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy. Nơi này, nơi này là Hải Đường Trang Viên, trong lòng lão hầu gia thoáng kinh hãi, Hải Đường Trang Viên biến hóa quả thật quá lớn. Tòa trang viên này trước đây chính là sản nghiệp riêng của kiếm các hầu phủ, về sau đã ban thưởng cho Ninh Tiểu Xuyên, sau khi lão hầu ra sử dụng tâm thần dò xét một vòng nổi khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn bên trong tòa sơn trang này thậm chí có khí thức của bảy tám vị võ tôn chuyện gì xảy ra từ đâu lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy bảy tám vị võ tôn như vậy cũng quá dọa người rồi chỉ sợ cũng chỉ có các thế lực lớn đỉnh cấp như ma môn nhất nguyên tông thiên âm tông đại kim bằng vương phủ mới có thể nuôi dưỡng được nhiều võ tôn như vậy nơi đây hiện tại nên gọi là u linh sơn trang lúc này mộ dung hoa đã đi tới hướng về phía lão hầu gia khom người cúi đầu cười nói mộ dung hoa bái kiến kiếm các hầu cái gì u linh sơn trang cái này chính là một cái thế lực nhỏ mà ngươi nói đã thành lập ở ngoài thành sao trái tim lão hầu gia nhất thời đập mạnh một cái cũng may hắn vốn là kiến thức rộng rãi bằng không tuyệt đối cũng không thể bình tĩnh giống như bây giờ đại danh u linh sơn trang mấy năm gần đây trong hoàng thành giống như sấm nổ bên tai lão hầu gia tự nhiên đã nhiều lần nghe nói tới nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới thế lực khổng lồ như thế lại chính là do cháu nội của mình một tay kiến tạo ra